Chương 2691 chia 100.000 năm không có chi cảnh tượng. Chưa đến giờ tí, thanh lê viên chỗ trên hòn đảo lại là quang huy vạn trượng. Quang mang kia là từ từng vị thiên đường giới đại thánh trên người trong khải giáp truyền ra, đem đêm tối chiếu lên tựa như ban ngày, lại như đầy trời tinh thần chiếu xuống nhân gian. Thiên địa quy tắc đều bị ảnh hưởng cùng cải biến. Tối nay, thiên đường giới đỉnh lập duy trì nho giới hướng thư giới tu sĩ lấy lại công đạo tạp vụ tu sĩ lui tránh chớ có từ gây phiền toái một vị mọc ra thập dực vô thượng cảnh thiên sứ đứng tại một đầu dài đến trăm mét cự long trên lưng quay chung quanh hòn đảo phi hành thanh âm truyền khắp phụ cận hải vực hắn là quang minh thần điện thiên thượng danh một vị đại thiên sứ quang minh thần điện có tám cung hai danh hai danh chỉ thiên thượng danh cùng thiên hạ danh thiên thượng danh quản thiên đình sự tình toàn bộ đều là có đại thánh tạo thành thiên hạ danh quản thiên đường giới sự tình do trong bán thánh Thánh giả, Thánh vương đứng đầu nhất cường giả tạo thành. Thiên thượng doanh sẽ không dễ dàng xuất động, một khi xuất động, tất nhiên quét ngang hết thảy, chính là trong thế tục mạnh nhất lực uy hiếp, cho dù là nguyên hội cấp đại biểu, nguyên hội cấp thiên tài cũng vô pháp so sánh. Một người lực lượng mạnh hơn, cũng đánh không lại một chi thánh quân. Huống chi, Thiên thượng doanh so thánh quân càng đáng sợ, địa ngục giới cũng chỉ có thập tộc lực lượng mạnh nhất có thể chống lại. Tỷ như, bất tử huyết tộc huyết hoàng thần ma doanh, minh tộc thiết huyết minh kỵ nếu như nói chỉ có xếp hạng top 1.000 vị cường giới, có thể bồi dưỡng được một chi thánh quân. Như vậy, muốn tổ kiến thiên thượng doanh dạng này hoàn toàn do đại thánh tạo thành quân đội, chỉ có xếp hạng top 10 cổ lão đại thế giới mới có thể làm đến. Thiên thượng doanh xuất hiện, để các giới tu sĩ chấn động vô cùng, nhao nhao rút đi, không dám đợi tại trên hòn đảo, sợ gặp tác động đến. Cả hòn đảo nhỏ, ngoại trừ trong thanh lê viên tu sĩ bên ngoài, tựa hồ chỉ còn lại có phô thiên cái địa thiên đường giới phe phái đại thánh không sai chính là phô thiên cái địa trên mặt đất thiên sứ tộc tinh linh tộc thái thản tộc thú tộc ải nhân tộc địa linh tộc đại thánh tề tụ lại có phù linh giới hồn giới âm dương giới thụy a giới hắc ma giới vạn tà giới các loại trên trăm cái cường giới đại thánh tế ra thánh khí trên bầu trời thiên thượng doanh đại thánh người mặc quân vương thánh khí cấp bậc áo giáp cưỡi cự long trên thân tản mát ra cùng liệt nhật đồng dạng quang hoa sáng tỏ tụ ở trên đảo đại thánh đâu chỉ 10 000 đây là thiên long giới phe phái, chân lý thần điện phe phái, thiên tinh văn minh phe phái đã kiềm chế tình huống, nếu không xuất hiện tới đây đại thánh còn phải càng nhiều mấy lần. Đại thánh chính là trong thánh cảnh đế hoàng, như tại phàm giới, tu sĩ bình thường muốn gặp được một cái đều rất khó. Khủng bố như thế cảnh tượng, để tọa chấn đảo này quỷ án thần tướng đều chấn động không thôi. Trung cổ sau khi kết thúc, 100.000 năm qua, còn chưa bao giờ xuất hiện qua nhiều như vậy đại thánh tập hợp một chỗ, muốn thảo phạt địch nhân tình huống chỉ có chúa tể thế giới mới có dạng này lực hiệu triệu quỷ án thần tướng đứng tại thần cung phía ngoài trên bậc thang cảm thán nói thật là đáng sợ tối nay việc này hoàn toàn chính xác không phải chúng ta nhúng tay được có khác hai vị thần tướng cũng tới đến đây đảo cùng quỷ án thần tướng tập hợp một chỗ bọn hắn nếu là đồng loạt ra tay đánh ra thanh khí rơi xuống chúng ta ba tôn thần linh cũng sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói huyền y thần tướng cười khổ hắn đã sống hơn năm vạn năm nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hùng vĩ tình thế, không có bất kỳ cái gì một tòa công đức chiến trường có thể cùng hôm nay so sánh. Hồng Bao thần tướng nói, đối phó trong thanh lê viên mấy vị kia tu sĩ, đến mức điều động nhiều cao thủ như vậy sao? Thiên đường giới lần này là có chút nhỏ nói thành to. Quỷ án thần tướng nghĩ đến lâu chủ từng nói qua lời nói, ánh mắt ngưng trọng nói, kỳ thật, thiên đường giới cũng là thuận thế mà làm. Nói thế nào? Huyền Y thần tướng hỏi. Quỷ án thần tướng nói, bởi vì Hồng Trần đại hội thiên đường giới phe phái vốn là có vô số đại thánh đi vào hồng trần quần đảo. Đây là thế, thiên long giới phe phái, ngũ hành quan phe phái, tây phương Phật giới phe phái, thiên tinh văn minh phe phái, chân lý thần điện phe phái khiêu chiến, hiển nhiên là chọc giận bọn hắn. Đây cũng là thế, muốn uy hiếp người khiêu chiến, trực tiếp nhất phương pháp, chính là tú cơ bắp, lộ ra lực lượng cường đại nhất, đem bọn hắn toàn bộ nghiền ép. Huyền y thần tướng nói, ta hiểu được, thế cục phát triển đến bây giờ một bước này, cái gì vì nho giới chủ trì công đạo, cái gì san bằng thanh lê viên, đều đã không phải mục đích chủ yếu. Mục đích chủ yếu chính là khoe khoang thiên đường giới phe phái cường đại, làm cho phe phái minh hữu nhìn, cũng là làm cho địch nhân nhìn. Hồng bao thần tướng nói, trong thanh lê viên mấy tiểu bối kia đều là có lai lịch lớn. Và nhất thế cục phát triển đến không thể làm gì chế tình trạng, chúng ta thật không xuất thủ ngăn cản. Mấy người bọn hắn nếu là chết ở chỗ này, thiên long giới, chân lý thần điện, bàn cổ giới mấy vị kia chân thần, sao lại từ bỏ ý đồ. Quỷ án thần tướng thở dài một tiếng, đây là đại thế giới ở giữa đánh cờ, đã không phải chúng ta quản được. Coi như mấy tên tiểu bối này chết rồi, cũng là thiên đường giới phe phái sự tình, không liên quan gì đến chúng ta. Trên một hòn đảo khác, trong thải hà biệt viện, số tôn cổ lão thần linh tập hợp một chỗ, ném nhìn về phía nơi xa tòa kia tản ra quang minh ba động hòn đảo, vẫn thần đảo chủ cùng thiên tinh văn minh thần tổ đều là ở tại hàng. Thiên tinh văn minh thần tổ nói, quang minh thần điện phản ứng so trong tưởng tượng của ta muốn càng thêm kịch liệt đứng ở hắn độ cao như vậy tự nhiên là minh bạch toàn bộ thiên đường giới phe phái vô luận có bao nhiêu chủng tộc bao nhiêu thần điện bao nhiêu đại thế giới nhưng trung tâm quyền nói chuyện hay là tại quang minh thần điện chân lý điện chủ đứng tại trong một đoàn tinh quang hư lạnh một tiếng hiển nhiên cô rốt lão nhi nhìn ra mục đích của các ngươi bởi vậy liền buông tay đánh cược một lần muốn đem ý nghĩ của các ngươi toàn bộ đều đè xuống mà thiên đường giới phe phái cũng hoàn toàn chính xác có thực lực này luận thế tục lực lượng cuối cùng vẫn là chúa tể thế giới càng mạnh một vị lão đạo dâu bạc ngồi xếp bằng ở dưới thần thụ chung quanh là hỗn độn hư không thanh âm mênh mông mà nói hôm nay ván này hay là bố trí được quá vội vàng một chút để trong thanh lê viên mấy tiểu bối kia thu tay lại đi miễn cho trở thành trong ván cờ vật hy sinh bọn hắn không phải quân cờ chân lý điện chủ nói bản điện chủ cũng là ý tứ này thiên tinh văn minh thần tổ mặc dù biết được chưa chiến mà bại là không gì sánh được sỉ nhục sự tình thế nhưng là tại thiên đường giới phe phái cường đại thế tục lực lượng trước mặt cưỡng ép chống đỡ tiếp không thể nghi ngờ là đang làm hy sinh vô vị dù chưa chiến thiên đường giới phe phái cũng đã thắng trong một đại dương màu vàng óng long ảnh như ẩn như hiện bọn hắn cũng không phải là khiếp nhược hạng người chỉ bất quá thế tục trận tranh đấu này đối bọn hắn tới nói chỉ là một bước nhàn kỳ cần phải có thể không cần nếu nước cờ này đánh sai tự nhiên là phải kịp thời dừng tổn hại thiên tinh văn minh thần tổ ánh mắt nhìn chăm chú về phía một mực trầm mặc không nói vẫn thần đảo chủ nói hoa ảnh lão đầu ngươi nói thế nào vẫn thần đảo chủ cười cười nói ta nói các ngươi những lão gia hỏa này từng cái đều là sống gần trăm vạn năm tồn tại làm sao còn đang chăm chú một đám tiểu bối sự tình chúng ta hay là tiếp tục thương nghị ngăn cản tu la tinh trụ dưới sự tình bên kia nên như thế nào liền thế nào đi chết mấy cái đại thánh còn có thể ảnh hưởng đại cục. Chân lý điện chủ ánh mắt lạnh lẽo, không nghĩ tới người lão đầu này, càng như thế bất cận nhân tình. Trong mắt ngươi, thánh cảnh tiểu bối tính mệnh, liền giống như sâu kiến sao. Thiên tinh văn minh vị kia thần tổ, lại không cho rằng vẫn thần đảo chủ thật không quan tâm trong thanh lê viên mấy tiểu bối kia tính mệnh. Bởi vì, hắn như là chính tay nghe nó nói qua, xem trương nhược trần là hy vọng. Vị kia thần tổ, nói, ngươi chỉ, chết mấy cái đại thánh, hẳn là có ám chỉ gì khác không sai đừng có lại hỏi liền ngươi nói nhiều nhất vẫn thần đảo chủ nói vị kia thần tổ lại lần nữa hỏi ngươi cứ như vậy nhận định bọn hắn vượt qua được đêm nay một kiếp này ngươi đối với hắn lòng tin quá lớn a à. vẫn thần đảo chủ than nhẹ một tiếng các ngươi nếu là cảm thấy đêm nay sự tình không thể làm cũng có thể truyền ra thần dụ để bọn hắn hướng thiên đường giới phe phái tu sĩ đầu hàng dù sao không có gì tổn thất việc này đừng muốn nhắc lại một đám tiểu bối sự tình, lão phu còn không muốn lao tâm lao lực. Ở đây, mặt khác vài tôn cổ thần, nghe không biết rõ đối thoại của bọn họ, thế là âm thầm suy tính. Đáng tiếc không thu hoạch được gì, lập tức, bọn hắn nhìn về phía Vẫn Thần đảo chủ ánh mắt, đều là lộ ra vẻ khinh bỉ. Cái gì gọi là một đám tiểu bối sự tình, không muốn lao tâm lao lực. Nếu không phải ngươi lão gia hỏa này, sử dụng cường đại tinh thần lực che giấu, làm sao có thể suy tính không ra bất kỳ kết quả mặc dù vẫn thần đảo chủ che giấu để bọn hắn có chút bất mãn thế nhưng là bọn hắn cũng không cho là vẫn thần đảo chủ át chủ bài thủ đoạn có thể đối kháng thiên đường giới phe phái bởi vậy quan tâm hạng sở nam an nguy chân lý điện chủ cái thứ nhất truyền âm ra ngoài ngược lại là thiên tinh văn minh thần tổ nắm lấy nửa tin nửa ngờ thái độ nếu như tiểu tử họ trương kia thật có thể tại thiên đường giới phe phái dưới áp lực mạnh chịu đựng như vậy vẫn thần đảo chủ nói tới hy vọng thật là có mấy phần có độ tin cậy đến lúc đó hắn đều không thể không cân nhắc sớm tại họ trương tiểu tử trên thân làm ra một chút bố trí vì thiên tinh văn minh tương lai mưu thiên bố cục trong thành lê viên linh lung tiên tử đứng tại lầu các đỉnh chóp ngóng nhìn bay ở bầu trời từng cái cự long còn có cự long trên lưng thiên thượng doanh đại thánh gương mặt tinh xảo mỹ lệ trở nên tái nhật không ít thiên long giới đại thánh khác mặc dù vẫn như cũ còn căng thẳng ánh mắt kiên nghị thế nhưng là khi từng luồng từng luồng đại thánh thánh uy đè xuống nhưng vẫn là để bọn hắn sợ hãi trong lòng không ngừng gia tăng về phần thư giới tu sĩ sớm đã là mặt không có chút máu nhiều lần tìm tới trương nhược trần hạng sở nam phong nham ngao hư không bọn người công bố nguyện ý vừa chết là công dương mục đền mạng để bọn hắn hướng thiên đường giới phe phái tu sĩ chịu thua chịu nhận lỗi hôm nay có lẽ có thể an toàn rời đi nhưng lại bị bọn hắn có khí phách bác bỏ bọn hắn đều là kiêu ngạo hạng người cho dù đã buông lời muốn trợ thư giới tu sĩ ha có gặp nạn trở ra đạo lý huống chi hướng thiên đường giới phe phái tu sĩ chịu thua, càng là làm không được. Bỗng nhiên, hạng sở nam sắc mặt, hơi đổi, nói, điện chủ truyền âm cho ta. Trong thanh lê viên tu sĩ, toàn bộ kinh hãi. Việc này, vậy mà kinh động đến chân lý điện chủ. Trương Nhược Trần hỏi, điện chủ nói cái gì? Nàng. Nàng để cho ta rời đi thanh lê viên, chuyện tối nay, dừng ở đây. Hạng sở nam ánh mắt phức tạp mà trầm ngưng, kiên định nội tâm, trong nháy mắt có chút phân loạn. Không chỉ có là hắn, trong vườn tu sĩ khác cũng bị ảnh hưởng, đều sinh ra lùi bước tâm tư. Đại thế không thể làm, liền ngay cả chân lý điện chủ đều truyền ra thần dụ, có thể nghĩ bọn hắn tối nay hành động, đích thật là lấy trứng trọi đá. Duy chỉ có Trương Nhược Trần còn có thể bình tĩnh tự nhiên, nói, điện chủ đứng độ cao khác biệt, ở trong mắt nàng, chúng ta hôm nay hành động chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng vì, cũng có thể bỏ. Sở Nam, nói đi, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào? Đương nhiên, ngươi nếu muốn đi, ta 100% duy trì hạng sở nam hướng thư giới tám vị tu sĩ nhìn sang lập tức âm thầm cắn răng lại ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng ta hạng sở nam nếu là cứ thế mà đi chẳng phải là biến thành hạng người ham sống sợ chết thư huynh nói không sai chuyện này tại điện chủ trong mắt có thể nói không có ý nghĩa như là đối với ta mà nói hôm nay trận chiến này chính là thiên đại sự tình thư dung không có khả năng chết vô ích trong lòng đạo nghĩa nhất định phải trường tồn bất diệt làm ra hứa hẹn nhất định phải đến chết bảo vệ ta từng nói qua, thư giới sự tình, ta quản định. Trước kia nói như vậy, hiện tại cũng nói như vậy. Hạng sở nam bay lên đứng lên, đứng thẳng giữa không trung, thét dài một tiếng, thiên đường dưới các cháu, muốn san bằng thanh lê viên, liên trước từ trên thi thể của ta dẫm lên. Chiến, tử chiến, tử chiến đến cùng. Thanh âm, một tiếng sau một tiếng vang dội như là kinh lôi truyền khắp hồng trần quần đảo. Thư giới tu sĩ đều là cảm động không gì sánh được, chỉ cảm thấy thế gian hay là nhiều người tốt một chút, đạo nghĩa hai chữ tồn tại ở tuyệt đại đa số tu sĩ trong lòng. Thiên Long giới tu sĩ bị hạng sở nam trên thân cỗ chiến ý không sợ hãi kia cảm nhiễm, từng cái nhãn thần đều trở nên sắc bén, máu trong cơ thể bốc lên. Một vị Thiên Long giới vô thượng cảnh đại thánh cắn răng nói, cùng lắm thì vừa chết, coi như muốn chết cũng muốn đã chết oanh oanh liệt liệt. Ngao Hư không nói, không sai. Hôm nay nếu là chiến tử tại Thanh Lê Viên, dù là một trăm nghìn năm sau, đều sẽ có tu sĩ biết được năm đó chúng ta từng cùng toàn bộ thiên đường giới phe phái đại thánh làm qua nếu là xám xịt đào tẩu cả đời này đều mơ tưởng ngẩng đầu lên chúng ta long tộc ngay cả chịu chết một trận chiến đảm lượng đều không có sao vì trong lòng đạo nghĩa mà chết chết có ý nghĩa linh lung tiên tử ánh mắt trở nên kiên định anh tư ngạo nhân trong một đôi mắt hạnh đều là bễ nghĩa thiên hạ quang mang hoa xuân thu thể nội máu nóng sôi trào nói ta hồng trần tuyệt thế đồ quyển thứ nhất có chỉ bằng cao tuyệt tu vi không xưng được hồng trần tuyệt thế. Chân chính hồng trần tuyệt thế nên không sợ sinh tử, cho dù nghịch thiên mà đi, cũng muốn hành khúc hát vang. Quyển thứ nhất này liền gọi hồng trần sinh tử quyển. Nếu có thể hoàn thành một quyển này, cho dù hôm nay chết ở chỗ này, ta cũng là vừa lòng thỏa ý. Hoa Xuân Thu trong lòng linh cảm bạo dạp, nâng bút câu họa. Trên đầu quyển nhân vật thứ nhất, chính là bay trên bầu trời thanh lê viên hạng sở nam, người mặc đại hồng bào sam, đầu đội ma quan kim loại, thân thể cao lớn cường tráng mà tại hạng sở nam đỉnh đầu đang có từng con cự long cùng người mặc áo giáp thiên thượng doanh đại thánh bay qua hắn hoàn toàn đắm chìm đến trong vẽ đồ ngưng thần tĩnh khí đặt bút như long du như đi vội liễm hy tu vi bị phong ấn ngồi trên băng ghế đá lẳng lặng nhìn đây hết thảy trong lòng thật sâu thở dài cảm thấy bất đắc dĩ lại cảm thấy khó có thể lý giải được trương nhược trần cỡ nào tuyệt đại nhân vật rõ ràng có thể rời đi vì sao còn muốn vì mấy cái thư giới tu sĩ dựng vào tính mạng của mình không thể nào hiểu được có lẽ đây chính là chân chính hắn hắn cho tới bây giờ đều không phải là địa ngục giới ma quỷ lãnh huyết vô tình kia là một hào kiệt trong lòng còn có đạo nghĩa càng là một anh hùng thật sự có tình có nghĩa trương nhược trần nói hôm nay chưa hẳn hẳn phải chết không nghi ngờ mọi người không cần bi quan như vậy ánh mắt của mọi người đều là hướng hắn nhìn lại ngao hư không cười khổ nói ta minh bạch thư tiên sinh ý đồ nha ngươi lại minh bạch trương nhược trần hơi kinh ngạc ngao hư không nói cả hòn đảo nhỏ đã bị thiên đường dưới phe phái đại thánh bày ra thiên la địa võng càng có thiên thượng doanh đại thánh hội tụ ở trên không chúng ta đã bỏ lỡ tốt nhất phá vây thời cơ bây giờ liền xem như ngụy thần cũng đừng hòng chạy ra đảo này ngươi cho rằng ý đồ của ta là cưỡng ép phá vây trương nhược trần nói ngao hư không hơi kinh ngạc nói chẳng lẽ thế cục bây giờ dưới chúng ta không phá vây còn muốn tiếp tục thủ vững thanh lê viên căn bản thủ không được liền xem như thần phù cũng ngăn không được nhiều như vậy đại thánh công kích linh lung tiên tử biết được thư thiên si tu vi sâu không lường được nhưng lại vẫn như cũ không cho rằng hôm nay còn có sinh cơ nói lưu tại thanh lê viên chính là địch nhân không coi vào đâu bia sống chỉ có để thanh lê viên động chúng ta có lẽ mới có thể trước khi chết giết nhiều mấy cái đệm lưng trương nhược trần lắc đầu nói liều mạng làm sao đều phải chết cho nên nhất định phải cải biến sách lược đầu tiên các ngươi được rõ ràng các ngươi ở đây mấy vị đều có khó lường thân phận. Tại không có tất sát các ngươi lý do trước đó, thiên đường giới phe phái tu sĩ sẽ không dễ dàng giết các người. Hiện tại, các đại thế giới tu sĩ đều chú ý đến thanh lê viên. Thiên đường giới phe phái đánh cờ hiệu chính là vì nho giới chủ trì công đạo, thảo phạt chính là thư giới tu sĩ. Phong nham như có điều suy nghĩ, nói, cho nên, chỉ cần chúng ta không xuất thủ, bọn hắn cũng liền không làm gì được chúng ta. Không, các ngươi coi như không xuất thủ, bọn hắn cũng sẽ buộc các ngươi xuất thủ. Trương Nhược Trần đang muốn nói tiếp lúc, thanh lê viên bên ngoài, vang lên một đạo cao vút mà thanh âm hùng hậu, lão phu chính là nho giới thiên lễ giáo giáo chủ, vân trung sinh, tiếp thanh lê viên. Thư giới nhã thần nhưng tại bên trong. Đến rồi. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía thư giới một vị vô thượng cảnh đại thánh, nói, đi thôi. Nhìn xem nho giới mấy vị giáo chủ, là dạng gì lý do thoái thác. Vị này thư giới vô thượng cảnh đại thánh, tên là ấm quyết, đẩy cửa đi ra ngoài mặt khác bảy vị thư giới tu sĩ cùng đi theo ra ngoài. Trương Nhược Trần bọn người ở lại bên trong, không có hiện thân. Phong Nham đã nghĩ rõ ràng, nói đây chính là thiên đường giới phe phái ép chúng ta ra tay sách lược. Thiên đường giới phe phái muốn giết người, lại muốn chiếm cứ đại nghĩa, tự nhiên cũng liền bó tay bó chân. Chúa tể thế giới thực lực, hoàn toàn chính xác không cách nào chống lại, thế nhưng là, chúa tể thế giới cũng vô pháp muốn làm gì thì làm, thiên điều còn trông coi bọn hắn đâu. Chí ít trên mặt nổi, bọn hắn không có khả năng xúc phạm thiên điều, đến kiếm cơ tránh đi. Trương Nhược Trần nói. Bên ngoài, nho giới ngũ đại giáo chủ đều tới, đều là đứng tại Trương Nhược Trần vẽ vòng tròn bên ngoài, không dám tùy tiện xâm nhập. Song Phương dựa vào lý lẽ biện luận, khẩu chiến hơn phân nửa canh giờ. Nho giới không ở ngoài chính là muốn thư giới tu sĩ mời ra nhã thần, để nhã thần nhận tội, công dương mục không thể chết đến không minh bạch, thiên điều đối với thần linh không có khả năng thùng rỗng kêu to. Như vậy các loại, thư giới tu sĩ, thì là cho là nhã thần đã sớm bị nho giới giết chết công dương mục chính là nho giới tự biên tự diễn một dạng đùa dỡn dạng này tranh chấp tự nhiên là không có khả năng có bất kỳ kết quả chỉ nghe bên ngoài vang lên một tiếng quát lớn ta nhìn các ngươi thư giới chính là ỷ có cường giả chỗ dựa liền khiêu chiến thiên điều quyền uy muốn khi nhục nho giới tối nay thư giới nếu là không giao ra hung thủ nho giới liền san bằng thanh lê viên một đạo khác thanh âm gọi hàng nhã thần ngươi lại không hiện thân thì đừng trách chúng ta đối với thư giới tu sĩ xuất thủ vô tình lấy máu tươi của bọn hắn tế điện công dương mục vong linh thư giới tu sĩ đều là khẩn trương lên ý thức được nho giới ngũ đại giáo chủ đã là chân tướng phơi bày ngũ đại giáo chủ có ba vị đều là vô thượng cảnh đại thánh hai vị khác thì là cấp 69 sơ kỳ tinh thần lực đại thánh đồng thời phóng xuất ra trên người lực lượng ba vị vô thượng cảnh đại thánh quanh người xuất hiện lít nha lít nhít thánh đạo quy tắc phân biệt hội tụ thành một bản thanh quang thiên thư một thiên thiên tự văn một tòa thánh quang hồ nước màu trắng. Hai vị tinh thần lực đại thánh thì là dẫn tới thiên địa thánh khí, hóa thành hai tòa phát ra quang hoa chói mắt vòng xoáy. Trương Nhược Trần cất bước đi ra đại môn, nói: "Các ngươi năm cái lão nhi, sống vô dụng rồi như thế cao tuổi rồi, bị người khác lợi dụng lại không tự biết, hôm nay sợ là sẽ biến thành quỷ chết oan." Thư Thiên Si, chúng ta biết được tu vi của ngươi cao thâm, thế nhưng là ngươi tốt nhất đừng nhúng tay chuyện hôm nay, đây là nho giới cùng thư giới thủ hận. Bất kỳ tu sĩ nào nhúng tay đều được trả giá đắt. Trong đó một vị giáo chủ như vậy trầm lạnh nói. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, chỉ hướng trên đất bốn chữ, nói, người nhập giới chết. Đây là ta tự tay viết xuống, ai dám xông vào vòng tròn, ta nhất định chém chi. Nho giới ngũ đại giáo chủ, làm sao có thể không kiên kỵ thư thiên si. Nhưng là, bây giờ tên đã trên dây không phát không được, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể lui sao? Bọn hắn nếu là dám lui, thiên đường giới đại nhân vật sau này nhất định để bọn hắn đã chết càng thêm khó coi thậm chí tộc nhân tính mệnh đều được góp đi vào bọn hắn cũng có bọn hắn bất đắc dĩ chiến vì công dương mục báo thù giết hết thư giới tu sĩ ngũ đại giáo chủ muốn xâm nhập tiến vòng tròn lại xúc động trương nhược trần bọn người sớm bố trí đại thánh minh văn cùng trận pháp bị ngăn tại bên ngoài lấy vòng tròn làm danh giới hiện ra lít nha lít nhít quang văn ẩm ẩm bọn hắn đánh ra một đạo lại một đạo sức mạnh công kích đánh vào trên quang văn Trương Nhược Trần lười nhác cùng thiên đường giới tu sĩ, chơi loại trò siếc nhàm chán này, lấy ra chiến kiếm. Phong Nham đi ra, nói, thư huynh, không bằng để ta tới xử lý bọn hắn. Ý của ta là, đem bọn hắn bỏ vào trong giới, toàn bộ giết chết. Trương Nhược Trần nói, làm gì như vậy cấp tiến. Bọn hắn rất có thể, căn bản không biết công dương mục tử vong chân tướng, chỉ là bị thiên đường giới tu sĩ lợi dụng. Giết bọn hắn, liên chính giữa địch nhân ý muốn. Phong Nham nói. Trương Nhược Trần nói, Ngươi cho rằng, không giết bọn hắn, tối nay sự tình liền còn có chuyển cơ. Sự do người làm, ta muốn thử một chút. Coi như thiên đường giới phe phái cuối cùng vẫn như cũ thống hạ sát thủ, chỉ ít ta cố gắng cứu vãn qua. Phong Nham nói, tốt a. À. Trương Nhược Trần biết được Phong Nham sở dĩ làm như thế, cũng là muốn vì mọi người tranh một chút hy vọng sống. Coi là, chỉ cần không giết nho giới tu sĩ, thiên đường giới phe phái liền không có xuất thủ lý do. Phong Nham vừa xài bước ra vòng tròn, dưới chân tuôn ra đếm mãi không hết thánh đạo quy tắc hóa thành một tòa màu tím xanh hỗn độn hải đạo vực đem nho giới ngũ đại giáo chủ đều lôi kéo đi vào nho giới ngũ đại giáo chủ trong lòng vui mừng bọn hắn vốn đang bởi vì kiên kỵ thư thiên si không dám bước vào vòng tròn lại không nghĩ rằng phong nham lại chủ động đi ra vòng tròn nếu là phong nham dám ở vòng tròn bên ngoài giết bọn hắn coi như phong nham bối cảnh cường đại cũng phải bị thiên điều xử phạt phong nham trên thân thánh quang sáng tỏ trói mắt ba cái miệng đồng thời mở miệng nói rút đi đi, hôm nay thư giới tu sĩ, do bản đế đến bảo đảm. Các ngươi muốn san bằng thanh lê viên, bất quá chỉ là trò cười. Nhan đế uy phong thật to, đây là muốn lấy bàn cổ giới phong ra uy danh tới dọa chúng ta sao. Chúng ta nho giới tu sĩ, há lại nhất gan sợ phiền phức chi đồ. Chiến, nho giới tu sĩ tuyệt không khuất phục. Trong đó một vị mi tâm mọc ra nốt ruồi son giáo chủ, đã là đem treo ở hư không thiên tự văn, điều động đứng lên, hướng phong nham trấn áp xuống dưới. Phong nham lửa giận ứa ra, trong lòng vốn là có đủ loại cân nhắc, dự định thả nho giới ngũ đại giáo chủ một con đường sống, nhưng chưa từng nghĩ đối phương ngược lại nói xấu hắn một cái lấy mạnh lần yếu. ầm ầm, phong nham ở giữa cái đầu kia trong hai mắt tuôn ra hai cây cột sáng màu trắng, nương theo giày đặc phong nhận kích trên thiên tự văn. thiên tự văn mỗi một cái văn tự đều là hơn trăm triệu đạo quy tắc ngưng tụ thành nặng như thành sơn. nhưng phong nham trong ánh mắt tuôn ra lực lượng lại mạnh hơn, như là hai đầu thiên hà màu trắng va chạm ra ngoài chỉ là rằng co một lát, chính là đánh xuyên thiên tự văn. Tất cả văn tự chôn vùi, một lần nữa hóa thành quy tắc hình thái. Vị kia vô thượng cảnh đại thánh, miệng phun máu tươi, sắc mặt kinh hãi, cấp tốc lùi lại. Mặt khác hai tôn vô thượng cảnh đại thánh lần lượt xuất thủ, lấy thanh quang thiên thư cùng thánh quang hồ nước màu trắng, chung kích phong nham đạo vực. Đồng thời, bọn hắn phân biệt đánh ra một kiện phẩm cấp cực cao quân vương thánh khí, đều là thần linh thay ngén qua chiến binh, nội bộ ẩn chứa thần lực hai vị cấp 69 sơ kỳ giáo chủ, một vị ném ra một quyển binh thư, trên binh thư, mỗi một cái văn tự đều hóa thành một vị thiết giáp thánh binh. Trong khoảnh khắc, thiên quân vạn mã hiển hóa ra ngoài, khí thế bàng bạc, sát khí bốc lên. Một vị khác chủ tu tinh thần lực giáo chủ thì là hai tay bóp ra kỳ dị ấn pháp, đỉnh đầu xuất hiện một tòa mặc hải. Mặc hải đen kịt, khí tức băng lãnh, kéo dài mấy trăm dặm, ẩn chứa tính thôn phệ cùng tính hủy diệt lực lượng hắc ám. Ngũ đại giáo chủ phối hợp ăn ý, đồng thời xuất thủ, trận thế như vậy, so đơn đã độc đấu thời điểm không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Liền xem như trên hồng trần tuyệt thế bảng nhân vật, ứng đối đứng lên, đều sẽ mười phần đau đầu, cần tạm thời tránh mũi nhọn. Thế nhưng là, Phong Nham cũng không phải bình thường cường giả, là trên tuyệt thế quyển nhân vật. Cùng là vô thượng cảnh tu vi, hắn có thể lấy một địch nhiều. Cho dù ngũ đại giáo chủ liên thủ, cũng vô pháp công phá đạo vực cùng phòng ngự của hắn. Hắn ba cái đầu con mắt, phân bố tuôn ra cột sáng màu trắng, Lôi điện quang trụ, hỏa diễm quang trụ, cùng ba tôn vô thượng cảnh đại thánh đánh ra chiến khí đối kháng, tại hư không giằng co. Hai vị cấp 69 tinh thần lực đại thánh, cho hắn tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, có mấy ngàn thánh quân trùng kích đạo vực của hắn, lại có mặc hải màu đen che đậy hắn trong đạo vực nhật nguyệt. Đồng thời, bọn hắn còn thi triển ra tinh thần lực cổ pháp, trực tiếp công kích phong nham thánh hồn cùng tinh thần. Ôn quyết ánh mắt băng lãnh, phẫn nộ nói, nho giới mấy lão già này rất đáng hận bọn hắn từng cái đều là tu luyện trên vạn năm tồn tại một tòa cổ giáo trí tôn nhân vật lại liên thủ đối phó nham đế một người hắn muốn xông ra vòng tròn trợ phong nham một chút sức lực trương nhược trần ngăn lại hắn nói đường đường nham đế qua hoàng nữ hy thị hậu đại nếu là ngay cả mấy cái vô thượng cảnh đại thánh đều không thu thập được chẳng phải là chỉ là hư danh thế nhưng là thư tiên sinh ôn quyết trong lòng lo lắng mà lo lắng đang muốn nói tiếp lúc lại nghe bên ngoài truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết ném mắt nhìn lại giật mình phát hiện nho giới ngũ đại giáo chủ một trong trần thiên đồ bị phong nham công phá phòng ngự một thương đâm xuyên lồng ngực đại thánh thánh huyết bay đầy trời như cánh hoa đồng dạng vẩy xuống trần thiên đồ ngực xuất hiện một cái to bằng miệng chén lỗ máu chật vật đến cực điểm lui nhanh ra ngoài trên thân khí tức suy yếu một mảng lớn vân trung quân muốn thừa cơ đánh lén trong tay một thanh lục nguyên quân vương thánh khí cấp bậc màu đỏ xà hình thánh kiếm hóa thành một đầu dài đến mấy chục trượng dao mãng lưu tinh công hướng phong nham sau lưng phong nham bên trái cái đầu kia hai mắt trầm xuống hai tay kết xuất một đạo phong thần ấn pháp hình tròn phong thần ấn pháp đường kính hai trượng treo sau lưng phong nham trong ấn pháp hiện ra bảy đạo cổ lão văn ấn cùng bí đồ ngăn trở thanh kiếm đồng thời phóng xuất ra bảy đạo cỡ thùng nước lôi điện phốc vân trung quân như người dơm đồng dạng ném đi ra ngoài ngã xuống ở trong hỗn độn hải màu tím xanh từng sợi hỗn độn vũ khí như là xiềng xích đem hắn thân thể quấn quanh đem hắn giam cầm lại Bành, bành, bành. Phong Nham tốc độ nhanh như tật phong, thân hình liên tiếp biến hóa ba lần, thi triển ra ba chiêu vô thượng cấp cao giai thánh thuật. Đưa tay cầm thanh quang thiên thư vô thượng cảnh đại thánh, cùng hai vị tinh thần lực đại thánh, toàn bộ đánh bay ra ngoài. Phong Nham chiến lực cường đại, để thư giới cùng thiên long giới tu sĩ đều nghẹn họng nhìn chân chối. Michael đứng ở đằng xa đang lâu đỉnh chóp, dáng người lỗi lạc, ánh mắt lộ ra dị sắc, nói: "Nho giới ngũ đại giáo chủ liên thủ, trong tay hắn vậy mà nhịn không được một khắc đồng hồ. Phong nham này, đến cùng là ở trong oa hoàng thần cảnh đạt được cơ duyên gì. Tại Michael bên cạnh, đứng có một vị đồng dạng mọc ra 12 cái cánh chim màu trắng nữ tử. Nàng toàn thân phát ra thánh khiết quang hoa, đỉnh đầu có quang hoàn lơ lửng, khuôn mặt mơ hồ không rõ. Dáng người lại là đẹp đến cực điểm, eo thon tinh tế, hai chân thẳng tắp mà dài nhỏ, khí chất trang nhã, như là thần thánh hóa thân. Nàng này, chính là trên cửu tiên mỹ nhân đồ cổ na tiên tử. Truyền thuyết cổ na tiên tử trời sinh liền có sáu cánh, thể nội chảy xuôi cổ xưa nhất thiên sứ huyết mạch. Có được loại huyết mạch này, chỉ cần không chết yểu, tương lai nhất định thành thần. Cổ na tiên tử nói, tam đầu lục tí, tại toàn bộ bàn cổ giới đều là cổ xưa nhất, lại cường đại nhất thể chất một trong, phong nham có thể có thành tựu hiện tại, không tính là gì sự tình kỳ quái. Đáng tiếc a, à, khó được ra một cái tam đầu lục tí, hôm nay lại muốn chết ở chỗ này. Michael cười lạnh một tiếng, có chút kích động, muốn tự tay đánh bại Phong Nham. Ẩm ẩm. Vân Trung Quân trong miệng phun ra 36 thanh phi kiếm, chặt đứt hỗn độn vũ khí, từ Phong Nham trong đạo vực tránh ra, hét lớn, sử dụng lục nghệ chiến đấu. Mặt khác bốn vị nho giới giáo chủ, hóa thành bốn đạo lưu quang, cùng Vân Trung Quân hội hợp. Một quyển tụ màu tím, từ Vân Trung Quân sau lưng bay ra. Quyển tụ chậm rãi triển khai, phóng xuất ra tinh thuần đến cực điểm hạo nhiên chính khí, cùng như tơ như xương màu tím thần khí. Đồ quyển sức mạnh bùng lên, đem phong nham đạo vực trấn áp xuống. Trong đạo vực hỗn độn khí, như là đứng im, không cách nào lưu động. Liền ngay cả phong nham thánh đạo quy tắc đều bị đồ quyền lực lượng định trụ, không cách nào tùy tâm sở dục điều động. Cái gọi là lục nghệ chỉ là lễ, lạc, dạ, ngự, tư, số. Tại ngũ đại giáo chủ liên hợp thôi động dưới, chiến đồ đem phong nham đạo vực bao vào. Màu tím xanh hỗn độn hải biến thành trong đồ quyển một tòa hồ nước nhỏ, mà phong nham thân thể bị định tại hồ nước nhỏ trung tâm. Lục nghệ chiến đồ, vẽ là sáu vị người mặc khác biệt bào phục nho đạo tu sĩ. Một vị người mặc văn bào màu xanh, hai tay thở dài, nho nhã lễ độ, đại biểu cho lễ. Một vị người mặc hoa bào, mặt mũi hiền lành lão nho sinh, ngồi tại dưới cây liễu, đánh đàn đàn tấu, đại biểu cho lạc. Một vị ghim quần ống chẽn, mặc đồ trắng võ phục bó sát người nam tử trung niên, dương cung trăng tròn, thiện xạ, đại biểu cho xạ. Giờ phút này, sáu vị do nho tổ tự tay vẽ phát thảo đi ra tu sĩ, sống lại, từ trong bức họa đứng thẳng lên, bộc phát ra so nho giới ngũ đại giáo chủ bất luận một vị nào đều càng cường đại hơn khí tức. Trên người bọn họ, thậm chí có thần lực phát ra. Trương Nhược Trần chưa từng gặp qua nho tổ thứ tư, thế nhưng là, tại lục nghệ chiến đồ triển khai trong nháy mắt, chính là dám khẳng định, cái này tất nhiên là nó lưu lại mặc bảo. Trương Nhược Trần hỏi thăm Ôn Quyết, nói, nho tổ thứ tư lưu lại chiến đồ, làm sao lại lưu lạc đến nho giới tu sĩ trong tay. Ôn Quyết hiển nhiên cũng có một chút không hiểu, suy đoán nói: có lẽ là côn lôn giới công đức chiến trường mở ra thời điểm nho giới tu sĩ từ côn lôn giới cướp đoạt mà đi. Đương nhiên, cũng có khả năng lục nghệ chiến đồ sớm đã lưu truyền tại thế tục dưới cơ duyên xảo hợp bị Vân Trung Quân đạt được. May mắn lục nghệ chiến đồ không phải nho tổ thứ tư thời kỳ đỉnh phong vẽ nếu không chiến đồ bạo phát đi ra uy lực so hiện tại nghìn lần còn muốn càng mạnh. Trương Nhược Trần cười lắc đầu nếu thật là nho tổ thứ tư thời kỳ đỉnh phong lưu lại chiến đồ lại thế nào khả năng xuất hiện đến một vị đại thánh cảnh trong tay tu sĩ Bất quá, cho dù là hiện tại lục nghệ chiến đồ, cũng là giá trị liên thành, là không tầm thường bảo vật. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần ánh mắt rơi xuống nho giới ngũ đại giáo chủ trong tay trên chiến binh. Thầm nghĩ trong lòng, Trầm Uyên muốn tiến giai đến trí tôn thánh khí cấp bậc, cần thôn phệ đại lượng quân vương thánh khí. Nếu là dựa vào mua sắm, tốn hao thực sự quá lớn, tối nay có lẽ là một cái cơ hội. Linh Lung tiên tử từ trong thanh lê viên đi ra, ngóng nhìn hướng bị vây ở trong chiến đồ phong nham, trong mắt tràn ngập thần sắc lo lắng nói, ai cũng không nghĩ tới, nho giới lại có lục nghệ chiến đồ bảo vật như vậy, chúng ta đến xuất thủ, trợ nham đế thoát khốn. Trương Nhược Trần lắc đầu, bình tĩnh nói, chớ đi ra vòng tròn, bên ngoài nguy hiểm. Đặc biệt là tiên tử ngươi, ngươi nhiệm vụ chủ yếu là chấp trưởng thần phù, đối phó lúc nào cũng có thể xuất hiện đào hoa. Thế nhưng là nham đế, Linh Lung tiên tử nói. Trương Nhược Trần đánh gãy nàng lời nói, nói, không cần lo lắng cho hắn, đối với chúng ta mà nói, nho giới mấy lão già này không có bất kỳ uy hiếp gì. Uy hiếp lớn nhất hay là đào hoa, chỉ có trước đem hắn dẫn ra, thu thập hết, chúng ta hôm nay mới có sinh cơ. Nếu không, thập tử vô sinh, linh lung tiên tử nhìn xem Trương Nhược Trần ánh mắt hết sức phức tạp, thực sự khó có thể lý giải được. Nam tử trước mắt này, vì sao có thể đem thập tử vô sinh bốn chữ này, nói đến nhẹ nhõm như vậy. Nàng đang muốn hỏi, như thế nào dẫn xuất đào hoa. Vòng tròn bên ngoài, truyền đến một đạo mạnh mẽ không gì sánh được kinh lãng, nương theo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh chấn động đến linh lung tiên tử cùng ôn quyết đều là hướng về sau lùi lại mấy bước phong nham trong hỗn độn đạo vực hiện ra khai thiên tích địa cảnh tượng một tôn không biết cao tới bao nhiêu dặm thần ảnh từ trong hỗn độn nổi lên xông phá lục nghệ chiến đồ áp chế đạo thần ảnh này là một tôn nữ tính thân hình mình người đuôi rắn phát ra không có gì sánh kịp cổ vận tuy là một cái bóng thế nhưng là phát ra khí tức lại so ngụy thần thần uy còn mạnh mẽ hơn mấy phần là oa hoàng thần ảnh, hắn lại có thể tỉnh lại oa hoàng cổ lão lực lượng. Trong đó một vị nho giới giáo chủ, kinh hô một tiếng, phong linh quyết. Phong nham trên thân tiêu tán ra hùng hậu thần lực ba động, thi triển ra phong gia tổ truyền thần thông. Muốn đem một loại thần thông, tu luyện tới đại thành, nhất định phải trước tiên ở thể nội tồn chữ thần khí. Phong linh quyết, phong nham đã là tu luyện tới đại thành, là hắn mạnh nhất át chủ bài thủ đoạn. Ẩm ẩm. Thần thông vừa ra, đánh xuyên trong lục nghệ chiến đồ sáu bóng người, đồng thời đem ngũ đại giáo chủ giống như năm mảnh lá dụng đồng dạng đánh bay ra ngoài. Trương Nhược Trần bắt lấy cơ hội này, hướng hư không lấy tay, lục nghệ chiến đồ tùy theo cuốn lại, xuất hiện đến trong tay của hắn, một kiện bảo vật tới tay. Phong Nham tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này, thi triển ra một loại cao minh phân thân thánh thuật, thân thể chia thành năm phần, chuẩn bị đem nho giới ngũ đại giáo chủ bắt. Nhưng, chính là lúc này, dị biến bỗng nhiên phát sinh. Hắn trong đó một đạo phân thân, vừa mới bắt lấy thiên lễ giáo giáo chủ Vân Trung Quân. Vân Trung Quân một gương mặt mo, bỗng nhiên trở nên vặn vẹo, cực kỳ thống khổ dáng vẻ, trong miệng phát ra khô cạn thanh âm, lộ ra dữ tợn không gì sánh được. Ngươi thế nào? Phong Nham vừa mới hỏi ra câu này, Vân Trung Quân vô thượng pháp thể sụp đổ mà ra, hóa thành một đám huyết vụ, ngay cả không thể phá vỡ đại thánh xương cốt đều hóa thành bột mịn. Từ Vân Trung Sinh trong thi thể tuôn ra sức mạnh mạnh mẽ, như cùng phong mưa rào tiết ra, đem Phong Nham phân thân chấn vỡ. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái phương hướng cũng truyền ra tiếng nổ đùng đoàng nho giới hai vị khác vô thượng cảnh đại thánh cũng là nhục thân nổ tung hóa thành huyết vụ năng lượng kinh khủng hướng bốn phương tám hướng phát tiết khiến cho trên đảo dày đặc đạo tỏa đều hiển hiện ra trên mặt đất lưu lại ba cái nhìn thấy mà giật mình huyết sắc hồ to ba vị vô thượng cảnh đại thánh không phải tự bạo thánh nguyên là bị tu sĩ tu vi cường đại lấy cổ lão bí pháp giết chết nếu là tự bạo thánh nguyên cho dù Phong Nham có được bán thần đỉnh phong tu vi, sợ là cũng muốn trọng thương, thậm chí là vẫn lạc. Duy chỉ có hai vị cấp 69 sơ kỳ tinh thần lực đại thánh, thi triển ra tinh thần lực độn thuật, thối lui đến nơi xa, bảo vệ tính mệnh. Thế nhưng là, bọn hắn đều run như cầy sấy, nhìn chăm chú về phía Phong Nham ánh mắt, lại giật mình vừa giận. Bọn hắn cho là, là Phong Nham giết chết nho giới Tam đại giáo chủ. Nham đế, ngươi xuất thủ quá ác độc, chúng ta nho giới cùng ngươi có gì thù hận, ngươi khinh người quá đáng trong đó một vị cấp 69 sơ kỳ tinh thần lực đại thánh, sắc mặt vô cùng dữ tợn nói. Một vị khác cấp 69 tinh thần lực đại thánh buồn vô cớ rơi lệ, bi phẫn nói, nho giới chỉ là muốn vì công dương mục báo thủ mà thôi, có tội gì. Phong nham giật mình trong nháy mắt, chính là biết được trùng kế. Cẩn thận, tranh thủ thời gian lui về tới. Sau lưng, vang lên thư thiên si thanh âm. Phong nham cảm giác được khí tức nguy hiểm, đang muốn lui lại, trong sáu con mắt, hiện ra từng đạo ánh sáng màu trắng. 24 chui có quang minh thần lực gia trì quân vương thánh khí chiến kiếm, từ 24 phương hướng khác nhau bay tới. Bạch, bạch, bá. Mỗi một chui kiếm đều là tứ nguyên quân vương thánh khí cấp bậc, sử dụng chính là giống nhau chất liệu rèn đúc mà thành. Trên thân kiếm khắc họa minh văn, lẫn nhau đều có liên hệ. 24 chui chiến kiếm này được xưng là nhị thập tứ thẩm phán kiếm trận. Do thẩm phán cùng 24 vị trưởng lão chấp trưởng, bọn hắn từng cái đều là vô thượng cảnh tu vi cảnh giới. 24 chuôi chiến kiếm đồng thời thôi động, trên chiến kiếm minh văn tùy theo tiêu tán đi ra, lẫn nhau kết nối, xe lẫn thành một tấm kiếm võng, đem chiến kiếm lực lượng kết hợp chung một chỗ. 24 vị vô thượng cảnh đại thánh cùng kêu lên hô to, chém phong nham, vì nho giới đại thánh báo thủ. Ẩm ẩm. 24 chuôi chiến kiếm bay qua, phong nham màu tím xanh hỗn độn hải đạo vực bị xé nứt mở, như tờ giấy làm đồng dạng, trong nháy mắt đều ngăn cản không nổi. Phong nham sáu cánh tay đồng thời vung vẩy, có thể là đánh ra thánh khí, có thể là thi triển thánh thuật, cùng 24 chui chiến kiếm đụng nhau. Nhưng, cũng vẻn vẹn chỉ là chống đỡ thời gian ba hơi thở, hắn hộ thân phòng ngự liền bị công phá. Một thanh chiến kiếm từ hắn bên trái đầu lâu kình biên bay qua, lưu lại một đạo thật sâu miệng máu, đầu lâu kém một chút bị chém xuống. Phần cổ mạch máu phá toái, máu chảy như suối. Một thanh khác chiến kiếm đánh vào lồng ngực của hắn, tuy bị từng tầng từng tầng thánh quang ngăn trở, nhưng như cũ đem phong nham đánh cho ngũ tạng lục phủ đau nhức kịch liệt thân thể hướng về sau lùi lại mấy chục bước. Chiến kiếm quá nhiều, mỗi một chui đều là vô thượng cảnh đại thánh thôi động. Chiến kiếm lại tạo thành kiếm trận, phá đạo vực, công phá phun, chém nhục thân, kích thánh hồn, coi như phong nham có ba đầu sáu tay cũng ngăn không được, liên tiếp thụ thương, hiểm tượng hoàn sinh. Muốn lui về vòng tròn là càng thêm không có khả năng, có chiến kiếm phong kín đường lui của hắn. Thẩm Phán cung 24 trưởng lão từ tứ phương bay tới, rơi xuống thanh lê viên bên ngoài bọn hắn từng cái người mặc thánh bảo màu trắng khuôn mặt già nua nếp nhăn mặt mũi tràn đầy nhục thân như ngọc đồng dạng phát ra huỳnh quang trẻ tuổi nhất một vị đều đã hơn tám nghìn tuổi già nua nhất một vị càng là có hai mươi bốn tuổi tuế nguyệt bọn hắn bóp thành kiếm chỉ điều khiển thánh kiếm vì đạo hữu vân trung sinh báo thủ chém phong nham trần thiên đồ giáo chủ không có khả năng chết vô ích thẩm phán cung chém tà ác bị đối phương xưng là tà ác để phong nham thể nội tuôn ra một cỗ ngọn lửa vô danh đối với quang minh thần điện triệt để thất vọng như vậy đổi trắng thay đen lại vu oan hãm hại thật sự là buồn nôn nhị ca ta đến giúp người hạng sở nam xông ra vòng tròn hai tay lòng bàn tay tuôn ra liên tục không ngừng thánh khí đem ma quan kim loại tế đứng lên ma quan trở nên một chiếc đỉnh lớn như vậy phóng xuất ra trùng trùng điệp điệp ma uy đang xoay tròn hình thành một tầng lại một tầng trí tôn chi lực sóng lớn trùng kích hướng nhị thập tứ thẩm phán kiếm trận lực lượng quang minh, tịnh hóa ma khí. Một vị thẩm phán cung trưởng lão, cao như thế hô một tiếng. Vù vù. 24 chuôi chiến kiếm, có một nửa hướng hạng sở nam bay đi, cùng ma quan kim loại kịch liệt đụng nhau. Kim loại va chạm thanh âm, giống như vô số viên tinh cầu tại đụng nhau, bình thường thánh cảnh tu sĩ nếu là ở ở trên đảo, sẽ bị sóng âm chấn động đến thân thể vỡ ra, thánh hồn phá toái. Trí tôn thánh khí nắm giữ tại bán thần đỉnh phong cường giả trong tay, uy thế vô tận, hạng sở nam đem 12 chuôi chiến kiếm không ngừng đánh bay, cùng phong nham hội hợp đến cùng một chỗ. Màn đêm bị mặt biển thánh quang chiếu sáng, bầu trời minh nguyệt, ngược lại lộ ra có chút phai mờ. Đến đây tham gia hồng trần đại hội tu sĩ, rất nhiều đều hội tụ hòn đảo này phụ cận hải vực. Phương Bắc Chúa Tể Thế Giới Vạn Khư Giới Minh Chủ là một vị nhân vật thần bí, ngồi tại trong một chiếc thứ thần cấp chiến hạm, không hề lộ diện. Thế nhưng là, hắn hai vị người hầu đứng tại chiến hạm bong thuyền, đều là tuổi tác không cao hơn ba nghìn tuổi đại thánh đã đạt tới bán thần cấp độ vu thần văn minh thiên tử chắp hai tay sau lưng đứng tại trên một tòa trượng tế đàn màu đen cao mấy trăm tại phía sau hắn bóng người vô số từng cái đều phát ra mạnh mẽ thánh đạo khí tức phương đông chúa tể thế giới bàn cổ giới cũng có số lớn tu sĩ đi vào phụ cận hải vực quan chiến bọn hắn đứng tại trên một tòa thánh sơn thánh sơn đứng ở trong biển có từng sợi sương mù tung bay ở trong núi mênh mông mịt mờ giống như một bức tiền vẽ. Bàn cổ giới tuy có bộ phận tu sĩ, khiêu chiến thiên đường giới phe phái cường giả, thế nhưng là làm chúa tể thế giới không có khả năng tham dự quá sâu. Càng nhiều tu sĩ đều là lấy người đứng xem tâm tính, đối đãi chuyện tối nay. Thiên đường giới cái này khi dễ người cũng khi dễ quá hung ác, nhị thập tứ thẩm phán kiếm trận danh xưng là dùng đến chấn áp nguyên hội cấp nhân vật đại biểu, há có thể tùy tiện điều động. Thiên thượng doanh đều tới, điều động nhị thập tứ thẩm phán kiếm trận, lại có cái gì kỳ quái? Đây là làm cho ai nhìn? Hù dọa chúng ta sao? Vạn khư giới minh chủ hai vị người hầu ở trên chiến hạm đối thoại, bọn hắn nhìn ra thiên đường giới làm như thế thâm ý, trên mặt mang theo lạnh buốt thần sắc. Trương Nhược Trần cũng đi ra vòng tròn, thế nhưng là không để ý đến thẩm phán cung 24 trưởng lão, mà là đi nhặt nho giới ba vị vô thượng cảnh đại thánh vẫn lạc về sau, để lại chiến binh cùng thánh nguyên. Vô thượng cảnh đại thánh chiến binh, phẩm cấp tự nhiên không thấp, mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Trong thanh lê viên, thiên long giới cùng thư giới tu sĩ lo lắng phong nham cùng hạng sở nam an nguy nhìn thấy thư thiên si như thế cách làm đều mở rộng tầm mắt đến lúc nào rồi hắn làm sao còn nghĩ đến thu nhặt bảo vật ngao hư không nói theo lý thuyết nhị thập tứ thẩm phán kiếm trận là do thẩm phán cung đại cung chủ sử dụng thẩm phán chi kiếm đến chủ đạo mới có thể bộc phát ra uy lực mạnh nhất bây giờ bọn hắn không có thẩm phán chi kiếm cũng không có bán thần đỉnh phong cường giả chủ đạo kiếm trận uy lực nhất định giảm bớt đi nhiều có lẽ chúng ta dẫn động thần phù lực lượng có thể đem nó đánh tan trợ thiếu điện chủ cùng nham đế thoát khốn linh lung tiên tử lắc đầu nói không được thư tiên sinh nói chúng ta uy hiếp lớn nhất chính là đào hoa thần phù không thể khinh động thư tiên sinh ngao hư không hướng thư thiên si nhìn lại mí mắt giật mình theo lộ ra vẻ kinh ngạc chỉ gặp thư thiên si nhặt xong ba vị nho giới vô thượng cảnh đại thánh còn sót lại bảo vật về sau đúng là đột nhiên tập kích hai vị nho giới cấp 69 tinh thần lực đại thánh hai vị nho giới tinh thần lực đại thánh chỗ nào nghĩ đến thư thiên si lá gan lớn như vậy Sơ không kịp đề phòng phía dưới còn không có thi triển phản kích thủ đoạn đã là bị thư thiên si nắm vào trong tay thư thiên si đem bọn hắn trên người tinh thần lực thánh khí cưỡng ép cướp đi sau đó dẫn theo bọn hắn hướng thanh lê viên trở về ẩm ẩm trương nhược trần khoảng cách thanh lê viên còn có trăm trượng bỗng nhiên một bóng người từ trên trời giáng xuống rơi vào mặt đất đem đại địa dẫm đến nứt ra vô số đường vân tại vết sạn trung tâm đứng có một vị tuấn mỹ nam tử áo trắng, thân hình cao gầy, tóc trắng phơ. Dưới chân của hắn có từng vòng từng vòng thần văn ba động tràn ngập, hướng trên đỉnh đầu ẩn ẩn có thể thấy được một tòa do 15 hành tinh tạo thành tinh hồn thần tọa. Tinh hồn thần tọa phát ra thần khí, vượt qua cửu thiên, chiếu xuống trên người hắn, tùy theo một cỗ rung động tu sĩ nội tâm thần uy tuôn hướng Trương Nhược Trần. Thần linh, không đúng, là ngụy thần. Trương Nhược Trần nhãn thần trở nên ngương trọng, không có kinh hoàng đem nhấc trong tay hai vị nho giới tinh thần lực đại thánh ném bay ra ngoài. Không chỉ có chỉ có luyện hóa thần nguyên, thoát biến xuất thần thân thể tu sĩ mới được xưng là ngụy thần. Còn có một loại ngụy thần, chính là thể chất cường đại đại thánh, luyện hóa hoàn chỉnh thần chi tinh hồn, đem thánh hồn chuyển hóa làm thần hồn. Chấp trưởng một tòa hoàn chỉnh tinh hồn thần tọa, có thể điều động tinh hồn thần tọa thần lực cho mình dùng. Bọn hắn tuy là đại thánh, thế nhưng là, tại tinh hồn thần tọa phụ cận tinh không, là được bộc phát ra ngụy thần cấp bậc chiến lực ta là thẩm phán cung thẩm phán thần sứ bằng vào ta thân phận vốn không nên ra tay với ngươi thế nhưng là ngươi dám bắt ta thẩm phán cung đại cung chủ khiêu khích quang minh thần điện quyền uy hôm nay vô luận như thế nào đều được chém ngươi thẩm phán thần sứ thanh âm như đao trầm lãnh không gì sánh được trương nhược trần không có bị đối phương thần uy hù sợ nói thần sứ hiểu lầm ta không có bắt đại cung chủ chỉ là đưa nàng mời đi thanh lê viên làm khách đã như vậy liền để nàng đi ra thẩm phán cung tu sĩ đều rất lo lắng an nguy của nàng. Thẩm phán thần sứ từng bước một đến gần Trương Nhược Trần, dưới chân thần khí, biến thành hải dương. Trương Nhược Trần hướng vọt tới thần khí hải dương nhìn thoáng qua, nhún vai, nói, nàng là thẩm phán cung đại cung chủ, làm sao có thể nghe ta. Không bằng, ngươi gọi nàng một tiếng thử một chút. Được rồi, bán thần sứ không muốn lại nghe ngươi giảo biện, hay là trước chém ngươi, lại san bằng thanh lê viên, tự nhiên có thể đem đại cung chủ cứu ra thẩm phán thần sứ khí chất trang nhã nói đến rất nhạt thế nhưng là trong mắt sát khí bạo tăng trương nhược trần cấp tốc lui lại nói thần linh nhúng tay thế tục không sợ thiên điều xử phạt sao bản thần sứ cũng không phải là nhúng tay thế tục chỉ là muốn cứu đại cung chủ mà thôi huống hồ bán thần sứ hoài nghi ngươi cũng là một tôn ngụy thần đến thử một lần thực lực của ngươi mới được thẩm phán thần sứ dẫn động tinh hồn thần tọa thần lực nhô ra tay phải bấm tay cách không một chảo một cái dài đến mấy chục trượng thần thủ tại trương nhược trần hướng trên đỉnh đầu hiển hiện ra định trụ không gian chấn trụ thiên địa quy tắc uy thế cường đại không kém gì ngụy thần đánh ra công kích trương nhược trần thân thể bốn phía xuất hiện dày đặc kiếm đạo quy tắc mỗi một đạo quy tắc đều là hình kiếm lập tức thân thể cùng kiếm đạo quy tắc hòa làm một thể hóa thành một đạo kiếm mang bay ra ngoài kiếm mang chung quanh bạo phát đi ra lực lượng cắt chém chặt đứt thần thủ tiêu tán ra sương mù sợi cùng thần văn từ nơi ngón tay bay đi thẩm phán thần sứ trong mắt hiện ra một đạo kinh ngạc hẳn là hắn thật sự là một vị ngụy thần, còn muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Thẩm Phán Thần sứ trong miệng phun ra một ngụm thần vụ, hóa thành gió lốc, tuôn hướng ngay tại bỏ chạy Trương Nhược Trần. Trong thần vụ, phi hành một mảnh mưa kiếm, kiếm là do thần lực ngưng tụ thành, từ mặt đất bay qua, chém ra từng đạo vết kiếm sâu, thật nhanh. Trương Nhược Trần biết rõ ngụy thần lực lượng cường đại, bỗng nhiên dừng lại, điều động kiếm đạo áo nghĩa, trong tay cổ kiếm màu xanh, vung chém ra đi. Trong khoảnh khắc thân hình của hắn biến hóa 372 lần, bổ ra 372 kiếm, đem trong thần vũ sông ra kiếm, đều đánh nát. Thân pháp, kiếm chiêu, lực lượng đều là đạt tới thánh cảnh đỉnh tuyệt cấp độ. Thẩm phán thần sứ nhìn như chỉ là phun ra một hơi, trên thực tế lại là thi triển chiến pháp thánh thuật. Trương Nhược Trần có thể đem hắn một chiêu này phá vỡ, để vô số người quan chiến cũng vì đó chấn động. Thư thiên si cái tên này, hôm nay nhất định uy chấn thiên đình. Trên đăng lầu, cổ na tiên tử đứng tại trong bạch quang, thân hình thướt tha, thán phục một tiếng, thực lực thật là mạnh, cùng ngụy thần đều có thể giao thủ một hai, đây là đã vượt qua bán thần đỉnh phong cấp độ. Đáng tiếc, nhìn không thấu hắn tu luyện ra được thánh đạo quy tắc số lượng, hắn một mực không có sử dụng đạo vực. Thư thiên si kiếm pháp chắc tuyệt, kiếm đạo tạo nghệ độ cao, càng tại côn lôn giới vị kia kiếm hoàng phía trên. Trong thiên đường giới phe phái, một vị tu luyện kiếm đạo tuyệt đại đại thánh như vậy đánh giá. Michael trên khuôn mặt, hiện ra ghen ghét thần sắc, hư lạnh nói, có lẽ suy đoán của chúng ta không có sai thư thiên si chính là một vị ngụy thần ngụy trang mà thành chỉ bất quá có đại nhân vật che giấu hắn thiên cơ cho nên suy tính không ra hắn thực lực chân thật thế nhưng là hắn cũng không có vận dụng thần lực một đạo thanh âm khàn khàn vang lên một sợi gió mát phất phơ thổi một đạo bóng đen đột nhiên tại trên một cái đèn lồng hiển lộ ra thân hình đèn lồng nhẹ nhàng lay động trên đăng lâu đám người ánh mắt đều là hướng bóng đen ném trông đi qua trên mặt tràn ngập kiên kỵ. Cổ Na tiên tử lộ ra bình tĩnh, nhẹ gật đầu, nói, "Ngụy thần lực lượng trong cơ thể sớm đã chuyển hóa làm thần lực, đang xuất thủ thời điểm rất khó ẩn tàng được. Thư thiên si này, tất nhiên không phải ngụy thần. Để thẩm phán thần sứ thu tay lại đi, thăm dò đã kết thúc, lại ra tay, hậu quả không thể đoán được. Có thiên đường giới vô thượng cảnh đại thánh, hướng thẩm phán thần sứ truyền âm. Thẩm phán thần sứ tự nhiên biết rõ thần linh nhúng tay thế tục hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, mặc dù trong lòng có chút không cam tâm, nhưng vẫn là lập tức thu hồi trên người lực lượng, chuẩn bị rời đi. Bởi vì căn bản không cần hắn vị ngụy thần này xuất thủ. Thiên đường giới phe phái số lớn cường giả, bao vây cả hòn đảo nhỏ, cho dù thư thiên si có nghiêng trời lệch đất chi năng, hôm nay cũng đừng hòng sống mệnh. Hắn vừa rồi xuất thủ, chỉ là vì thăm dò thư thiên si sâu cạn để tránh mai cơn cùng cổ na tiên tử bọn hắn đoán sai thực lực của đối thủ dẫn đến thiên đường giới phe phái tu sĩ tổn thất nặng nề dạng gì địch nhân vận dụng dạng lực lượng gì trương nhược trần phát giác được cỗ thần uy cường đại kia biến mất bầu trời tinh hồn thần tọa giảm đi trong mắt hiện ra một đạo ý cười đảo ngược thẩm phán thần sứ vọt tới nói thần sứ tiếp ta một kiếm thử một chút trong khoảnh khắc trương nhược trần cùng thẩm phán thần sứ khoảng cách đã là rút ngắn đến trong vòng trăm trượng soạt chiến kiếm lâm không chém ra từ giữa không trung một mực kết nối hướng mặt đất giống như là một đạo khai thiên tích địa lưu quang thác nước thẩm phán thần sứ kinh trụ trong nháy mắt chỗ nào nghĩ đến thư thiên si lại dám chủ động khiêu khích hắn ngụy thần như thế không có lực uy hiếp ngươi nếu chủ động muốn chết liền trách không được bán thần sứ chấn sát ngươi thẩm phán thần sứ trong lòng kinh ngạc nhưng lại mừng thầm làm ngụy thần hắn không có khả năng nhúng tay thế tục thế nhưng là thế tục tu sĩ chủ động công kích thần linh nhưng lại là một chuyện khác giết thẩm phán thần sứ bạo giống một tiếng thiên ngoại tinh hồn thần tọa lần nữa hiển hiện ra rơi xuống từng sợi thần huy ở trong cơ thể hắn chuyển hóa làm thần lực. Một trưởng đánh ra, thần lực như sóng lớn cuồn cuộn, đón lấy từ đó trên trời rơi xuống kiếm khí quang bộc. Trương Nhược Trần chủ động khiêu khích, tự nhiên là có mục đích. Đồng thời, hắn đã phân tích qua thẩm phán thần sứ lực lượng, có chừng tử thần điện ngụy thần mạt vân đoan khoảng 7 phần 10 tiêu chuẩn. Lại thêm, thần lực của hắn bắt nguồn từ tinh hồn thần tọa, có rất lớn hạn chế, lớn nhất hạn chế là tốc độ phản ứng. Trương Nhược Trần đánh ra công kích về sau, hắn trước tiên cần phải mượn tới thần lực, tại thể nội chuyển hóa về sau mới có thể phản công ra ngoài kể từ đó ứng biến tốc độ cùng tốc độ xuất thủ nhất định không kịp ngụy thần khác âm ầm ngụy thần dù sao cũng là ngụy thần không phải thánh cảnh tu sĩ có thể đối kháng một kích này giao phong trương nhược trần bị thẩm phán thần sứ một trưởng đánh cho ném đi ra ngoài thân thể giữa không trung xoay tròn một vòng rơi vào trên mặt đất đem đại địa dẫm đến sụp đổ xuống trên mặt đất thần văn đứt gãy vô số lại đến Trương Nhược Trần lại một lần công ra, chiến kiếm trong tay, dẫn tới thiên địa chi lực. Đếm mãi không hết lôi điện, hội tụ đến trong kiếm thể, cùng mũi kiếm tương liên, một kiếm đâm vào ngực thẩm phán thần sứ. Bành, không cách nào đâm xuyên thẩm phán thần sứ thân thể, bị một đạo do thần lực ngưng tụ thành quang thuẫn ngăn trở. Thẩm phán thần sứ thân thể tăng lớn mấy lần, một quyền ném ra, đánh về phía Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Trương Nhược Trần tay trái kết thành trường ấn, đầy tay thần hỏa, cùng hắn liều mạng một kích, thân thể lần nữa bay ra ngoài, đụng xuyên trên hòn đảo từng tòa kiến trúc, rơi xuống bụi đất tung bay trong phế tích. Soạt, Trương Nhược Trần không có như vậy thu tay lại, từ trong bụi đất bay ra, lần nữa công hướng thẩm phán thần sứ, hét lớn, ta thư thiên si bách chiến bất bại, ha có thể thua ở chỉ là một tôn ngụy thần trong tay, tiếp tục chiến. Chỉ là một tôn ngụy thần, đây là chân thần mới dám nói lời đi. Trong thanh lê viên tu sĩ, toàn bộ đều mờ mịt không hiểu. Thư thiên si là điên rồi, thế mà cùng một tôn ngụy thần cùng chết. Thẩm phán thần sứ rõ ràng đều đã dự định thu tay lại rút đi, hắn lại muốn đi khiêu khích, quả thực là đem tìm đường chết hai chữ, diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Hắn, hắn đến cùng là mục đích gì? Liễm Hy cảm thấy khó có thể lý giải được, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Tu sĩ khác, có lẽ sẽ cho là đây là thư thiên si tính cách, cảm thấy hắn hiếu chiến, không tiếp thụ được tu sĩ khác mạnh mẽ hơn hắn. Thế nhưng là, nàng lại biết được, thư thiên si thân phận chân thật. Trương Nhược Trần cỡ nào nhân vật khôn khéo, sao lại làm ra bực này ngu xuẩn chuyện vọng động. Hắn tất có thầm ý. Michael cười lớn một tiếng, ta còn tưởng rằng Thư Thiên Si là lợi hại cỡ nào khó chơi nhân vật, không nghĩ tới đúng là một cái không có đầu não ngu xuẩn. Chờ thẩm phán thần sứ chấn sát hắn, trong thanh lây viên những tu sĩ kia cũng liền không đủ gây sợ. Phù linh giới đệ nhất cường giả Ngọc Trân Thượng Sư, tại trên Hồng Trần Tuyệt Thế Bảng xếp tại Hồng Trần Quyển thứ tư, khẽ cười nói, Thư Thiên Si vốn là người lỗ mãng xúc động, điểm này, chẳng có gì lạ. Các ngươi ngẫm lại, tại Hồng Trần Hải Thị buôn bán phụ cốt cùng mặc dương thi thể chuyện buồn cười như vậy, đều làm được, người này nhất định tâm trí có thiếu. Michael nhẹ gật đầu, nói, Thư Thiên Si hẳn là ở trong tay thẩm phán thần sứ, treo chống không được mấy hiệp. Ngược lại là hạng sở nam cùng phong nham bên kia có chút phiền phức, nhị thập tứ thẩm phán kiếm trận khó mà trấn áp bọn hắn. Còn xin thượng sư xuất thủ, trợ bọn hắn một chút sức lực. Tốt bổn thượng sư đã sớm muốn cùng trên tuyệt thế quyển nhân vật phân cao thấp. Ngọc chân thượng sư chân đạp phù văn hội tụ thành một tòa cầu ánh sáng, tại hư không, hướng thanh lê viên bước đi. Có thể tiến vào hồng trần quyển đại thánh, tu vi đều là 10 phần tiếp cận bán thần đỉnh phong. Mà liệt ra tại hồng trần thứ tư ngọc chân thượng sư, càng là có khiêu chiến bán thần cường giả tối đỉnh thực lực, tự nhiên là không sợ hạng sở nam cùng phong nham. Trong thải hà biệt viện, một đám cổ thần, ngay tại nghị sự. Thiên tinh thần tổ lại một mực lấy thần niệm, chú ý thanh lê viên chỗ hòn đảo tình hình chiến đấu không có cách cổ văn minh phe phái đã đến sinh tử tồn vong trước mắt tối nay thế tục tranh đấu quan hệ trọng đại chân lý điện chủ vẫn thần đảo chủ bọn hắn có thể làm thành một việc không có ý nghĩa thế nhưng là hắn lại không gì sánh được coi trọng lúc đầu tại thẩm phán thần sứ xuất thủ thời điểm thiên tinh thần tổ chính là dự định lấy thần niệm đem nó chém giết thế nhưng là nghĩ đến chỗ này nâng có chút danh bất chính ngôn bất thuận dù sao bị công kích chính là trương nhược trần trên mặt nổi là tu sĩ côn lôn giới. Hắn đang định nhắc nhở vẫn thần đảo chủ thời điểm, phong cách vẽ bỗng nhiên nhất chuyển, biến thành Trương Nhược Trần chủ động chọn lựa thẩm phán thần sứ. Cái này đem thiên tinh thần tổ tức giận đến không nhẹ, cảm thấy Trương Nhược Trần quá mức xúc động lỗ mãng, khó thành đại sự. Thiên tinh thần tổ ánh mắt, thường xuyên lạnh đo đo hướng vẫn thần đảo chủ trừng đi qua, phảng phất là đang nói, xem đi, đây chính là ngươi xem trọng hy vọng, làm việc thật không có có đầu não. Trong khoảnh khắc, Thẩm phán thần sứ đã cùng Trương Nhược Trần quyết đấu 7 kích, đều không ngoại lệ, Trương Nhược Trần đều là thảm bại mà quay về. Thế nhưng là, để cho người ta kinh dị là, Trương Nhược Trần mặc dù mỗi một lần đều bị đánh rất thảm, nhưng lại giống như là không có thụ thương, ngược lại càng đánh càng hăng. Thẩm phán thần sứ trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, nói cho cùng hắn đã xem như tiến nhập thần linh bờ cửa, lại ngay cả một cái đại thánh đều không thu thập được, tiếp tục rằng con nữa, chẳng phải là ngược lại thành toàn thư thiên si uy danh? cô lôn giới thư thiên si đại chiến thẩm phán thần sứ không rơi vào thế hạ phong trương nhược trần lại một lần nữa công tới thời điểm thẩm phán thần sứ trong miệng phát ra một đạo thét dài thần âm chấn động đến ở trên đảo từng tòa kiến trúc sụp đổ thiên đường giới phe phái đại thánh không chịu nổi thần âm trùng kích cấp tốc hướng nơi xa lùi lại trương nhược trần mang nhĩ phá toái ngũ tạng lục phủ đau nhức kịch liệt làn da đều tại vỡ ra thần linh vừa hô là có thể giống chết một viên tinh cầu sinh linh trảm ma thẩm phán thần sứ thi triển ra thần thông thẩm phán bát chạm tại trước người hắn thiên địa thánh khí cùng đến từ tinh hồn thần tọa thần khí ngưng tụ ra một thanh dài ba trượng thẩm phán chi kiếm một kiếm này chém ra như có thể khai thiên tích địa đem hòn đảo đại địa đều xé rách trương nhược trần nào dám cưỡng ép tiếp một kiếm này một bên hướng về sau lùi lại một bên đem trong tay chiến kiếm màu xanh cắm vào mặt đất hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm kiếm ảnh lấy chiến kiếm màu xanh làm trung tâm đột ngột từ mặt đất mọc lên hóa thành một tòa rừng kiếm. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều nắm chắc trượng cao, ầm ầm. Dài ba trượng thẩm phán chi kiếm, dễ như trở bàn tay đánh nát rừng kiếm, liền ngay cả thanh chiến kiếm màu xanh kia đều bị đánh đoạn, hóa thành bốn tiết mảnh vỡ. Thần linh thi triển ra thần thông không thể đỡ, có thể phá hủy thế tục hết thảy. Trương Nhược Trần cũng là gặp kiếm khí lực lượng trùng kích, cánh tay trái bị chém xuống, đại lượng máu tươi vẩy ra. Bất quá, cánh tay trái còn chưa rơi vào trên mặt đất, chính là nối trở lại, nhục thân khôi phục hoàn hảo không chút tổn hại. Thẩm phán thần sứ một kích thành công, lập tức bổ ra đệ nhị trảm. Trảm thánh. Thần thông uy thế cường đại tuyệt luân, tại Hồng Trần quần đảo là bị đạo tỏa áp chế, mới không cách nào thể hiện ra lực hủy diệt, nếu không một vùng thiên địa đều một kích bị bình định. Đã mất đi chiến kiếm, Trương Nhược Trần khóe miệng lại có chút dương lên, không còn lui lại, nên kích đi lên, hét lớn một tiếng, nhìn ta bí thuật, ô vân giả thiên. Trên bầu trời, đúng là thật xuất hiện cuồn cuộn mây đen, đem hòn đảo trên không bao trùm. Như là một tấm miếng vải đen, đem trời cho lấy đi. Chỉ một thoáng, trên đảo bầu không khí trở nên ngột ngạt rất nhiều, như là sắp hạ xuống mưa to. Ô Vân Già Thiên đây là bí thuật gì, chưa từng có nghe nói qua. Long tộc thi vân bố vũ thuật. Cái này không phải liền là một chiêu bình thường nhất thánh thuật, thánh giả đều có thể nhẹ nhõm thi triển. Hòn đảo phụ cận hải vực, người quan chiến đều nghị luận ẩm ý. Thư thiên si thi triển ra bí thuật, thuật nhì không có uy lực gì, chỉ là điều động đến tầng mây, che đậy bầu trời mà thôi. Trong thanh lê viên, ngao hư không, linh lung tiên tử, bích hải tứ tú, hoa xuân thù bọn người đều là lo lắng, lo lắng thư thiên si an nguy. Cần biết, hắn đối chiến chính là một tôn ngụy thần, vừa rồi tức thì bị ngụy thần chặt đứt cánh tay. Khác thánh cảnh tu sĩ, cho dù là nguyên hội cấp nhân vật đại biểu, gặp được ngụy thần đều được lập tức bỏ chạy. Chủ động khiêu khích ngụy thần sẽ không có kết quả tử tế. Các ngươi nhìn, thư tiên sinh đánh bay thẩm phán thần sứ thư giới một vị tu sĩ kinh hỉ vạn phần nói đám người tự nhiên cũng đã trông thấy toàn bộ không khỏi kinh hãi chỉ gặp cuồn cuộn mây đen phía dưới thẩm phán thần sứ bị thư tiên si một trưởng đánh trúng ngực thân thể đột nhiên rơi bay ra ngoài trên người thánh bảo cùng thần quang bị đánh đến tản mất miệng đầy thổ huyết ai cũng không rõ ràng vì sao đột nhiên cục diện chuyển tiếp đột ngột một tôn thần linh cứ như vậy bị đánh bay mây đen tầng tầng lớp lớp che lại bầu trời như một mảnh hắc hải treo ở đỉnh đầu mọi người toàn bộ hồng trần quần đảo phảng phất trong nháy mắt trở nên yên tĩnh im ắng từng đôi mắt đều là rơi vào vết máu khắp người thẩm phán thần sứ trên thân trong lòng rung động tột đỉnh ngụy thần làm sao có thể bị một vị thánh cảnh tu sĩ kích thương tuy nói trong truyền thuyết đào hoa đã từng giết chết qua một vị ngụy thần nhưng đào hoa là sát thủ hiển nhiên là xuất kỳ bất ý thi triển ra sát phạt thủ đoạn mới lấy thành công thế nhưng là thư thiên si là trong chính diện giao phong đem một tôn ngụy thần đánh cho rơi bay miệng phun máu tươi cả hai không thể so sánh nổi linh lung tiên tử đôi mắt đẹp sóng gợn sóng gợn trong lòng khâm phục chi tình đã là không cách nào nói nên lời nỗi lòng kích động thật lâu về sau mới là sợ hãi thán phục nói ra nguyên lai hết thảy đều tại thư tiên sinh trong khống chế hắn sớm đã có đối phó ngụy thần biện pháp thế gian tu sĩ ngàn ngàn vạn thế nhưng là cùng thư tiên sinh so ra lại đều ảm đạm không ánh sáng Ngao Hư không cười nhìn một chút chính mình cô muội muội này, cỡ nào tâm cao khí ngạo long tộc công chúa, đây là lần thứ nhất đối với một người nam tử cao như vậy đánh giá. Xem ra, một mực không gả ra được nàng, là rốt cục có ngưỡng mộ trong lòng nam tử. Trước đây nàng chính là đối với thư thiên si lời nói nói gì nghe nấy, sau trận chiến này, sợ là thật muốn lâm vào võng tình. Linh lung tiên tử lại không ngao hư không nhiều như vậy ý nghĩ, chỉ là cười tủm tỉm lại nói. Địa ngục giới khuyết cùng diêm vô thần, danh xưng tuyệt đại song kiêu, Thế nhưng là, Thư Tiên Sinh tuyệt không yếu hơn bọn họ. Ngao Hư không nói, Nhị Ca cũng là cường giả số một. Linh Lung Tiên Tử nhẹ gật đầu, nói, Nhị Ca coi là đương thời anh hùng. Thế nhưng là, cùng khuyết, Diêm Vô Thần, Thư Tiên Sinh so ra, tựa hồ hay là kém nửa bậc. Ngao Hư không không nói nữa, hòn đảo bên ngoài trên một chiếc thứ thần cấp chiến hạm, vạn khư giới minh chủ hóa thành một đạo thánh quang xuất hiện ở trên bong thuyền hiện ra uy vũ thân hình hắn mỗi một sợi tóc đều là hình rồng mọc ra nho nhỏ đầu rồng, trong gió không ngừng vặn vẹo. Trên người hắn chiến ý cuộn trào, giống như nói một mình, nói, loại thủ đoạn này, thật đúng là có chút lợi hại. Bí thuật gì? Hắn xem thấu Trương Nhược Trần thủ đoạn, biết được Trương Nhược Trần là như thế nào kích thương ngụy thần. Mặc dù thủ pháp mưu lợi, thế nhưng là thực lực vẫn như cũ mạnh mẽ, khiến cho hắn động chiến ý. Trên đèn lồng, thiên đường giới phe phái từng tôn cường giả, đều là thất thần, sinh ra cảm giác ngạt thở. Đặc biệt là Michael, sắc mặt trở nên cực kỳ khó xử, nơi nào còn dám cho là Thư Thiên Si là một thằng ngu. Xem ra chân chính ngu xuẩn là chính hắn, lặp đi lặp lại nhiều lần sai đánh giá đối thủ thực lực. Mọi người không cần như vậy kinh hoàng, Thư Thiên Si còn không có mạnh đến, không cách nào chiến thắng tình trạng. Cổ Na tiên tử song đồng kim quang chói mắt, hình thành dài 10 trượng tính thực chất quang hoa, khám phá Trương Nhược Trần thủ đoạn. Sau đó, ánh mắt của nàng nhìn về phía trên không che trời mây đen. Cổ Na tiên tử phất tay vạch một cái, đầu ngón tay tiêu tán ra một đạo lực lượng quang minh hóa thành dài vạn trượng giải lụa màu trắng chạm tại trong mây đen mây đen chỉ là bị phá ra trong nháy mắt liền lại lần nữa tụ hợp thư thiên si sử dụng đặc thù nào đó bí pháp cắt đứt thẩm phán thần sứ cùng thiên ngoại tinh hồn thần tọa liên hệ hẳn là đám mây màu đen kia nàng nói thiên đường giới phe phái tu sĩ đều là âm thầm thở dài một hơi đồng thời đem ô vân giả thiên loại bí thuật này danh tự một mực nhớ kỹ pháp này có thể đối phó ngụy thần sau ngày hôm nay tất nhiên sẽ cấp tốc truyền khắp thiên hạ. cổ na tiên tử liên tiếp truyền ra năm đạo tinh thần lực rơi vào năm vị trên hồng trần tuyệt thế bảng cường giả trong tai nói các ngươi tất cả mang một đội tu sĩ cầm chí tôn thánh khí giải cứu thẩm phán thần sứ trấn áp thư thiên si. năm vị cường giả này theo thứ tự là tinh linh tộc đệ nhất cường giả glaflin thú hoàng thần điện đệ nhất cường giả ngân giáp chiến đế quang minh thần điện trật tự cung đại cung chủ tát hy huyết hải tàng thiên thần điện đệ nhất cường giả lịch liễu đại thánh thụy á à giới đệ nhất cường giả khiếu minh quân thẩm phán thần sứ trong lòng phiền muộn đến cực điểm ánh mắt nhìn chăm chú về phía trên không thật dày mây đen không tin chỉ là một tầng mây có thể ngăn cách hắn cùng tinh hồn thần tọa liên hệ thế là hắn lần nữa điều động thần hồn lực lượng cùng thiên ngoại tinh hồn thần tọa câu thông ta thư thiên si hôm nay muốn chém một tôn ngụy thần dẫm lên ngụy thần thi cốt uy chấn thiên hạ đón thêm ta một trường trương nhược trần không dám thi triển long tượng bàn nhược Trường đánh ra trường pháp chính là lâm thời tự sáng tạo mà ra bằng vào vô cực thánh ý huyền diệu tăng thêm chân lý tri tâm cùng bản nguyên áo nghĩa trương nhược trần chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể sáng chế một loại trưởng pháp thánh thuật vẫn như cũ không cách nào cùng thần tọa tinh cầu câu thông thẩm phán thần sứ gầm thét liên tục đánh ra một đạo vô thượng cấp cao giai thánh thuật cấp bậc quyền pháp bằng vào tự thân lực lượng trọi cứng trương nhược trần công kích oanh thẩm phán thần sứ nắm đấm nổ tung huyết nhục phiêu tán rơi dụng lộ ra năm cái xương ngón tay trắng hếu nương theo cánh tay đứt gãy thanh âm thẩm phán thần sứ lần nữa bay ra ngoài đâm vào một tòa biệt viện trên vách tường trên vách tường thần văn nổi lên kết thành màn sáng lại không chịu nổi lực trùng kích này phá toái mà ra thẩm phán thần sứ rơi vào trong biệt viện ném ra một cái đường kính mấy chục mét hố to trương nhược trần đuổi đi vào nói tốt ngươi một tôn ngụy thần ngược lại là có chút bản sự lại có thể tiếp ta một trưởng mà không chết muốn che giấu tung tích Trương Nhược Trần đích thật là không cách nào bộc phát ra toàn bộ chiến lực, thế nhưng là muốn tiếp được hắn một trường nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thẩm phán thần sứ tại giới tình huống không cách nào điều động tinh hồn thần tọa thần lực, còn có thể liên tục ngăn trở công kích của hắn, hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự đoán của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lại không biết, thẩm phán thần sứ tại không có luyện hóa thần chi tinh hồn trước đó, chính là thẩm phán cung đại cung chủ. Lại thêm, bây giờ thánh hồn chuyển hóa làm thần hồn, nhục thân bị thần lực tẩy luyện nhiều năm, Chiến lược sao lại yếu đi nơi nào? Nghe được Trương Nhược Trần một phen, thẩm phán thần sứ lại là ngay cả tâm muốn chết đều có. Đường đường một tôn ngụy thần, bị một vị thánh cảnh tu sĩ đánh cho chật vật như thế, còn có cái gì mặt mũi sống sót. Nhưng, tim của hắn trung quy là đầy đủ kiên định, không có tại đối phương trong nói móc cùng châm chọc sụp đổ, cắn chặt răng răng, từ trong hố lớn vượt qua đứng lên. Thân hôn điều động tới thiên địa chi lực, rót vào cánh tay, khiến cho vết thương cấp tốc biến mất, xương gãy một lần nữa nối liền nếu không có người bí thuật cắt đứt bán thần sứ cùng tinh hồn thần tọa liên hệ bán thần sứ một tay liền có thể đập chết người nói xong lời này thẩm phán thần sứ phóng lên tận trời hướng lên phía trên mây đen bay đi muốn đem tầng mây đánh tan chớ đi nhìn ta bí thuật hỗn độn phong bạo dù sao vô cực thánh ý có thể chuyển hóa các loại lực lượng đồng thời diễn hóa ra vô số biến hóa bởi vậy bí thuật danh tự trương nhược trần tự nhiên cũng liền thuận miệng nói bừa vô cực thánh ý hải nạp bách xuyên bao hàm toàn diện, bất kỳ cái gì chiến pháp đều là hạ bút thành văn. Đã thoát ly chiêu thức phạm chủ, không nhận thánh thuật ước thúc, có thể nói vô chiêu thắng hữu chiêu, vô thuật thắng hữu thuật. Chặt đứt thẩm phán thần sứ cùng tinh hồn thần tọa thủ đoạn, cũng là thông qua vô cực thánh ý làm đến, cụ thể thuộc về cái gì thánh thuật, Trương Nhược Trần chính mình cũng nói không ra. Liên quan tới nhất phẩm thánh ý huyền diệu, Trương Nhược Trần còn cần thời gian rất nhiều năm đi tìm tòi nghiên cứu. Trương Nhược Trần hai tay kết xuất ấn pháp, lập tức từng sợi hỗn độn chi khí năm màu từ dưới chân hắn tiêu tán đi ra, hóa thành một đạo xoay tròn cấp tốc gió xoáy, đem bay đến giữa không trung thẩm phán thần sứ quấn quanh, cưỡng ép lôi kéo trở về. Trương Nhược Trần cánh tay vung lên, năm màu hỗn độn gió xoáy, giống như roi đồng dạng, mang theo thẩm phán thần sứ rút đánh về phía mặt đất. Ầm ầm, thẩm phán thần sứ trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, cùng đại địa va chạm, rơi thất điên bát đảo, toàn thân bụi đất. Không đợi hắn đứng người lên, Trương Nhược Trần đã là một cước từ trên trời đạp xuống trên mặt đất lưu lại một cái đại cước ấn dài hơn 100 mét, sâu hơn 10 mét. Thẩm phán thần sứ bị dẫm vào hố lớn dấu chân dưới đáy trong đất bùn, trên thân máu thịt be bét, xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái. Thư thiên si, ngươi đừng muốn càn rỡ. Khiếu minh quân cùng Thụy Á giới 12 vị vô thượng cảnh đại thánh đuổi tới. 13 đại cường giả, đồng thời phóng xuất ra thể nội thánh khí, thôi động một kiện hình bán nguyệt trí tôn thánh khí. Kim cương nguyệt luân mặt ngoài, hiện ra trăm vạn đạo trí tôn minh văn, tản mát ra so liệt nhật càng thêm quang hoa sáng tỏ. Trên hòn đảo, tất cả kiến trúc lắc lư không ngừng, tất cả phòng ngự thần văn toàn bộ hiển hiện ra. Phụ cận hải vực, nhắc lên cao mấy chục trượng bọt nước, chém. Khiếu minh quân hét lớn một tiếng, trở nên to bằng núi nhỏ Kim Cương Nguyệt Luân, xoay tròn cấp tốc, bay ra ngoài. Kim Cương Nguyệt Luân xoay tròn lúc, bạo phát đi ra khí kình, làm cho phương viên hơn 10 dặm không khí đều đi theo lưu động đứng lên, hóa thành một cái cự hình vòng xoáy. Phảng phất đạo tỏa, đều không thể áp chế lực lượng của nó. 13 vị vô thượng cảnh đại thánh đồng thời tế ra trí tôn thánh khí, Trương Nhược Trần nào dám đón đỡ, bộc phát ra tật tốc, hướng phía bên phải liền sông ra ngoài. Thư Thiên Si, ngươi trốn không thoát, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tát Hy dẫn đầu trật tự cung 15 vị vô thượng cảnh đại thánh trưởng lão, đánh ra một bức trí tôn thánh khí cấp bậc đồ quyển. Đồ quyển tại hư không triển khai, bên trong bay ra hơn vạn vị thiên sứ. Không phải chân chính thiên sứ, mà là có trí tôn chi lực ngưng tụ thành, thân thể sáng tỏ bỏng mắt, cánh chim phát ra lực lượng quang minh. Mỗi một vị thiên sứ đều là một đạo hình người thánh thuật. Hơn vạn đạo thánh thuật đánh ra có thể hủy diệt một tòa thế giới. Trương Nhược Trần lần nữa phóng tới phương vị khác, nhưng nên đón hắn chính là một mảnh mưa tên. Tinh linh tộc 11 vị vô thượng cảnh đại thánh cầm trong tay thánh cung màu bạc, một chi lại một chi thí thần tiễn bắn ra, mỗi một mũi tên đều có thể đánh xuyên tinh thần. Tại khoảng cách xa như vậy, tăng thêm đạo tỏa áp chế, cưỡng ép đi sông, tất bị vạn tiễn xuyên tâm. Huống chi, Trương Nhược Trần tại trong tinh linh tộc Đại Thánh, nhìn thấy Claflin thân ảnh. Nàng này tu vi không tính quá cao, thế nhưng là nàng thiên đạo tiễn, lại đối với Trương Nhược Trần có nhất định uy hiếp. Trương Nhược Trần lâm vào hơn 10 vị vô thượng cảnh Đại Thánh trong vây giết, trận thế như vậy đại biểu thiên đường giới phe phái đối với hắn coi trọng, nhưng cũng để hắn lâm vào tuyệt cảnh. Chỉ ít, trong quỷ án thần cung ba vị ngụy thần, đều cảm thấy hắn đã thập tử vô sinh. Thật là đáng sợ đi, nhiều như vậy vô thượng cảnh đại thánh mang theo năm kiện trí tôn thánh khí đồng loạt ra tay 10 vạn năm trước xuất hiện qua cảnh tượng như vậy sao 10 vạn năm trước tuyệt đối chưa từng xuất hiện hơn 10 vị vô thượng cảnh đại thánh tụ tại trên một hòn đảo vây giết một vị thánh cảnh tu sĩ sự tình nhỏ hẹp như vậy khu vực thư thiên si muốn chạy trốn đều trốn không thoát thư thiên si không nên quá sớm bại lộ chân thực thực lực để thiên đường giới phe phái lãnh tụ khinh thị hắn có lẽ còn có cơ hội đào tẩu đáng tiếc vừa rồi hắn quá kiêu căng cũng quá cuồng ngạo mới rước lấy số lớn vô thượng cảnh đại thánh vây giết ba vị ngụy thần tự hỏi lấy bọn hắn tu vi chiến lực nếu là ở vào trên vị trí của thư thiên si chỉ sợ cũng chỉ có thể lựa chọn trốn còn chưa nhất định trốn được 60 ngã 70 vị vô thượng cảnh đại thánh năm kiện trí tôn thánh khí trận thế như vậy chỉ có 10 vạn năm trước thiên đình cùng địa ngục chiến đến hừng hực khí thế thời điểm xuất hiện qua đó cũng là tại trong một mảnh tinh không rộng lớn giao phong đánh cho từng khỏa tinh cầu rơi xuống gần nhất 100.000 năm, để chúa tể thế giới tụ tập nhiều như vậy vô thượng cảnh đại thánh đều không phải là một chuyện dễ dàng. Dù sao, mỗi một vị vô thượng cảnh đại thánh đều có sự tình của riêng mình muốn làm, có thể là tọa chấn một phương, có thể là thân cư yếu chức, có thể là bế tử quan, trải rộng tại trong các đại thế giới cùng trong vũ trụ sao trời. Trên thực tế, muốn tụ tập 10 vị vô thượng cảnh đại thánh đều nhất định là bởi vì phát sinh đại sự. Huyết hải tàng thiên thần điện, tại thiên đường giới trong các đại thần điện, xếp hạng thứ 5. Lịch Liễu Đại Thánh là huyết hải tàng thiên thần điện đệ nhất cường giả, danh tự hàng trên Hồng Trần Quyền. Hắn cùng 10 vị trên lưng mọc ra huyết dực vô thượng cảnh đại thánh, trong cánh chim phóng xuất ra màu đỏ như máu thành khí, khiến cho bọn hắn chỗ trên mặt đất xuất hiện một mảnh huyết khí hải dương, mênh mông mà rộng lớn. Soạt. Một gốc bảo quang oánh oánh thánh thụ, tại trong huyết khí hải dương mọc ra, khỏe mạnh trưởng thành, chỗ nhánh mở lá. Lít nha lít nhít trí tôn minh văn, tại trên thân cây, nhánh cây, lá cây lưu động. Đây là thức thiên bảo thụ do một gốc thần thụ luyện chế thành trí tôn thánh khí. Tại 11 vị vô thượng cảnh đại thánh điều khiển dưới, thức thiên bảo thụ bay về phía bầu trời, xông vào mây đen cuồn cuộn. Sàn sạt, thân cây lay động, trí tôn chi lực hóa thành kịch liệt cuồng phong, đem mây đen xé mở. Thiên ngoại, do 15 ngôi sao tạo thành tinh hồn thần tọa, lần nữa hiển hiện ra. Thần quang từ trong thần tọa vẩy xuống, rơi vào trong hố lớn dấu chân, vẩy ở trên thân thẩm phán thần sứ thẩm phán thần sứ bị dẫm đến đẫm máu thân thể vết thương cấp tốc khép lại xương cốt nối liền trong đôi mắt hiện ra hai đạo thực chất hóa thần khí quang trụ từ đây hố phóng hướng thiên bên ngoài hắn từ trong hố lớn giấu chân bay ra không còn có một tia anh tuấn thái độ cùng ô nhuận phong độ khuôn mặt dữ tợn thét dài một tiếng bản thân sứ hôm nay muốn đem ngươi nghiền xương thành cho rút hồn luyện huyết thần uy hình thành trận vực lực lượng bao trùm cả hòn đảo nhỏ trên đảo tu sĩ đều cảm giác đầu vai đè ép một tòa nặng nề đại sơn trương nhược trần ánh mắt nhìn chăm chú về phía huyết hải tàng thiên thần điện một đám tu sĩ âm thanh lạnh lùng nói thế mà có thể phá vỡ ta ô vân già thiên bí thuật các ngươi bản sự không nhỏ à huyết hải tàng thiên thần điện một vị vô thượng cảnh đại thánh chính là sống hơn một vạn bốn nghìn năm thế tục bá chủ thân sắc kiêu căng cười nói nếu không có một chút bản sự như thế nào giết ngươi muốn chết trương nhược trần trong tay bay ra một mảnh điểm sáng tốc độ cực nhanh cẩn thận lịch liễu đại thánh phát giác được nguy hiểm hô to một tiếng thi triển ra thân pháp thánh thuật mau né không dám cùng điểm sáng đụng vào a à, đây là ta pháp thể tiếng kêu thảm thiết truyền ra vị thế tục bá chủ sống hơn một vạn bốn nghìn năm kia bị điểm sáng đánh trúng trên thân xuất hiện mấy chục cái lỗ thủng bị đánh thành cái sảng hắn hộ thân phòng ngự cùng cường đại vô thượng pháp thể càng không có cách nào ngăn trở điểm sáng ngược lại bị điểm sáng đánh trúng pháp thể phân giải thánh hồn phá toái một vị vô thượng cảnh đại thánh uy chấn thiên đường giới trên vạn năm trong nháy mắt chết thảm nhục thân hóa thành nùng huyết lịch liễu đại thánh sắc mặt hoàn toàn thay đổi nói mọi người cẩn thận thư thiên si sử dụng chính là truy quang thần châm điểm sáng trắng xóa hoàn toàn kia tại hư không xoay tròn một vòng trở lại trương nhược trần lòng bàn tay hóa thành từng cây phát ra lực lượng quang minh châm nhỏ như lông châu chính là từ trên thân phụ cốt tìm ra tới truy quang thần châm chính là có được bộ sắc khí kinh khủng này cho nên phụ cốt có thể trở thành thiên sát tổ chức gần với đào hoa đế hoàng cấp sát thủ. Trương Nhược Trần phóng tới phiến huyết khí hải dương kia, biểu hiện trên mặt có chút sốc nổi, trong miệng hô to, dám phá ta bí thuật, ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết chết. Trương Nhược Trần sở dĩ lựa chọn huyết hải tàng thiên thần điện tu sĩ ra tay, chính là bởi vì bọn hắn chấp trưởng trí tôn thánh khí, còn treo tại thiên không, đối hắn uy hiếp nhỏ nhất. Phong thích đạo vực, đồng loạt ra tay, không thể để cho hắn cận thân. Lịch liễu đại thánh gấp hô một tiếng. Đại trương nhược trần xông vào trong huyết khí hải dương trong nháy mắt bên trong mười vị vô thượng cảnh đại thánh thể nội đồng thời tuôn ra liên tục không ngừng thánh đạo quy tắc mấy chục vạn trăm triệu đạo thánh đạo quy tắc kết thành mười tòa đạo vực lẫn nhau trùng điệp cùng một chỗ oanh thập đại vô thượng cảnh đại thánh đồng thời vận chuyển đạo vực đánh ra công phạt lực lượng trong đạo vực có thể là bay ra huyết sắc thánh sơn có thể là đè xuống cung điện nguy nga có thể là sông ra ngàn dặm huyết hà đen vừa mới xông vào trong huyết khí hải dương trương nhược trần đánh cho bay rớt ra ngoài. Không cách nào thi triển không gian Nazi, không cách nào thi triển chân lý chi đạo gấp 30 lần lực công kích, không cách nào bắt đầu dùng trí tôn thánh khí để Trương Nhược Trần trong lòng có chút phiền muộn. Mười tòa đạo vực điệp ra, không phải trạng thái của hắn bây giờ đánh xuyên qua được. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn về phía trên không thức thiên bảo thụ, âm thầm điều động vô cực thánh ý, mượn tới thiên địa thánh khí, đem nó quấn quanh bao khỏa. Không tốt, Thư Thiên Si lại vận dụng bí pháp, muốn cưỡng đoạt thần điện trí tôn thánh khí. Lịch Liễu đại thánh sắc mặt kinh biến, lập tức phóng xuất ra tinh thần lực, đánh ra thành khí, cùng thức thiên bảo thụ khí linh câu thông. Chớ có kinh hoàng, bán thần sứ đến chém hắn. Thẩm Phán thần sứ phá không mà đến, trên thân quang mang sáng ngời để đại thánh đều khó mà mở to mắt, từng sợi thần khí, giống như màu trắng đại giang đại hà, ở xung quanh người lưu động. Cố thần uy đáng sợ kia, để huyết hải tàng thiên thần điện mười vị vô thượng cảnh đại thánh lập tức lùi lại, sợ bị ngụy thần lực lượng ngộ thương. Thẩm Phán bát chảm chẳng càn khôn thẩm phán thần sứ hướng trên đỉnh đầu dâng lên một đạo hình kiếm trùm sáng bộc phát ra để không gian cũng hơi vặn vẹo lực lượng ba động nhìn ta bí thuật ô vân già thiên trương nhược trần lấy ngón tay trời gọi tầng tầng mây đen lại một lần chặt đứt thẩm phán thần sứ cùng tinh hồn thần tọa liên hệ chỉ một thoáng thẩm phán thần sứ trên người thần quang trở nên ảm đạm xuống đại gia ngươi thẩm phán thần sứ phiền muộn đến run rẩy nhịn không được trách mắng một tiếng tiếp theo một cái chớp mắt bành trương nhược trần hóa thành lưu quang tàn ảnh xông ra một quyền đánh vào ngực thẩm phán thần sứ phốc phốc ngực thẩm phán thần sứ lõm xuống dưới phần lưng huyết nhục nổ tung sắc mặt trắng bệch tới cực điểm cấp tốc bay rớt ra ngoài như cổn địa hồ lô đồng dạng rơi vào trong một mảnh phế tích lần này bị thương càng nặng ngũ tạng lục phủ đều bị đánh nát đau đớn đến hô đều hô không ra một cái ngụy thần giết thật sự là phiền phức xem ra cần phải đem nhục thể của ngươi luyện hóa thành cho tàn thần hồn đánh thành mảnh vỡ mới có thể triệt để đưa ngươi giết chết. Trương Nhược Trần mặc dù nói như vậy một tiếng, thế nhưng là cuối cùng không thể toại nguyện. Khiếu Minh Quân cùng 12 vị thủy á giới vô thượng cảnh đánh ra kim cương nguyệt luân, từ phía đông nam nghiền ép mà tới. Nguyệt luân bay qua địa phương, trên mặt đất xuất hiện đến một đầu 5 mét sâu khe rãnh, tất cả thần văn đều bị phá hủy. Cầm chí tôn thánh khí tới dọa ta, thật coi ta thư thiên si là dễ bắt nạt. Xem ra thu thiên nạp địa càn khôn hỗn độn đại pháp. Trương Nhược Trần mặc dù mặc nho bào, lại là hang hái, trực diện cấp tốc bay tới Kim Cương Nguyệt Luân, tóc dài tại trong tật phong bay lên. Chợt, hắn hai chân trầm xuống, cùng đại địa tương liên, định trụ bị trí tôn chi lực trùng kích đến lui lại thân hình. Hai tay của hắn nhanh chóng vẽ ra một cái tròn trịa, từng sợi tiên thiên hỗn độn chi khí tùy theo tiêu tán mà ra, quay chung quanh vòng tròn xoay tròn. Thụy Á giới tu sĩ đều là đại hỉ, thư thiên si này thật đúng là một cái chiến đấu tên điên, lại dám lấy huyết nhục chi khu, đối kháng trí tôn thành khí. Đây không phải tự tìm đường chết, cho ta thu. Trương Nhược Trần hô to một tiếng, trước người vòng tròn, đem bay thật nhanh Kim Cương Nguyệt Luân đặt đi vào. Nhưng, Kim Cương Nguyệt Luân lực trùng kích quá cường đại, Trương Nhược Trần vẫn như cũ là bị đụng bay, cùng nó cùng một chỗ. Bay vào trong huyết khí hải dương do huyết hải tàng thiên thần điện thập đại cường giả ngưng tụ thành. Ha ha, quá không biết tự lượng sức mình, lại dám cùng trí tôn thánh khí cứng đối cứng hắn thật sự coi chính mình có được cùng ngụy thần khiêu chiến thực lực quá mù quáng tự đại sợ là đã bị kim cương nguyệt luân niệm thành bột mịn huyết hải tàng thiên thần điện thập đại cường giả đều là phát ra tiếng cười hướng thư thiên si té chết chi địa tiến đến nơi đó nham thổ bay lên lực lượng hỗn loạn tạm thời nhì không rõ ràng không cách nào cảm ứng nhưng vừa rồi kim cương nguyệt luân oanh kích ở trên thân thư thiên si lại là tất cả tu sĩ đều trông thấy tuyệt đối thiên chân vạn xác trong thanh lây viên ngao hư không Linh lung tiên tử, hoa xuân thù bọn người đều là mờ mịt thất thần, khó mà tiếp nhận kết quả này. Thư thiên si tu vi cường đại như vậy, luôn không khả năng, thật vẫn lạc a. À. Thế nhưng là, hợp hơn 10 vị vô thượng cảnh đại thánh đánh ra trí tôn thánh khí, như thế nào thánh cảnh tu sĩ đỡ được? Michael sừng sốt một cái chớp mắt, lập tức nở nụ cười, nói, từ cự cuối cùng vẫn là sai, thư thiên si này. Tính cách cùng Trương Nhược Trần hoàn toàn không giống, phô trương quá mức, mà lại là cái chiến đấu của nhân. Mấu chốt nhất là sử dụng lực lượng cùng thủ đoạn, cùng Trương Nhược Trần cũng hoàn toàn khác biệt. Bóng đen kia nói, "Ta nhìn, coi như không phải Trương Nhược Trần, cũng cùng Trương Nhược Trần có một ít liên hệ. Như vậy tính cách, ngược lại là có chút giống Trương Nhược Trần bên người con cú mèo kia." Ngươi kiểu nói này, còn thật sự có mấy phần khả năng, Michael thu hồi dáng tươi cười, thận trọng nói. Cổ Na tiên tử đại mi nhẹ nhàng nhăn lại, lắc đầu nói, "Không đúng, Thư Thiên Si sinh mệnh chi hỏa không có dập tắt." lịch liễu đại thánh bọn hắn gặp nguy hiểm. Lời còn chưa dứt, nàng trên lưng 12 cái cánh chim trắng muốt đã là triển khai, lông vũ trắng noãn không tỉ vết. Thánh quang uyển chuyển, sau đó, hóa thành một đạo lưu tinh quang hoa, hướng trong huyết khí hải dương bay đi. Trong huyết khí hải dương, Kim Cương Nguyệt Luân đem một mảng lớn bùn đất va chạm đến lồi cong lại, hình thành một tòa trăm mét cao gò núi. Lấy lịch liễu đại thánh cầm đầu, 10 vị huyết hải tàng thiên thần điện vô thượng cảnh đại thánh, cẩn thận từng ly từng tí, đi vào kim cương nguyệt luân phụ cận. Bọn hắn mặc dù nói rất khinh miệt, trên thực tế đều rất cẩn thận, lo lắng ngoài ý muốn nổi lên. Đếm mãi không hết thánh đạo quy tắc tại thân thể bọn họ chung quanh lưu động. Một vị trên mặt mọc ra năm mắt vô thượng cảnh đại thánh, thể nội tu luyện ra 4000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, tìm kiếm bốn phương một phen, cười nói, xem ra thư thiên si là thật đã bị chí tôn thánh khí ép thành bụi phấn, hài cốt không còn. Mặt khác mấy vị vô thượng cảnh đại thánh, âm thầm thở dài một hơi. Chính là lúc này, Kim Cương Nguyệt Luân ở trong bùn đất bỗng nhúc nhích, lập tức bay lên, đánh tới hướng vị vô thượng cảnh đại thánh mọc ra năm mắt kia. Trương Nhược Trần hai tay ôm to lớn Nguyệt Luân, hét lớn, ta thư thiên si bất tử bất diệt, chỉ là trí tôn thánh khí há có thể giết ta. Ẩm ẩm. Kim Cương Nguyệt Luân nện xuyên vị kia vô thượng cảnh đại thánh đánh ra hộ thân phù lục lồng ánh sáng, đem hắn vô thượng pháp thể, đánh cho sụp đổ xuống, hóa thành bánh thịt, tại chỗ chết thảm. Gặp quỷ, hắn lại còn không có chết. Đại sự không ổn, Thư Thiên Si giống như khống chế kim cương nguyệt luân khí linh, chấp trưởng chí tôn thành khí này. Huyết Hải Tàng Thiên Thần điện mặt khác chín vị vô thượng cảnh đại thánh đều là quá sợ hãi, lập tức co vào đạo vực, hình thành phòng ngự. Cùng lúc đó, lại đánh ra một đạo lại một đạo cao giai thánh thuật, điên cuồng công hướng Thư Thiên Si. Hết thảy đi chết đi cho ta, hôm nay ta Thư Thiên Si muốn đại khai sát giới. Trương Nhược Trần đem 3000 cái truy quang thần châm toàn bộ lấy ra, hóa thành một mảnh điểm sáng trường hà, quay chung quanh thân thể phi hành một vòng. Phi hành một vòng này, không chỉ có truy quang thần châm tốc độ tăng nhiều, hơn nữa còn có kiếm đạo áo nghĩa bám vào ở bên trên, như tán hoa phi châm đồng dạng, hướng huyết hải tàng thiên thần điện chín vị đại thánh cường giả bay đi. Truy quang thần châm bay múa đầy trời, ngoại trừ Lịch Liễu đại thánh tu vi cường đại tránh thoát một kiếp, tám vị khác vô thượng cảnh đại thánh đạo vực đều bị đánh xuyên, pháp thể bị thần châm đánh chúng. Trong đó hai vị vô thượng cảnh đại thánh, thân chúng mấy chục châm vô thượng pháp thể bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ tại chỗ chết thảm truy quang thần châm làm sao lại thành như vậy đáng sợ hoàn toàn không cách nào phòng ngự trên châm thể có khắc thần văn dùng lực lượng quang minh rèn luyện qua lực xuyên thấu cùng tính phá hư đều mười phần khủng bố có thể ăn mòn vô thượng cảnh đại thánh pháp thể mặt khác sáu vị vô thượng cảnh đại thánh đều là chung mấy châm trên thân xuất hiện lỗ máu này đến lỗ máu khác không giống như là bị kim châm chúng ngược lại giống như là bị thương mâu xuyên thấu thân thể lại đến chém tận giết tuyệt. Trương Nhược Trần trong miệng giống to, lấy tinh thần lực điều khiển 3000 cái truy quang thần châm, lần nữa công hướng may mắn còn sống sót 6 vị vô thượng cảnh đại thánh. Trong thiên đường giới phe phái người trí kế cao tuyệt vô số, Trương Nhược Trần hoài nghi đã có tu sĩ đang suy đoán thân phận chân thật của hắn. Bởi vậy, hắn nhất định phải thể hiện ra cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt tính cách cùng phương thức làm việc, lấy tê liệt đối thủ. Liên tiếp 4 tôn cường giả bị Thư Thiên Si giết chết, bọn hắn mỗi một vị khi còn sống đều là chúa tể một phương, thụ vô số tu sĩ triều bái, đồ tử đồ tôn trải rộng thiên hạ. Còn sống sáu vị vô thượng cảnh đại thánh, bị dọa đến run như cầy sấy, chỉ cảm thấy thư thiên si như là hung ác ma thần, riêng phần mình thi triển ra độn thuật đào tẩu. Lịch liễu đại thánh không hổ là trên hồng trần tuyệt thế bảng nhân vật, gặp nguy không loạn, thu hồi thức thiên bảo thụ, quét ngang ra ngoài, lấy trí tôn chi lực, đem lên ngàn cái truy quang thần châm tung bay, tản mát đầy đất. Lịch liễu đại thánh lòng đang dỉ máu, trong mắt có vô cùng hận ý tại dưới sự hướng dẫn của hắn thế mà để huyết hải tàng thiên thần điện tổn thất thảm trọng như vậy nên như thế nào hướng thần linh bàn giao nếu là không chém thư thiên si hắn trở lại thần điện tất bị phạt nặng còn lại truy quang thần châm bị chạy đến cổ na tiên tử chống lên đạo vực ngăn trở nàng đạo vực do 260.000 trăm triệu đạo thánh đạo quy tắc ngưng hóa mà thành bên trong tung bay từng cây trắng noãn lông vũ đạo vực trong nháy mắt mở rộng ra đem trương nhược trần bao phủ đến nội bộ cổ na tiên tử đứng trung tâm của đạo vực, 12 cái cánh chim lộng lẫy, đường cong ôn nhu, lại có 12 loại sức mạnh mang tính hủy diệt ở phía trên lưu động. Đỉnh đầu quang hoàn là một kiện cổ lão bí bảo, hình thành như xa như xương phòng ngự tầng sáng. Tung bay ở trong đạo vực lông trắng, như thánh đao đồng dạng sắc bén, bay ở trương nhược trần bốn phương tám hướng. Xoẹt xẹt, trương nhược trần tay áo trái, bị một cây tật tốc bay qua lông trắng cắt vỡ, xuất hiện một đường vết rách. Nhưng, lông trắng không đả thương được trương nhược trần nhục thân chỉ là tại trên da lưu lại một đạo bạch ngấn đồng dạng là bán thần đỉnh phong cổ na tiên tử tu vi thắng qua hạng sở nam cùng phong nham một mảng lớn trương nhược trần biết được cường giả chân chính rốt cục giá lâm trong lòng cẩn thận như như cũ chứa của ngạo bộ dáng nói cổ na tiên tử quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp tiên cơ cùng liễm hy đại cung chủ đồng dạng nhìn thấy người cảnh đẹp ý vui không bằng cùng một chỗ đến trong thanh lê viên làm khách cổ na tiên tử không vội mà xuất thủ đang chờ đợi các phương cường giả chạy tới thanh âm thanh mỹ dễ nghe nói thư thiên si không phải tên thật của ngươi à trương nhược trần trong lòng căng thẳng thầm kêu một tiếng không ổn nếu là thiên đường giới phe phái tu sĩ đã đoán được hắn là trương nhược trần sử dụng thủ đoạn tuyệt không chỉ trước mắt bày ra những thứ này dù sao trương nhược trần cùng thiên đường giới phe phái có thể nói thủ sâu như biển ngươi cùng ngàn năm trước vị kia nguyên hội cấp cự gian có quan hệ mật thiết à? cổ na tiên tử môi đỏ óng ánh mái tóc trong gió chập trờn mênh mông mà thánh khiết trương nhược trần mang theo nho tổ họa khuôn mặt che đậy chân thân thế nhưng là trong lòng bàn tay lại toát ra mồ hôi lạnh trong lòng dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt âm thầm suy nghĩ nếu như hắn là thiên đường giới phe phái tu sĩ biết được trương nhược trần đi vào hồng trần quần đảo sẽ thi triển ra thủ đoạn gì càng nghĩ tâm càng là hướng đáy cốc lặn xuống ngươi chính là trương nhược trần bên người con bất tử điều kia tự xưng đồ thiên sát địa chi hoàng hẳn là không sai à cổ na tiên tử ánh mắt gấp chằm chằm trương nhược trần nhìn hắn biểu hiện trên mặt đủ loại biến hóa không sai chính là bản hoàng chiến hôm nay bản hoàng trở về liền dẫm lên toàn bộ thiên đường giới phe phái uy trấn hoàn vũ trương nhược trần tối buông lỏng một hơi nhấc lên kim cương nguyệt luân đột nhiên liền xông ra ngoài trên thân tuôn ra hỏa diễm nóng rực bàn chân dẫm qua địa phương đại địa tùy theo thiếu đốt hóa thành nham tương bất quá không phải tịnh diệt thần hỏa mà là bị chuyển hóa làm bất tử thần hỏa. Cổ Na tiên tử gặp Thư Thiên Si rốt cục không tiếp tục ẩn giấu thân phận chân thật của mình, trong mắt hiện ra một đạo uyển chuyển dáng tươi cười. Hai cây ngón tay ngọc như hành tuyết hơi động một chút, phương viên ba trượng hóa thành tuyệt đối quang minh quy tắc lĩnh vực, quang chi huỳnh vũ. Trương Nhược Trần vừa mới tới gần, nàng tựa như cùng mạn vũ đồng dạng, né tránh ra ngoài, tốc độ nhanh đến cực điểm, cơ hồ cùng không gian Nazi không có khác nhau. Cổ Na tiên tử trong tay xuất hiện một thanh mảnh khảnh ngọc kiếm, lăng không đâm ra, đánh về phía Trương Nhược Trần sau lưng. Bạch, Trương Nhược Trần thi triển ra không gian Nazi, né tránh mà ra. Đồ Thiên Sát Địa Chi Hoàng cũng tinh thông không gian cùng thời gian chi đạo, chỉ bất quá, không phải thời Khâu Trường khống giả mà thôi. Cổ Na tiên tử tu luyện Lưu Quang chi đạo, tốc độ nhanh như thiểm điện, chỉ là thời gian một hơi thở, chính là tại Trương Nhược Trần giao thủ mấy chục đòn. Trong đạo vực, hiện ra mấy chục cái Cổ Na tiên tử và mấy chục cái Trương Nhược Trần, bóng người rối loạn, chiêu chiêu chí mạng trong đăng lâu một vị thiên đường giới phe phái cường giả nói nguyên lai hắn thật là đồ thiên sát địa chi hoàng truyền thuyết con bất tử điều này cùng côn lôn giới thái thượng có quan hệ sâu đạm xem ra chính là thái thượng cho hắn che giấu thiên cơ rất hiển nhiên đồ thiên sát địa chi hoàng chính là côn lôn giới bí mật thủ đoạn thực lực thật là mạnh con bất tử điều này lại có thể cùng cổ na chiến đến tương xứng mà lại hắn còn không có thi triển ra đạo vực thánh đạo quy tắc số lượng cũng là không biết cũng không biết chiến lực của hắn đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì. Hiển nhiên, đồ thiên sát địa chi hoàng lực uy hiếp không có Trương Nhược Trần lớn như vậy để thiên đường giới phe phái tu sĩ tâm tình dễ dàng rất nhiều. Trong thanh lê viên, Ngao Hư không lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, nói, ta liền nói, thư huynh làm sao đều không giống như là một vị nho đạo tu sĩ. Nguyên lai hắn chính là ngàn năm trước, Trương Nhược Trần bên người con bất tử điều kia. Thiên Long giới một vị đại thánh, nói, nếu đồ thiên sát địa chi hoàng ngàn năm sau hiện thân, Trương Nhược Trần có thể hay không còn sống. Ngao Hư không lắc đầu, nói, không thể nào, ngàn năm trước, vận mệnh thần điện đều suy tính qua Trương Nhược Trần sinh tử, giữa thiên địa sớm đã không có khí tức của hắn. Như hắn còn sống, thời đại này, nên hắn đến chúa tể mới đúng. Đáng tiếc. Ngàn năm trước, Ngao Hư không cùng Trương Nhược Trần từng có gặp nhau, đến nay vẫn không thể quên được hắn tuyệt đại phong thái. Linh lung tiên tử hai mắt, chăm chú nhìn Trương Nhược Trần cùng cổ na tiên tử chiến trường, tự nhủ, không nghĩ tới, Cổ Na Tu Vi đã cao đến tình trạng như thế. Trên cửu tiên mỹ nhân đồ cửu nữ, thiên tư của nàng hẳn là gần với kỳ phạm tâm. Chưa hẳn, đừng quên Tây Thiên Phật giới vị kia." Ngao Hư không nói. Linh Lung tiên tử lông mày sâu ngưng, nói, "Ta rơi ở phía sau quá nhiều, nếu có thể vượt qua tối nay một kiếp này, tương lai nhất định phải càng thêm cố gắng mới được." "Không tốt, thư tiên sinh phiền phức lớn rồi. Tinh linh tộc, Trật tự cung, Huyết Hải tàng thiên thần điện, Thú Hoàng thần điện." thụy á giới vô thượng cảnh đại thánh toàn bộ đuổi tới cổ na tiên tử đạo vực bên ngoài đem bốn kiện trí tôn thánh khí thôi động đến cực hạn cổ na tiên tử tùy theo bộc phát ra tật tốc bước ra trở ra lấy lít nha lít nhít thánh đạo quy tắc giam cầm trong đạo vực không gian bốn kiện trí tôn thánh khí đánh vào tiến trong đạo vực huyết hải tàng thiên thần điện mặc dù vẫn lạc bốn vị vô thượng cảnh đại thánh thế nhưng là còn lại lục đại cường giả vẫn như cũ còn có chiến lực bọn hắn cùng lịch liễu đại thánh liên thủ thôi động thức thiên bảo thụ thân cây trở nên cao vạn trượng, trí tôn chi lực như là giang hà đồng dạng tại cành lá ở giữa lưu động. Thức thiên bảo thụ hóa thành quang vân, bay vào cổ na tiên tử đạo vực, cuốn lên trùng điệp khí lãng. Đến hay lắm. Trương Nhược Trần lấy vô cực thánh ý, đem thiên địa thánh khí liên tục không ngừng điều động tới, rót vào kim cương Nguyệt Luân. Nguyệt Luân trở nên một tòa cung điện lớn như vậy, cùng thức thiên bảo thụ hung hăng chạm vào nhau. ầm ầm, lịch liễu đại thánh toàn thân rung mạnh, liên tiếp lui về phía sau sáu vị huyết hải tàng thiên thần điện vô thượng cảnh đại thánh thì là một bên đánh ra thánh khí một bên trong miệng thổ huyết trí tôn thánh khí va chạm hình thành khí lãng trùng kích trên người bọn hắn khiến cho bọn hắn vừa mới khép lại vết thương lần nữa vỡ ra hóa thành sáu cái huyết nhân một phương vị khác tại trật tự cung đại cung chủ tát hy chủ trì dưới trong trật tự đồ bay ra ngàn vạn đạo thánh thuật thánh thuật ngưng hóa thành thiên sứ đồng dạng hình thái giống như một chi thiên sứ thánh quân trùng kích hướng trương nhược trần chiến bản hoàng tuyệt không khuất phục trương nhược trần hét lớn một tiếng đang thao túng kim cương nguyệt luân đồng thời trực diện phóng tới thiên sứ thánh quân lấy nắm đấm làm binh khí một quyền lại một quyền đánh qua bành 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 mỗi một quyền rơi xuống đều có thể đánh nát một mảnh thiên sứ hình thái thánh thuật trương nhược trần nhục thân là ở trong thái sơ hỗn độn ngưng tụ ra có thể nói giới thần cảnh thứ nhất quyền kinh lực lượng cuồng bạo cho dù là trí tôn chi lực cũng khó có thể thương hắn gia hỏa này thật đúng là bất tử điều nhục thân thật là đáng sợ lại có thể đối kháng trí tôn thánh khí trật tự đồ lực lượng căn bản ép không được hắn tắt hy trong mắt tràn ngập kinh hãi trí tôn thánh khí làm sao lại giết không được địch cổ na tiên tử sắc mặt trở nên ngương trọng nói lực lượng nhục thể của hắn quá mạnh ta đạo vực ép không được hắn trật tự đồ lực lượng cuối cùng quá phân tán một chút ở trên chiến trường có thể bộc phát ra không có gì sánh kịp lực hủy diệt thế nhưng là đối phó thư thiên si loại nhân vật đứng đầu này lại không quá thích hợp nói chuyện là tinh linh tộc graflin trước người của nàng lơ lửng có một tấm dài đến bảy trượng cự cung màu lam do tinh linh tộc sáu vị vô thượng cảnh đại thánh liên thủ phóng thích thanh khí đưa nó thôi động trong thân cung trí tôn minh văn tùy theo khôi phục trí tôn minh văn như là cầu long màu vàng vừa rồi cự cung bay vào cổ na tiên tử đạo vực lại bị trương nhược trần thúc giục kim cương nguyệt luân đánh bay trở về chiếc cung trí tôn thanh khí cấp bậc này là tinh linh tộc truyền kỳ chiến binh đã từng bắn chết qua thần linh. Claflin kéo động dây cung, lít nhà lít nhít thánh đạo quy tắc, ngưng tụ thành một chi dài 10 trượng mũi tên ánh sáng. Không gian xung quanh, thụ trí tôn thánh khí trường cung ảnh hưởng, xuất hiện co vào hiện tượng. Trên tên, lưu động bí văn màu lam, khóa chặt trương nhược trần khí tức. Băng, tiếng dây cung, chấn vỡ Claflin dưới chân đại địa. Trương Nhược Trần đã nhận ra nguy hiểm, không lo được cái khác, trực tiếp điều động không gian áo nghĩa lực lượng, vượt qua không gian, Nazi ra ngoài. Xoẹt xẹt. Vẫn như cũ không thể hoàn toàn tránh đi, quang tiễn từ Trương Nhược Trần eo biên giới bay qua, vỡ ra nhục thân phòng ngự, xuất hiện một đạo thật dài miệng máu. Lấy Trương Nhược Trần hiện tại nhục thân cường độ, cũng vô pháp cản. Dạng này đều có thể đào thoát. Thư thiên si này, không gian tạo nghệ cũng quá cao. Nói không chắc, nắm trong tay không gian áo nghĩa. Ngay tại tinh linh tộc một đám cường giả thời điểm kinh nghi bất định, phía trên đỉnh đầu bọn họ xuất hiện không gian ba động. Không tốt, Thư Thiên Si trốn ra cổ na tiên tử đạo vực. Claflin dẫn đầu kịp phản ứng, trong tay ném ra một tấm dài ba tấc ngọc phù. Trong ngọc phù, bay ra đại lượng phòng ngự phù văn, hóa thành một thanh ô lớn như màn sáng màu lam, đem tinh linh tộc đại thánh, toàn bộ bảo hộ ở bên trong. Trương Nhược Trần từ trong hư không một bước phóng ra, bàn chân dẫm đến không gian chấn động, nắm lấy kim cương nguyệt luân, trùng điệp kích trên ô lớn như màn sáng màu lam. Ô lớn như màn sáng mặt ngoài, vầng sáng như thủy văn gợn sóng đồng dạng khuấy động chống đỡ một lát oanh một tiếng ô lớn phá toái kim cương nguyệt luân đè xuống đem ba vị tinh linh tộc vô thượng cảnh đại thánh đạo vực nện xuyên kim cương nguyệt luân sau một viên tinh cầu còn trầm trọng hơn đem bọn hắn ba người vô thượng pháp thân đánh cho chìm vào lòng đất huyết nhục cùng bùn đất hỗn hợp ở cùng nhau ngoài ra càng nắm chắc hơn vị vô thượng cảnh đại thánh bị trí tôn chi lực kình khí trùng kích đến bay ra ngoài giết mặc dù ngươi là tuyệt đại mỹ nhân hôm nay cũng phải chết. Trương Nhược Trần ánh mắt lạnh lẽo vô tình, nhấc lên kim cương Nguyệt Luân, phóng tới Claflin. Hắn cùng Claflin cừu hận không nhỏ, ban đầu ở băng vương tinh, nếu không phải có táng kim bạch hổ thủ hộ, Trương Nhược Trần nói không chắc đã chết tại nàng ám tập phía dưới. Bành bành, Claflin trong lúc vội vàng, đành phải vung ra trí tôn thánh khí trường cung, nên chiến sát khí ngút trời Trương Nhược Trần. Hai kiện trí tôn thánh khí đụng nhau, như là hai viên hàng tinh tại va chạm, cuồng bạo trí tôn chi lực hướng tứ phương phát tiết cho dù là vô thượng cảnh đại thánh đều khó mà nhích tới gần đụng nhau kích thứ tám, trương nhược trần đánh nát Glaflin đạo vực đánh xuyên phòng ngự của nàng oanh kim cương nguyệt luân như là ngọn núi nhỏ màu vàng óng đánh vào đỉnh đầu của nàng đưa nàng dung nhan đẹp đẽ mà mỹ lệ kia đánh nát sau đó thon dài thân thể mềm mại uyển chuyển hóa thành một đám huyết vụ huyết vụ lại bị trương nhược trần trên người bất tử thần hỏa nhóm lửa hóa thành một vùng biển lửa một vị leo lên hồng trần tuyệt thế bảng bán thần, chính là như thế vẫn lạc. Lúc sắp chết, nàng từng thiêu đốt thể nội đại thánh huyết dịch, đáng tiếc vẫn như cũ ngăn không được trương nhược trần công phạt. Tinh linh tộc vô thượng cảnh đại thánh đều là giật mình trong nháy mắt, sau đó, phát ra từng đạo bé nhọn tiếng thét dài, toàn bộ đều lửa giận ngút trời, điên cuồng hướng trương nhược trần công đi qua. Mà trương nhược trần càng là chiến ý sôi trào, toàn thân sát khí, không kịp nhặt trên mặt đất món kia trí tôn thánh khí trường cung chính là hai trưởng đánh ra ra ngoài cùng bay thẳng mà đến hai vị tinh linh tộc vô thượng cảnh đại thánh đối công hai vị tinh linh tộc vô thượng cảnh đại thánh thi triển đều là vô thượng cấp cao giai thánh thuật một vị lòng bàn tay hiện ra bảy ngôi sao ấn ký mấy vạn trăm triệu đạo thánh đạo quy tắc trên cánh tay quấn quanh một vị khác trên cánh tay hiện ra quang văn màu trắng đánh cho không gian lõm xuống dưới hai người đều là toàn lực ứng phó thể nội thánh huyết thiêu đốt bộc phát ra hơn xa bình thường chiến lực Ấm ẩm ẩm Trương Nhược Trần đánh ra song trưởng cùng bọn hắn đánh ra hai đạo vô thượng cấp cao giai thánh thuật đụng nhau cùng một chỗ, đem thiên địa quy tắc chấn động đến hỗn loạn, đem thần văn cùng đạo tỏa đánh cho trôn vùi vô số. Hai vị tinh linh tộc vô thượng cảnh đại thánh cả người xương cốt vỡ vụn hóa thành bột mịn, lùi lại ra ngoài ngã trên mặt đất cũng đứng lên không nổi nữa. Trương Nhược Trần mặc dù mặc nho bào lại tóc dài bay lên, khí thế cuộn trào, ánh mắt bễ nghĩa tứ phương, hét lớn một bầy kiến hôi cũng dám cùng bản hoàng khiêu chiến chết chưa hết tội. Còn có ai? Cổ na tiên tử chạy đến thời điểm, Trương Nhược Trần cũng đã chém giết ba vị tinh linh tộc vô thượng cảnh đại thánh, máu tươi đầy tay, nho bảo hóa thành huyết bào, một đôi mắt hổ hướng nàng trợn mắt nhìn sang. Mặc dù cổ na tiên tử tâm cảnh cao thâm, đều bị Trương Nhược Trần đạo ánh mắt này làm cho sợ hãi trong nháy mắt. Qua chấn động lòng người, trong khoảnh khắc mấy vị vô thượng cảnh đại thánh mất mạng, trong đó còn bao gồm trên hồng trần tuyệt thế bảng cường giả. Thiên đường giới phe phái tu sĩ cũng tốt, Ngoài đảo trong hải vực ngay tại quan chiến tu sĩ cũng được, đều là trận mắt hốc mồm. Toàn thân run lên, không dám tưởng tượng tại thiên đình, tại Hồng Trần quần đảo, lại sẽ phát sinh thảm án như vậy. Vô thượng cảnh đại thánh từng cái đều là cự đầu, lại liên tiếp vẫn lạc, mệnh như cỏ rác. Vô thượng cảnh đại thánh cường đại sinh mệnh lực, ở trước mặt Thư Thiên Si, lộ ra không gì sánh được yếu ớt. Thư Thiên Si này, không chỉ có thực lực cường hãn không hiểu, càng là gan to bằng trời. Hắn đoán chừng thật là cô lôn giới con bất tử điều kia có thái thượng chỗ dựa, cho nên không sợ hãi. Tối nay trận chiến này, vốn là nói không rõ ai đúng ai sai, hết thảy toàn bộ nhờ thực lực nói chuyện. Thư thiên si không có khả năng mặc cho thiên đường giới phe phái xâm lược, chiến thành như bây giờ cục diện, thiên đường giới phe phái không giết thư thiên si, sợ là cũng sẽ không bỏ qua. Thư thiên si tuy mạnh, nhưng là, lúc trước trong giao phong đã thụ thương, hôm nay sợ là không có kết cục tốt đẹp. Ai? Một người địch, cuối cùng không cách nào địch vạn người đám người sợ hãi thán phục thư thiên si tu vi cường đại cùng chiến lực lại cũng không xem trọng hắn kết cục bởi vì thiên đường giới phe phái cũng có hắn loại cường giả cấp bậc này mà lại không chỉ một vị cổ na tiên tử không cách nào lại giữ vững bình tĩnh cùng yêu nhã đem 26.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc cùng đạo vực thu hồi thể nội trong tay ngọc kiếm nâng quá đỉnh đầu soạt nàng trong tiên thể nhỏ nhắn mềm mại uyển chuyển kia tuôn ra từng sợi thần khí cùng ngọc kiếm tương dung trong nháy mắt này Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy không gian ngưng kết, lại thời gian cũng đình chỉ đồng dạng, toàn thân không cách nào động đậy. Đây là bị nàng kiếm ý cường đại khóa chặt lại. Cổ na tiên tử thi triển kiếm pháp đã không phải thánh thuật phạm trù, đạt đến thần thông cấp độ. Thánh cảnh tu sĩ, một khi đem một loại thần thông tu luyện tới đại thành, chiến lược sẽ vượt qua một bước dài, hơn xa khác cùng cảnh giới tu sĩ. Huyền ách phân quang kiếm. Cổ na tiên tử điều động thể nội chân lý quy tắc, dung nhập thần thông, trong chốc lát, kiếm pháp uy thế bạo tăng mấy lần, hướng Trương Nhược Trần thẳng chém xuống. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần cũng bị làm cho, không thể không thi triển chân lý chi đạo. Hắn lấy ra một thanh chiến kiếm, không dám phóng xuất ra vũ trụ vô biên giới hình, nhưng lại dung nhập chân lý quy tắc cùng kiếm đạo áo nghĩa, bao quát tam phẩm kiếm đạo thánh ý. Dung nhập tam phẩm kiếm đạo thánh ý về sau, Trương Nhược Trần phảng phất hóa thành một tôn kiếm thần, huy kiếm chém ngang ra ngoài, kiếm quang đem không gian xé toạc ra, cùng cổ na tiên tử chém ra huyền ách phân quang kiếm đụng vào nhau ầm ầm trương nhược trần một kiếm này không gì không phá đem cổ na tiên tử ngọc kiếm trong tay chặt đứt thành hai đoạn cho dù nàng có được 26.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc cũng ngăn không được bị kiếm quang vỡ ra phòng ngự đánh vào phần eo vị trí ngay tại trương nhược trần coi là có thể một kiếm đưa nàng chặt đứt thành hai đoạn thời điểm cổ na tiên tử đỉnh đầu quang hoàn bay ra như là xoay tròn cấp tốc tấm chắn ngăn tại trước người bành Kiếm quang ẩn chứa lực lượng cường đại, đưa nàng chém bay vút về đằng sau ra ngoài hơn 10 dặm, mới rơi xuống đất, dưới chân dẫm ra một cái có một cái hố to, trên đăng lầu. Một vị thiên đường giới phe phái thế giới chi thủ, ánh mắt nghiêm nghị mà nói thẩm phán thần sứ đã tu luyện ra thần hồn, thành tựu chân thần chi vị, ở trong tầm tay. Cổ na tiên tử trong vòng ngàn năm, tất nhập thần cảnh. Hai người bọn họ, tuyệt đối không thể có bất luận ngoài ý muốn gì. Lão Phu cảm thấy là thời điểm khởi động thứ thần cấp đại trận hay là vận dụng thần phù đi. Một vị thiên đường giới phe phái phù đạo thiên sư nói. Lại có tu sĩ đề nghị có thể dùng thái hư chân thần thần hỏa giết hắn, ta trong tay nắm giữ một sợi. Bọn hắn từng cái đều có thủ đoạn phi phàm, muốn chém thư thiên si, thành tựu chính mình trên hồng trần đại hội uy danh. Bóng đen kia, nói, cổ na rốt cục thăm dò ra thư thiên si thực lực chân thật, tiếp đó, hay là ta ra tay đi. Thư thiên si tốc độ rất nhanh, mà lại tinh thông không gian trí đạo, phổ thông vây giết rất khó uy hiếp được hắn các ngươi xuất thủ, cố nhiên có mạnh một mặt, thế nhưng là, nhược điểm cũng rất rõ ràng. Ta xuất thủ, mới có thể vạn vô nhất thất. Có ngươi xuất thủ, ta an tâm, lại để cho thư thiên si như thế càn rỡ xuống dưới, thiên đường dưới tất nhiên tổn thất nặng nề. Michael đối với bóng đen có to lớn lòng tin, dù sao hắn ngay cả ngụy thần đều ám sát qua. Vô luận là trận pháp thế giới chi thủ hay là phù đạo thiên sư. Những tu sĩ thực lực cường đại này hiển nhiên là có chút e ngại bóng đen, nhao nhao hành quân lặng lẽ thứ yếu bóng đen nói rất đúng thư thiên si này nắm giữ bí thuật quá nhiều càng là sâu không lường được thứ thần cấp đại trận cùng thần phù hoàn toàn chính xác có giết chết hắn uy năng thế nhưng là vạn nhất bị hắn tìm được sơ hở ngược lại sẽ bị hắn thừa lúc thư thiên si đánh bại thẩm phán thần sứ chính là sử dụng bí thuật chặt đứt thẩm phán thần sứ cùng tinh hồn thần tọa liên hệ mới làm đến hắn chân thực chiến lực cùng ngụy thần trên lệch còn phi thường lớn bóng đen xuất thủ đích thật là vạn vô nhất thất muốn giết thư thiên si có thể có rất nhiều phương pháp, chỉ cần quang minh cung hoặc là thiên thượng doanh xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng, thực lực của hắn cũng không tệ lắm, có tư cách chết trong tay ta. Một sợi từng cơn gió nhẹ thổi qua, bóng đen biến mất tại trên đăng lâu. Chỉ còn hắn vừa rồi đứng thẳng vị trí đèn lồng, còn tại nhẹ nhàng lai động. Ngay tại bóng đen rời đi đăng lâu lúc, Trương Nhược Trần một mực nỗi lòng lo lắng, rốt cục rơi xuống, thầm nghĩ, rốt cục đưa ngươi dẫn đi ra. Trương Nhược Trần từng đối với Linh Lung Tiên tử bọn hắn nói qua, tối nay sinh cơ duy nhất ở chỗ, trước hết thu thập hết đào hoa. Đào hoa nếu là một mực không xuất thủ, giấu ở chỗ tối, bọn hắn thập tử vô sinh. Đào hoa cố nhiên cường đại, cho dù Trương Nhược Trần cũng không có nắm chắc, có thể trong tay hắn mạng sống. Nhưng, đây chính là duy nhất sinh lộ, nhất định phải dốc hết toàn lực đi tranh. Lúc trước, Trương Nhược Trần làm hết thảy, cũng là vì dẫn đào hoa xuất thủ. Trước hết giết thẩm phán thần sứ, lại đến chém ngươi. Trương Nhược Trần bỏ qua cổ Na Tiên tử, hướng thẩm phán thần sứ chỗ phương vị phóng đi. Ánh mắt trong lúc vội vàng nhìn thấy trí Tôn Thánh khí Trường cung bị tinh linh tộc một vị vô thượng cảnh đại thánh lấy đi, trong lòng cảm thấy rất là tiếc nuối. Thẩm phán thần sứ xếp bằng ở trong một đống đá vụn, ngay tại an dưỡng thường thế. Nghe được Trương Nhược Trần vừa rồi hô lên một câu kia, lập tức trái tim lắc một cái, đình chỉ chữa thương, hướng nơi xa bỏ chạy. Quá oan uổng, đường đường một tôn ngụy thần, lại bị một vị thánh cảnh tu sĩ dọa đến nghe tiếng mà chạy thần linh mặt mũi bị ném đến sạch sẽ nhưng không thể không trốn đối phương thủ đoạn quỷ dị có thể chặt đứt hắn cùng tinh hồn thần tọa liên hệ không cho phép trốn lưu lại cùng bản hoàng đánh một trận đàng hoàng ngươi là thần linh sợ cái gì sợ trương nhược trần đuổi thẩm phán thần sứ cổ na tiên tử ở hậu phương đuổi trương nhược trần còn những tu sĩ khác căn bản không dám nhích tới gần không nhìn thấy vô thượng cảnh đại thánh đều vẫn lạc một mảng lớn loại chiến đấu cấp bậc này chi ít bán thần mới có thể dính vào thẩm phán thần sứ không có chúng trương nhược trần phép khích tướng mặt mũi tràn đầy xấu hổ biết được tối nay đằng sau chính mình nhất định bị thiên hạ tu sĩ chế diễu duy nhất có thể đòi lại mặt mũi phương pháp chỉ có một cái đó chính là tự tay giết chết thư thiên si nhưng nói nghe thì dễ hòn đảo này dài đến hơn 100 dặm nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ bởi vì che kín thần văn cùng đạo tỏa cho dù là trương nhược trần của na tiên tử thẩm phán thần sứ tu vi cũng gặp nghiêm trọng áp chế, không cách nào nghiêng trời lệch đất. Nhưng, Trương Nhược Trần lại chợt cảnh giác, phát hiện trên đảo hình dạng mặt đất đang chậm rãi biến hóa. Hòn đảo tứ phương, mặt đất dâng lên, đất đá trồng chất, đạo tỏa cùng thần văn bị cải biến, hình thành bốn tòa dãy núi. Địa thế hóa thành một tòa bồn địa. Trương Nhược Trần có được vô cực thánh ý cùng chân lý chi tâm, tự nhiên biết rõ đây là thủ bút của ai. Trong lòng thất kinh, thật mạnh, không nghĩ tới hắn thế mà lợi hại đến trình độ như vậy. Xem ra còn đánh giá thấp hắn. Lúc đầu, Trương Nhược Trần cho là mình có thể nhìn thấu Đào Hoa ẩn nấp thủ đoạn, đối với hắn đối đầu, thắng bại số lượng hẳn là chia 5 năm. Thế nhưng là kiến thức đến Đào Hoa không nhìn thần văn cùng đạo tỏa, thi triển ra cải thiên hoán địa thủ đoạn, Trương Nhược Trần ý thức được, bằng tu vi hiện tại của hắn, cùng Đào Hoa đối đầu, thua không nghi ngờ. Nếu là ở bốn đầu dãy núi vây kín trước đó, Trương Nhược Trần không tuyển chọn phá vây đào tẩu, hôm nay, muốn sống, trở nên khó như lên trời nhưng hắn như đào tẩu thư giới cùng thiên long giới tu sĩ làm sao bây giờ không thể trốn chỉ có thể vượt khó tiến lên trương nhược trần ánh mắt khóa chặt phía trước thẩm phán thần sứ thầm nghĩ trong lòng xem ra chỉ có biện pháp này đào hoa lấy bóng đen hình thái đứng tại một tòa phật tháp hình dạng kiến trúc đỉnh chóp hai tay chậm rãi hướng lên hơi nâng theo động tác tay của hắn biến hóa hòn đảo tứ phương bốn đầu dãy núi như là bốn đầu thần long biến hóa độ cao cùng hình thái bị cải biến còn có thiên địa chi thế cùng không gian kết cấu, hắn cùng cả hòn đảo nhỏ kết hợp ở cùng nhau, vạn sự vạn vật đều là thụ khống chế của hắn. Hắn biết được, Thư Thiên Si chỗ lợi hại nhất chính là tốc độ cùng không gian chi đạo, cho nên có thể tại thiên đường giới phe phai số lớn cường giả dưới vây công thoát thân. Đúng là như thế, vì đạt tới nhất kích tất sát mục đích, Đào Hoa đang xuất thủ trước đó, muốn cải biến địa thế cùng thiên thế. Nhất định phải hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Trong thanh lê viên, ngay tại hội họa Hoa Xuân Thu, biến sắc, nói, không ổn a, à, thiên thế cùng địa thế bị cải biến, thiên địa quy tắc đang bị một loại khác quy tắc thôn phệ. Ngao hư không quả quyết mà nói, không có khả năng, hồng chân quần đảo đạo tỏa cùng thần văn dày đặc, ngoại trừ thần linh, ai có như thế năng lực. Giống như, thật bị cải biến, thiên đường giới phe phái những tu sĩ kia, làm sao làm được. Chẳng lẽ bọn hắn khởi động thứ thần cấp đại trận. Liễm Hy nhìn về phía nơi xa đứng vững lên dãy núi. Dãy núi ngăn trở ánh mắt, không cách nào lại nhìn thấy hải vực. Trong núi, dâng lên từng sợi mây mù, tựa như hóa thành một bức vân tường, hướng hòn đảo trung tâm tràn ngập mà tới. Là hắn, nhất định là hắn. Liễm Hy nhẹ nhàng thì thầm, trong mắt hiện ra thần sắc kinh khủng, một đôi tuyết trắng tay nhỏ chăm chú vặn ở cùng nhau, lo lắng trừng nhược trần sinh tử an nguy. Ngoài đảo trên biển, một vị bán thần ánh mắt kinh nghi bất định, do hỏi, minh chủ đại nhân, trên đảo địa thế, vì sao phát sinh cải biến, là hồng trần tuyệt thế lâu thần linh xuất thủ sao? Vạn khư giới Minh chủ sắc mặt trước nay chưa có ngương trọng lắc đầu nói Hồng chân tuyệt thế lâu chưa hẳn dám nhúng tay chuyện tối nay mà lại cái này không giống như là thần linh thủ bút thánh cảnh cường giả có thể có như thế thủ đoạn trong Vạn khư giới tu sĩ có người kinh hô Vạn khư giới Minh chủ nói có nhiều thứ không phải là của các ngươi tầm mắt có thể lý giải ta chỉ có thể nói thiên đình rốt cục có nhân vật không tầm thường xuất hiện liên Minh chủ đều gọi nhân vật không tầm thường đây là mạnh đến cái tình trạng gì. Vạn khư giới tu sĩ trong lòng đều là rất rung động, chỉ cảm thấy lần này Hồng Trần Đại Hội để bọn hắn mở mang nhiều hiểu biết. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, một núi càng so một núi cao. Cổ Na tiên tử dường như biết được đào hoa sắp động thủ, đuổi theo trương nhược trần tốc độ trở nên không nhanh không chậm. Về sau ngược lại cùng tinh linh tộc mấy vị vô thượng cảnh đại thánh tụ hợp đến cùng một chỗ. Trương nhược trần trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng nặng, thế là trực tiếp vận dụng không gian nazi vượt qua không gian, chặn đường thẩm phán thần sứ. Chính là lúc này, đào hoa chờ chính là Trương Nhược Trần thi triển không gian Nazi, thế là nắm lấy cơ hội, một kiếm đâm ra ngoài. Mặc dù cách xa nhau hơn 10 dặm, một kiếm này lại xuyên thấu không gian, trong nháy mắt xuất hiện đến thẩm phán thần sứ hướng trên đỉnh đầu vị trí. Cùng lúc đó, thẩm phán thần sứ hướng trên đỉnh đầu xuất hiện không gian ba động, Trương Nhược Trần đang muốn từ trong không gian vượt qua mà ra. Kết thúc, đào hoa mặc niệm một câu như vậy. Soạt thẩm phán thần sứ hướng trên đỉnh đầu rõ ràng xuất hiện không gian ba động thế nhưng là từ bên trong sông ra lại cũng không là trương nhược trần mà là lúc trước trương nhược trần kiếm nhấc trong tay hai thanh kiếm đụng vào nhau ánh lửa vẩy ra kiếm khí khuấy động phía dưới thẩm phán thần sứ tránh tránh không kịp bị kiếm khí đánh trúng trên thân xuất hiện từng đạo miệng kiếm máu me đầm đìa trong lòng của hắn đã là phiền muộn mà phẫn nộ may mà không còn trốn hét lớn một tiếng thư thiên si tới đi bán thần sứ cùng ngươi không chết không ngớt. Chiến, đánh một trận đàng hoàng. Thẩm phán thần sứ thể nội tuôn ra 20.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, ở xung quanh người ngưng tụ thành lít nha lít nhít kiếm ảnh. Nhưng, không có người đáp lại hắn. Xa xa đào hoa, tại hai kiếm đụng nhau cùng một chỗ trong nháy mắt đó, chính là ý thức được không ổn, trở tay chính là một chỉ điểm hướng sau lưng. Trương Nhược Trần từ đào hoa sau lưng trong không gian đi ra, điều động toàn bộ lực lượng, một trưởng đánh ra, dự định tại giới xuất kỳ bất ý, một chiêu liền trọng thương đối thủ đáng sợ này. Nhưng, đào hoa tốc độ phản ứng quá nhanh. Trương Nhược Trần vừa mới một trường đánh ra, hắn điểm ra một chỉ, cũng đã đánh ra. Bành, trường ấn cùng chỉ ấn, đụng vào nhau. Trương Nhược Trần lòng bàn tay truyền đến kịch liệt đau đớn, cùng lúc đó, càng có bài sơn đảo hải lực lượng, từ đối phương đầu ngón tay tuôn ra mà đến. Chấn động đến Trương Nhược Trần ngón tay, cổ tay, cánh tay, bả vai, đều là phát ra đông đốt thanh âm, giống như xương cốt muốn vỡ nát. Trương Nhược Trần bay rớt ra ngoài, rơi vào ngoài trăm trượng mặt đất. Dưới chân đại địa, bị hắn dẫm đến chia năm xẻ bảy, phương viên trong vòng 10 trượng thần văn cùng đạo tỏa toàn bộ vỡ nát. Xem ra không sai, thật sự là hắn đạt đến cấp bậc kia. Trương Nhược Trần nhìn xem lòng bàn tay vết thương, tâm đã là chìm đến đáy cốc. Vừa rồi Trương Nhược Trần cơ hồ hoàn toàn cưỡng chiếm tiên cơ, đối phương chỉ là vội vàng xuất thủ, thế nhưng là vẫn như cũ hoàn toàn không cách nào chống lại, chỉ có thể nói rõ trên lệch của song phương vô cùng lớn đào hoa cấp độ thực lực đã đạt tới lúc trước bạch khanh nhi cấp bậc kia đào hoa từ phật tháp đỉnh chóp bay xuống xuống tới lơ lửng tại cách đất cao ba trượng vị trí vẫy tay nhô ra lập tức xa xa thần di cổ khí chiến kiếm bay trở về rơi vào trong tay của hắn hắn vẫn như cũ là bóng đen hình thái thấy không rõ chân dung thanh âm như gió có chút khàn khàn nói ngươi là giới thần cảnh một cái duy nhất có thể tránh thoát ta ám sát tu sĩ mà lại ngươi lại có thể nhiều lần nhìn thấu ta thiên vu ẩn thân thuật có thể nói phi thường khó lường ra tay đi hiện ra toàn bộ thực lực của ngươi nhìn ngươi có thể đỡ nổi ta vài kiếm đào hoa biết được đối phương còn không có thi triển toàn lực chí ít thánh đạo quy tắc số lượng đều vẫn là một ẩn số trương nhược trần biết được cho tới bây giờ cục diện như vậy kỳ vọng quỷ án thần tướng đi ra đối phó đào hoa đã là hy vọng xa vời chỉ có thể dựa vào chính mình phá cục thương thế trên người hắn trong nháy mắt khỏi hẳn ra vẻ một phái phong khinh vân đạm bộ dáng, cười nói, muốn kiến thức ta thực lực chân thật, ngươi có phải hay không hẳn là, trước hiển lộ ra diện mục chân thật. Một người chết, không có tư cách biết ta là ai. Đào Hoa nói, ân nguyên thần. Ngươi cũng coi là thập kiếp vấn thiên quân hậu nhân, tổ phụ càng là huyền nhất chân thần nhân vật như vậy, làm sao ngay cả lộ ra chân dung dũng khí đều không có. Trương Nhược Trần hô to một tiếng, thanh âm truyền ra hòn đảo, vang vọng hồng trần quần đảo cho dù là trong thiên đường giới phe phái tu sĩ biết được đào hoa thân phận chân thật cũng là ít càng thêm ít nghe được trương nhược trần một tiếng này hô to bọn hắn lộ ra vẻ kinh nghi bất định đào hoa lại là ân nguyên thần ân nguyên thần tại thiên đường giới là một cái cực kỳ tranh cãi nhân vật tổ phụ là uy chấn thần cảnh thế giới huyền nhất chân thần tổ mẫu chính là thập kiếp vấn thiên quân nữ nhi thần ba công chúa thiên tư của hắn cực cao ngàn năm trước bộc lộ tài năng cô lôn giới công đức chiến về sau tiến vào thông thiên thần điện tu luyện thực lực che đậy Michael cổ Na tiên tử đáng tiếc thân phận của hắn quá đặc thù kẹp ở thiên đường giới cùng côn lôn giới ở giữa mà lại hắn sử dụng cha mình di hài tu luyện chuyện như vậy bị quang minh thần điện chỗ khinh thường bị toàn bộ thiên đường giới tu sĩ phỉ nhổ đúng là như thế ân nguyên thần như là phù dung sớm nở tối tàn về sau phai nhạt ra khỏi tu luyện giới gần nhất mấy trăm năm càng là tiêu thanh mịch tích bây giờ Thư Thiên Si tựa hồ là khám phá đào hoa thân phận chân thật hô lên ân nguyên thần cái tên này lập tức thiên đường giới phe phái tu sĩ cùng trong hồng trần quần đảo các giới tu sĩ suy nghĩ bị kéo xuống mấy trăm năm trước trong hồi ức sau đó lâm vào thật sâu rung động ân nguyên thần cùng đào hoa trùng điệp cùng một chỗ ai có thể giữ vững bình tĩnh liền xem như trong thiên đường giới phe phái đều có không ít tu sĩ sắc mặt trở nên tái nhợt bởi vì bọn hắn đã từng nhục mạ qua chế diễu châm chọc qua ân nguyên thần đứng lơ lửng trên không đào hoa trầm mặc hồi lâu trong ánh mắt chợt tuôn ra hai đạo sắc bén không gì sánh được trùng sáng nhìn thẳng trương nhược trần tiêu tán đi ra sát khí hóa thành một mảnh mắt trần có thể thấy huyết vân hắn mặc dù cũng không nói gì thế nhưng là không thể nghi ngờ là đã thừa nhận thân phận của mình bạch trương nhược trần cấp tốc liền xông ra ngoài kéo ra cùng đào hoa khoảng cách ngươi vốn nên biết lấy tu vi của ngươi căn bản không có từ trong tay của ta cơ hội đào tẩu đào hoa thanh âm không còn khàn khàn mà là hết sức trẻ tuổi trong sáng tuy nhiên lại lại không có bất cứ tia cảm tình nào hắn đứng tại chỗ, chậm rãi nhô ra một bàn tay. Cái tay này, trong nháy mắt trở nên vô tận to lớn, hóa thành một tòa năm ngón tay thiên địa. Trương Nhược Trần lâm vào tại trong năm ngón tay thiên địa, thân thể như cho bụi đồng dạng nhỏ bé, ngẩng đầu nhìn lại. Ân Nguyên Thần mặt hiển hiện ra, chiếm cứ gần phân nửa bầu trời, hai mắt như nhật nguyệt, song mi giống như sơn lĩnh, thổ khí hóa thần hà. Không phải huyễn thuật, là không gian phát sinh biến hóa, là thiên địa quy tắc bị Ân Nguyên Thần khống chế. Ngàn năm trước Ân Nguyên Thần, nhưng không có cao thâm như vậy không gian tạo nghệ. Không ổn a, à, Sư Thúc bị Ân Nguyên Thần giam cầm tại lòng bàn tay, đi, không có khả năng đợi thêm nữa, chúng ta đi trợ Sư Thúc một chút sức lực. Nhị Tư Không trong lòng vội vàng, hướng Thanh Lê Viên bên ngoài phóng đi. Chờ một chút. Đại Tư Không kéo hắn lại. Còn chờ cái gì? Ân Nguyên Thần kia tu vi đã nghịch thiên, Sư Thúc trước mắt còn không phải đối thủ của hắn. Nhị Tư Không nói. Sư Thúc đều không phải là đối thủ của hắn, chúng ta xông đi lên có thể đỡ nổi mấy lần. Đại tư không con mắt rất tặc, nhìn chằm chằm hạng sở nam cùng phong nham chỗ chiến trường, nói, hai bọn hắn tu vi liền rất mạnh, chúng ta trước trợ bọn hắn đánh tan đối thủ, sẽ cùng nhau tiến đến đối phó ân nguyên thần. Dạng này nắm chắc lớn hơn một chút, thế nhưng là, yên tâm đi, sư thúc thủ đoạn có rất nhiều, thật đến sống chết trước mắt, hắn nhất định sẽ không lại che giấu tung tích. Đến lúc đó, chỉ là phóng xuất ra thực thánh hoa, ân nguyên thần liền không cách nào nhẹ nhõm giải quyết đại tư không thế nhưng là biết thực thánh hoa một ngàn năm này cơ hồ đem trương nhược trần bảo vật trên người hấp phệ không còn tu vi đã đạt tới 10 phần kinh khủng cấp độ làm ký sinh thực vật trương nhược trần lấy được tất cả cơ duyên nó đều sẽ chiếm đi một phần trương nhược trần tu luyện tất cả đạo nó đều có thể cùng một chỗ tu luyện ký sinh thực vật như là tu sĩ phân thân chỉ bất quá so phân thân cường đại thực lực có thể đạt tới so chân thân càng mạnh tình trạng tựa như huyết tuyệt chiến thần tu luyện bất tử huyết thần đồng dạng có được không kém gì chân thân chiến lực. Ngao, nhị tư không thét dài, trong miệng phát ra tiếng long ngâm, hóa thành một con hắc long bay ra ngoài. Đại tư không hóa thành một con bạch hổ, đuổi kịp hắc long. Phù linh giới đệ nhất cường giả ngọc chân thượng sư, đang cùng 24 vị thẩm phán cung lão tổ thành kiếm trận, vây công hạng sở nam cùng phong nham. Hắn phát giác được từ trong thanh lê viên lao ra hai cái hòa thượng, trong mắt hiện ra lạnh đo đo ý cười. Trong cười, ẩn chứa sát khí, hắn đương nhiên nhận biết đại tư không cùng nhị tư không, biết được hai tăng là côn lôn giới bán thần thương tử cự từng định ngày hẹn qua hắn mật nghị qua đối phó côn lôn giới cường giả đỉnh cao sách lược hứa hẹn cho hắn tha thiết ước mơ chỗ tốt bởi vậy hắn đã đáp ứng xuống tới bây giờ cơ hội đang ở trước mắt há có thể buông tha làm xếp tại hồng trần thứ tư cường giả ngọc chân thượng sư tự nhiên là lòng tin mười phần thế là hắn sử dụng cường đại tinh thần lực tại hư không ngưng tụ ra hai cái quang thủ cùng hai cái phủ bút quang thủ cầm bút tại hư không vẽ bùa hai tấm thánh phủ trong khoảnh khắc vẽ phác thảo đi ra hướng hắc long cùng bạch hổ công kích đi qua hắc long cùng bạch hổ liếc nhau trên thân hắc mang cùng bạch quang phóng đại dưới chân xuất hiện một tòa khổng lồ bàn cờ trên bàn cờ quân cờ đen trắng sắp xếp mặc dù bàn cờ chỉ là một đạo hư ảnh lại tản mát ra khuấy động thiên địa thần uy đụng nát hai tấm thánh phủ đánh vào ngọc chân thượng sư trên thân ngọc chân thượng sư ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi trên người hộ thân phù văn lốp ba lốp bốp sụp đổ thân thể giống như đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài, rơi xuống tại trong đống loạn thạch. Trong nháy mắt này, ngồi ở trong thải hà biệt viện vẫn thần đảo chủ, ánh mắt thâm thúy hướng thiên ngoại nhìn thoáng qua. Có lẽ chỉ có Trương Nhược Trần ở chỗ này mới có thể đoán được lão nhân gia ông ta đạo ánh mắt này là bực nào ý vị thâm trường. Dù sao, đại tư không cùng nhị tư không là thiên địa kỳ đài hai viên quân cờ là truy tra nho tổ thứ tư mất tích mấu chốt. Vừa rồi đại tư không cùng nhị tư không xuất thủ, hiển hóa ra thiên địa kỳ đài hư ảnh, dẫn động thần khí thần uy. Nếu là nho tổ thứ tư đã bị giết chết, thiên địa kỳ đài tất nhiên đã rơi vào hung thủ trong tay. Thiên địa kỳ đài hai viên quân cờ xuất hiện, rất có thể sẽ đem hung thủ dẫn ra. Đáng tiếc, vẫn thần đảo chủ hướng thiên ngoại nhìn thoáng qua về sau, nhưng lại lộ ra thần sắc thất vọng. Bởi vì, hắn không có phát hiện, trong lòng mình đoán trong mấy vị kia bất luận một vị nào nhòm ngó trong bóng tối, đào hoa lại là ân nguyên thần. Ân nguyên thần tu vi thật là đáng sợ, không thể ngồi mà chờ chết, có lẽ chỉ có thần phù có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Đi, cứu thư tiên sinh, ngao hư không, hoa xuân thu, linh lung tiên tử, trong lòng vội vàng không thôi, không lại chờ đợi, điều động thần phù lực lượng, khiến cho cả tòa thanh lê viên từ lòng đất bay lên, hóa thành một tòa huyền không đảo, hướng ân nguyên thần bay qua. Ẩm ẩm. Cổ na tiên tử điều khiển tinh linh tộc trí tôn thánh khí chiến cung, bắn ra một chi do thánh đạo quy tắc, ngưng tụ mà thành quang tiễn, trùng điệp kích trên thanh lê viên thanh lê viên mặt ngoài hiện ra một quang cháo lồng ánh sáng nội bộ đếm mãi không hết đại thánh đường vân cùng trận pháp minh văn sen lẫn ngăn trở quang tiễn ẩm ẩm tiếp theo một cái chớp mắt trật tự cung trí tôn thánh khí trật tự đổ cũng công kích đi qua cùng thanh lê viên va chạm Tát hi một bên điều khiển đồ quyền, vừa nói trong thanh lê viên tu sĩ giao cho chúng ta đối phó chính là trước hết giết thư thiên si chém thư thiên si muốn đối phó những người này dễ như trở bàn tay ân nguyên thần lòng bàn tay trong thế giới xuất hiện một tôn cao trăm trượng vu thần hư ảnh người mặc hắc giáp hai tay cầm một cái đỉnh vẽ có phong vũ hỏa lôi đầu văn hướng trương nhược trần đập xuống đỉnh còn không có rơi xuống đã có phong vũ hỏa lôi bốn cỗ lực lượng cường đại rơi xuống trương nhược trần trên thân càng đáng sợ chính là trương nhược trần dưới chân mặt nước xuất hiện đến mãi không hết phù văn là một tấm phược phủ trương nhược trần dẫm lên phược phủ như là hãm tại trong vũng bùn hai chân không cách nào di động, biến thành vu thần hư ảnh công kích bia sống. Ầm ầm, Trương Nhược Trần vung ra Kim Cương Nguyệt Luân, cùng giáng xuống đại đỉnh, đối bính một kích. Trương Nhược Trần toàn thân huyết khí khuấy động, có thể khẳng định, đỉnh này, sau một viên phổ thông hành tinh, muốn nặng nề gấp trăm lần. Nhìn lần, cũng là hắn nhục thân cường đại, mới có thể tiếp nhận, đổi lại vô thượng cảnh đại thánh khác, đã sớm bị đánh cho hóa thành huyết vụ. Ầm ầm, rất nhanh, vu thần hư ảnh đánh ra kích thứ hai, lại một lần cùng kim cương nguyệt luân va chạm trương nhược trần nhục thân bị thương nặng trong miệng chảy ra máu tươi đạo này vu thần hư ảnh là ân nguyên thần một thân vu đạo lực lượng hiển hóa không phải tu vi của ta bây giờ gánh vác được nhất định phải lập tức thoát thân ra ngoài trương nhược trần thân thể lại trầm xuống một chút phục phù sức mạnh bùng lên đem hắn quấn quanh càng chặt hơn đừng vùng vẫy ta phù đạo tạo nghệ đã đạt tới thiên sư cấp độ có thể chết ở trong tay của ta ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng ân nguyên thần thanh âm trùng trùng điệp điệp từ trên trời truyền đến như là thiên thần tại đối với phàm nhân nói chuyện thật sao thật sự cho rằng phù đạo thiên sư liền vây được ta trương nhược trần cười một tiếng tại vu thần hư ảnh nắm lấy đại đỉnh lần nữa oanh kích xuống trước đó trương nhược trần vô cực thánh ý dẫn tới thiên địa chi lực lập tức thân thể hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời phá vỡ ân nguyên thần ngưng tụ thành thiên thế cùng địa thế từ trong bàn tay hắn bay ra ngoài ân nguyên thần khẽ di một tiếng hơi kinh ngạc. Bởi vì phá giải hắn phù văn cùng thiên địa chi thế lực lượng, không phải từ thư thiên si thể nội phát ra, mà là từ lòng bàn tay thế giới bên ngoài vọt tới. Nói một cách khác, cho dù là bị phù văn trói buộc, bị thiên địa chi thế khốn cấm, liên liên thiên địa quy tắc đều cải biến. Nhưng như cũ khốn không được thư thiên si, thư thiên si vẫn như cũ có thể điều động thiên địa chi lực cho mình dùng. Ân nguyên thần có thể nào không cảm thấy kinh ngạc. Thư thiên si thủ đoạn, cao minh như vậy, dưới thần cảnh còn có cái gì lực lượng vây được hắn? Thu thập ngược lại là có chút phiền phức, là cái khó chơi nhân vật. Ân Nguyên Thần cười cười, phất tay một trường vỗ ra, năm ngón tay trường ấn thiên địa trực tiếp hướng Trương Nhược Trần đào tẩu phương hướng ép tới. Đạo trường ấn này uy thế cường đại, dọa đến thiên đường giới phe phái tu sĩ nhao nhao trốn xa. Hòn đảo thần văn cùng đạo tỏa tiếp tục vỡ nát, cả hòn đảo nhỏ đều xuất hiện chia năm xẻ bảy dấu hiệu. Trong chốc lát, Trương Nhược Trần vọt tới thẩm phán thần sứ trước người, liên tiếp đánh ra 13 trường, một trường càng so một trường mạnh, đem hắn oanh kích đến nằm trên đất. Cuối cùng, hay là đánh không lại, thẩm phán thần sứ cắn chặt răng răng, tràn ngập sự không cam lòng. Lưu tính mệnh của ngươi, hiện tại rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Trương Nhược Trần một cước dẫm tại thẩm phán thần sứ trên khuôn mặt, đem hắn đầu lâu, dẫm đến chìm vào lòng đất. Sau đó, Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn một chút, trên không mây đen tản ra, hiển lộ ra 15 khỏa thần tọa tinh cầu để thiên đường giới phe phái tu sĩ sự tình quá sợ hãi phát sinh chỉ gặp thư thiên si một cước dẫm lên thẩm phán thần sứ một tay lại chỉ vào bầu trời lập tức trong 15 khỏa thần tọa tinh cầu thần lực đều là tràn vào trong cơ thể của hắn thư thiên si một trưởng đánh ra vậy mà đánh ra một vệt thần quang sán lạn ngũ chỉ thần ấn cùng ân nguyên thần đánh ra ngũ chỉ trường ấn thiên địa đụng nhau cùng một chỗ ầm ầm hai cái so sơn nhạc còn bàn tay khổng lồ ở trên đảo đụng nhau toàn bộ thiên địa đều tại mãnh liệt rung động, cuộn trào khí lưu phun trào ra ngoài, đem mảng lớn thiên đường giới phe phái tu sĩ tung bay. Bụi đất tung bay, thần văn đứt gãy, hòn đảo là bị xé nứt đến một phân thành hai, nước biển chảy ngược đi vào. Trương Nhược Trần cùng Ân Nguyên Thần cách một đầu hơn 10 trượng rộng nước biển khe rãnh, bốn mắt đối mặt, tranh phong tương đối, khí thế đều là nhảy lên tới đỉnh điểm. Vô số tu sĩ đều thấy choáng váng, hoàn toàn không rõ, Thư Thiên Si làm sao khống chế thẩm phán thần sứ tinh hồn thần tọa lần này phiền phức lớn rồi thư thiên si nắm giữ vốn nên thuộc về thẩm phán thần sứ lực lượng cổ na tiên tử trong hai con ngươi hiện ra vẻ kinh nghi thẩm phán thần sứ chính là luyện hóa chân thần vẫn lạc sau lưu lại thần chi tinh hồn mới có được điều động thiên ngoại trong tinh hồn thần tọa thần lực cho mình dùng năng lực Dạo này ngụy thần mặc dù hạn chế cực lớn thế nhưng là tương lai lại có thể ngưng tụ ra thuộc về mình thần nguyên thành tựu chân thần chi vị không giống khác những ngụy thần luyện hóa thần nguyên đạt tới thần cảnh kia bởi vì thần nguyên đã dừng lại nhất định Vĩnh Viễn chỉ có thể đợi tại Ngụy Thần cấp độ. Có thể nói, thẩm phán thần sứ dạng này Ngụy Thần, chỉ là đại thánh đến chân thần một cái quá độ, trên bản chất như trước vẫn là đại thánh, chỉ bất quá tu luyện ra thần hồn. Dạng này Ngụy Thần, có thể bằng vào thần chi thần hồn lĩnh hội thành thần chi bí, có thể sử dụng thần lực rèn luyện thân thể cùng thánh đạo quy tắc, tương lai thành tựu chân thần xác suất hơn xa đại thánh khác, có thể xưng 10 phần chắc chín. Chỉ bất quá, bảo tồn hoàn chỉnh thần chi tinh hồn quá ít. Không phải ai đều có thể có cơ duyên như vậy. Trương Nhược Trần cũng luyện hóa thần chi tinh hồn, nhưng đều không hoàn chỉnh, chỉ là tàn thừa hồn lực, lại chân thần đã vẫn lạc quá lâu. Trong tinh hồn thần tọa thần lực đã khô kiệt, cho nên không thể trở thành ngụy thần, cũng không thể đem thánh hồn rèn luyện đến thần hồn cấp độ. Trong tay hắn, chỉ có Liệp Thần thần chi tinh hồn là hoàn chỉnh, có thể dùng đến bồi dưỡng được một vị ngụy thần. Chính là bởi vì, tinh hồn thần tọa trên bản chất không thuộc về thẩm phán thần sứ không phải thẩm phán thần sứ tự mình tu luyện đi ra cho nên trương nhược trần sử dụng vô cực thánh ý mới có thể chặt đứt hắn cùng tinh hồn thần tọa liên hệ mà trương nhược trần sở dĩ có thể điều động thiên ngoại tinh hồn thần tọa lực lượng cũng là bằng vào vô cực thánh ý làm đến vô cực thánh ý trải rộng toàn bộ không gian vũ trụ cùng thiên đạo bình khởi bình tọa có thể nói không gì làm không được hồng trần quần đảo quan chiến tu sĩ nhìn đứng ở 15 khỏa thần tọa tinh cầu phía dưới tắm rửa thần quang trương nhược trần đều là trận mắt hốc mồm chặt đứt thẩm phán thần sứ cùng tinh hồn thần tọa liên hệ thì cũng thôi đi làm sao còn có thể cướp đoạt tinh hồn thần tọa trưởng khống quyền trừ phi thư thiên si tinh thần lực đã thành thần nếu không tuyệt đối không thể mai cơn một cước trùng điệp dẫm tại trên đang lâu đang lâu tùy theo mãnh liệt lắc lư phát sinh trước mắt sự tình để hắn không thể nào tiếp thu được thư thiên si nếu là đã tinh thần lực thành thần hồng chân tuyệt thế lâu lâu chủ làm sao có thể bỏ mặc hắn trắng trợn như vậy giết chóc không thể không nói thư thiên si này thật là đáng sợ. Một vị thiên đường giới phe phái đại thánh, tâm tình nặng nề nói. Đừng nói thiên đường giới phe phái tu sĩ không thể nào hiểu được, liền ngay cả trong quỷ án thần cung ba tôn ngụy thần. Đều lẫn nhau nghị luận, lấy bọn hắn lịch duyệt, cũng chưa từng gặp qua sự tình quỷ dị như vậy. Chẳng lẽ thư thiên si là vận dụng một loại nào đó trận pháp, nắm trong tay thẩm phán thần sứ thần hồn, từ đó thu hoạch tinh hồn thần tọa trưởng khống quyền. Hồng bao thần tướng như vậy suy đoán, huyền y thần tướng hai mắt phát ra thần quang, nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, lắc đầu nói, xung quanh thân thể của hắn không có trận pháp minh văn, nhưng là hắn đứng ở nơi đó, lại tự thành một cỗ thiên địa chi thế. Chứ không cần quản thư thiên si, hay là tranh thủ thời gian chữa trị trên đảo thần văn. Hai người này đều không phải là nhân vật bình thường, tuyệt đối đừng để bọn hắn bạo phát đi ra dư âm chiến đấu, trùng kích đến hòn đảo khác. Quỷ án thần tướng nói một câu, chính là đi ra thần cung, một trường ấn về phía hư không. Lòng bàn tay của hắn, bay ra lít nha lít nhít thần văn, hướng trương nhược trần cùng ân nguyên thần chỗ vùng không gian kia dũng mãnh lao tới huyền y thần tướng bay đến giữa không trung hai tay ngón trỏ ngón giữa ấn vào cùng một chỗ lập tức thần khu chia ra làm bốn bay về phía trên hòn đảo bốn cái phương hướng khác nhau bố trí thần văn huyền y thần tướng tuy là ngụy thần thế nhưng là đã tu luyện hơn năm vạn năm luận thần khu cùng thần hồn cường độ luận thần thông chiến pháp không phải những tân sinh ngụy thần kia có thể so sánh với càng đáng sợ chính là cường độ tinh thần lực của hắn đạt đến cấp 71, mặc dù còn xa xa so ra kém chân thần, thế nhưng là chiến lực ở trong ngụy thần lại có thể xếp được danh hảo. Thần khu chia ra làm bốn, mỗi một bộ thần khu, bạo phát đi ra thần uy, đều không kém gì dưới trạng thái toàn thịnh thẩm phán thần sứ. Trong ngụy thần, có thể đem tinh thần lực tu luyện tới cấp 70 trở lên, trung quy là số ít. Nhưng là, tu luyện vài vạn năm, thậm chí 100.000 năm, muốn đem tinh thần lực tu luyện tới cấp 70, nhưng cũng không phải việc khó. Tại tam đại thần tướng gia chỉ phía dưới, vỡ vụn ra hòn đảo một lần nữa tụ hợp trong không gian hiện ra dày đặc thần văn có đạo tỏa từ không trung trong hồng trần tuyệt thế lâu bay ra tựa như từng đạo vô hình xiềng xích quấn dao ở trên đảo áp chế trương nhược trần cùng ân nguyên thần giao thủ tạo thành lực phá hoại ân nguyên thần ánh mắt trầm ngưng trong tay thần di cổ khí chiến kiếm cắm vào mặt đất hoa tối tăm mờ mịt minh cổ tuyệt diệt tử lực bừng lên đem gần phân nửa hòn đảo bao trùm hóa thành một tòa tử vong quốc độ thiên đường giới phe phái tu sĩ tuyệt đại đa số đều lùi đến hòn đảo biên giới dãy núi đỉnh chóp chỉ có tu vi thâm hậu vô thượng cảnh đại thánh lưu tại tử vong quốc độ biên giới tùy thời chuẩn bị cho trương nhược trần một kích trí mạng trong tử vong quốc độ một tòa nguy nga tế đàn hiển hiện ra giống một tòa cự thạch đắp lên thành sơn nhạc trên tế đàn lập đầy pho tượng trăng sao lơ lửng cổ vu chi lực giao thoa lưu động ân nguyên thần đứng tại đỉnh tế đàn cánh tay vung lên một tôn cao trăm trượng vu thần hư ảnh liền xông ra ngoài nó cầm trong tay đại đỉnh dẫn động phong vũ hỏa lôi bốn loại khác biệt lực lượng hướng trương nhược trần công phạt đi qua trong khoảnh khắc vị thứ hai vu thần hư ảnh lại đang trên tế đàn ngưng tụ ra không đến một khắc đồng hồ chín vị vu thần hư ảnh lần lượt xuất thế từng cái đều có không gì sánh kịp chiến lực bọn chúng cầm trong tay đại đỉnh đỉnh so tinh thần càng nặng đây là trong minh cổ vu tộc lực vu chi thần hư ảnh lực vu tu luyện thuần túy lực lượng có thể bàn sơn di nhạc rời sông lấp biển cùng ngàn năm trước so sánh ân nguyên thần hiện tại ngược lại là đem vu đạo tu luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa trương nhược trần dẫn động đến trong 15 khỏa thần tọa tinh cầu thần lực chuyển hóa làm quyền kình một quyền lại một quyền đánh ra cùng chín vị vu thần hư ảnh đụng nhau đánh cho thần quang khuấy động chín vị vu thần hư ảnh dùng để chấn áp nguyên hội cấp nhân vật đại biểu đều đã đầy đủ nhưng ân nguyên thần không có nghĩ qua bọn chúng có thể chấn áp thời khắc này trương nhược trần bởi vậy xếp bằng ở chính giữa tế đàn thi triển ra sát sinh thần thông đào hoa kiếp. Đào hoa kiếp là một loại cùng loại nguyên rủa thần thông, quỷ dị tuyệt luân, có thể ngàn dặm giết người. Đào hoa kiếp bí thuật tác dụng tại trương nhược trần trên thân, lập tức trương nhược trần làn da vỡ ra, thân thể như là gốm sứ đồng dạng phá toái, máu tươi hướng ra phía ngoài tiêu tán. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, trương nhược trần chính là tại thể nội luyện hóa đào hoa kiếp lực lượng quỷ dị, thân thể trọng tân ngưng tụ. Nhanh như vậy liền đem đào hoa kiếp luyện hóa rồi, ân nguyên thần nhíu mày nhíu chặt ẩm ẩm trương nhược trần sử dụng thần lực thôi động trí tôn thánh khí kim cương nguyệt luân đem một tôn vu thần hư ảnh tính cả trong tay nó cự đỉnh đánh cho sụp đổ mở tiêu tán thành vô hình bành bành vu thần hư ảnh khó mà ngăn cản trương nhược trần công phạt liên tiếp bị đánh nát như là bọt khí đồng dạng nổ tung ngươi cũng tiếp ta một kích thử một chút trương nhược trần hét lớn một tiếng kim cương nguyệt luân bay ra ngoài trí tôn chi lực mãnh liệt cuộn trào ánh sáng màu vàng óng chiếu rọi thiên địa va chạm trung tâm của tử vong quốc độ trên tế đàn ân nguyên thần dưới chân tế đàn cùng tử vong quốc độ chính là do trong cơ thể hắn minh cổ thánh khí cùng vượt qua 40.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc ngưng tụ mà thành kịch liệt đụng nhau dưới tử vong quốc độ như là giấy làm đồng dạng bị xé nứt mà ra tế đàn chấn động mãnh liệt tản mát ra chói mắt ô quang trên tế đàn ân nguyên thần đứng không vững sắc mặt trở nên tái nhợt mấy phần hắn mặc dù đã từng ám sát qua một tôn ngụy thần thế nhưng là đó là tại dưới tình huống chiếm cứ thiên thời địa lợi xuất kỳ bất ý ám tập mới may mắn làm đến một vị thánh cảnh tu sĩ dù là mạnh hơn muốn chính diện chống lại một tôn ngụy thần đều là việc khó như lên trời kim cương nguyệt luân xoay tròn một vòng bay trở về trương nhược trần đỉnh đầu đón thêm ta một kích 15 khỏa thần tọa tinh cầu bay ra 15 đạo thần khí quang trụ rủ xuống đến trương nhược trần cùng thẩm phán thần sứ trên thân sau đó lại hóa thành một đầu thần quang dòng sông xông vào kim cương nguyệt luân, nguyệt luân kim mang phóng đại, từng đạo chí tôn minh văn như là long xà bay múa, uy thế đạt tới trước nay chưa có cường độ. Vù vù, theo kim cương nguyệt luân lần nữa bay ra ngoài, trên mặt đất từng tòa biệt viện đều bị cuốn lên, quay chung quanh nó phi hành. Oanh, kim cương nguyệt luân đụng vào trên tế đàn, tế đàn nổ nát hơn phân nửa. Ân nguyên thần đem tất cả thánh đạo quy tắc đều thu hồi thể nội, thi triển ra không có gì sánh kịp tật tốc phóng lên tận trời, tránh đi kim cương nguyệt luân. Từ thiên khung trên không, hướng Trương Nhược Trần công đi qua. Hắn vung ra chiến kiếm, đánh xuống một đạo dài hơn 10 dặm kiếm mang. Hiển nhiên, Ân Nguyên Thần là biết được Trương Nhược Trần nhược điểm, có thể mượn tinh hồn thần tọa lực lượng, bộc phát ra ngụy thần cấp bậc chiến lực. Nhưng, thần lực chuyển hóa tốc độ rất chậm, cũng liền cho hắn thừa dịp cơ hội. Trương Nhược Trần cầm ra một thanh chiến kiếm, dẫn tới thần lực, huy kiếm bổ ra ngoài. Một kiếm này, dung nhập kiếm đạo áo nghĩa, nhìn như vô cùng đơn giản, lại kiếm thế lăng lệ dẫn động giữa thiên địa kiếm đạo quy tắc bành hai đạo kiếm quang hóa thành hình chữ thập quang ảnh giữa không trùng và chạm đến mãi không hết kiếm khí hóa thành mưa kiếm có phóng tới trên không có bay về phía mặt đất ngay sau đó ân nguyên thần lập tức bổ ra kiếm thứ hai kiếm trong tay hắn chính là từ minh cổ truyền thừa xuống từng bị nhiều vị thần linh chấp trưởng qua nghe nói đang tế luyện thành kiếm trước đó chính là một cây vu tộc tế tự dùng quyền trượng đúng là như thế trong kiếm ẩn chứa cổ lão vu chi lực lượng không chỉ có uy lực tuyệt luân còn có thể chấn động tâm hồn bành 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 trương nhược trần mặc dù tốc độ chậm một chút thế nhưng là sức mạnh bùng lên lại càng thêm cường đại hai người đụng nhau mấy chục kiếm về sau ân nguyên thần vô thượng pháp thể trung quy là chống đỡ không nổi thần cấp chiến đấu trong miệng phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt trắng bệch như tờ giấy cấp tốc hướng nơi xa thối lui soạt trương nhược trần huy kiếm đem dưới chân thẩm phán thần sứ đầu lâu chém xuống tới. Trốn chỗ nào, cho bản hoàng lưu lại. Trương Nhược Trần một tay nâng đẫm máu đầu lâu, một tay nhấc lấy chiến kiếm, đỉnh đầu lơ lửng kim cương nguyệt luân, hướng ân nguyên thần truy sát mà đi. Không có cách, Trương Nhược Trần nhất định phải mượn nhờ thẩm phán thần sứ trong đầu lâu thần hồn mới có thể lực áp ân nguyên thần. Thẩm phán thần sứ sinh mệnh lực cường đại, cũng chưa chết, hai mắt nộ trừng, trong miệng giống to, thư thiên si, ngươi chết không yên lành, có bản lĩnh đừng sử dụng bí thuật, chúng ta công bằng công chính một trận chiến. ôn ào. trương nhược trần nhìn thoáng qua trong tay đầu lâu lấy ra một khối thánh nguyên nhét vào thẩm phán thần sứ miệng. nơi xa thẩm phán thần sứ thi thể không đầu từ dưới đất bò dậy phần bụng mọc ra một tấm miệng rộng quát bản thân sứ tuyệt không khuất phục chiến hôm nay chúng ta đồng quy vu tận đi ngươi đến cùng có phiền hay không a à? trương nhược trần đỉnh đầu kim cương nguyệt luân bay ra ngoài đem thẩm phán thần sứ thân thể không đầu đánh cho sụp đổ hóa thành một mảnh máu đỏ tươi sương mù thẩm phán thần sứ phi thường khuất nhục thân thể bị đánh nát trong miệng còn bị lấp một khối thánh nguyên phòng lên đến khó chịu mặt đều có chút biến hình còn muốn bị trương nhược trần như là dưa hấu đồng dạng nâng ở trong tay thẩm phán cung ngày xưa đại cung chủ vinh quang ngụy thần nên có tôn nghiêm đã là mưa rơi gió thổi đi trong cặp mắt của hắn chảy ra hai hàng huyết lệ lại có miệng không thể nói bộ giang thậm chí đáng thương một đầu khác 24 vị thẩm phán cung trưởng lão cũng rất thảm lọt vào đại tư không nhị tư không hạng sở nam phong nham nội ứng ngoại hợp công kích chết thì chết thương thì thương nhao nhao bại trốn phong nham chú ý tới ân nguyên thần trên người lưu động đếm mãi không hết thánh đạo quy tắc sắc mặt nghiêm túc trong mắt lại mang theo một tia thần sắc hâm mộ ân nguyên thần hiện tại chỗ cấp độ là tất cả thánh đạo tu sĩ đều mục tiêu theo đuổi đại biểu giới thần cảnh vô địch không nghĩ tới hắn lại có thể đạt tới một bước này đem tất cả tu sĩ đều siêu việt xem ra thời đại này cũng không phải là diêm vô thần cùng khuyết độc lĩnh phong tao hắn từ đáy lòng cảm thán một tiếng hạng sở nam nhìn xem thư thiên si truy sát ân nguyên thần nhiệt huyết sôi trào mừng rỡ hết lớn thư huynh tốt hôm nay chúng ta cùng một chỗ đấu thiên chiến địa giết cái lòng trời lở đất bỗng dưng hạng sở nam trong tai vang lên một thanh âm đừng nghĩ lấy đấu thiên chiến địa tối nay chúng ta chỉ cần có thể toàn bộ còn sống rời đi đã là đại thắng đặc thắng để thiên đường giới phe phái mất hết mặt mũi hiện tại các ngươi nhanh đi riêng phần mình đuổi bắt một tấm hộ thân phù, tùy thời chuẩn bị phá vây. Là thư thiên si thanh âm, hạng sở nam ánh mắt, hướng phong nham nhìn lại. Phong nham hiển nhiên cũng nghe đến thư thiên si truyền âm, trong mắt hiện ra thần sắc trầm ngưng, lập tức, minh bạch kế hoạch của hắn. Lầm bầm lầu bầu thì thầm, thật là lợi hại thư thiên si, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, liền chế định tốt sách lược. Việc này, thật đúng là cần trước đánh tan ân nguyên thần, nếu không căn bản không làm được. Nhị ca, ngươi đang nói cái gì, hạng sở nam nói. Phong Nham hít sâu một hơi, nói, đừng hỏi nữa, nhanh đi bắt hộ thân phủ. Cái gì hộ thân phủ? Phong Nham kiên nhẫn giải thích, nói, lấy thiên đường giới phe phái thực lực, căn bản không cần toàn bộ đồng loạt ra tay. Chỉ cần trong đó có một bộ phận đại thánh đánh ra thánh khí, thanh lê viên chính là tan thành mây khói. Vì sao bọn hắn nhưng không có làm như thế? Bởi vì bọn hắn cảm thấy, giết gà không cần dùng dao mổ trâu, không cần thiết vận dụng lực lượng mạnh mẽ như vậy. Không đúng, chẳng lẽ là bởi vì thẩm phán cung đại cung chủ ở trong thanh lê viên hạng sở nam kịp phản ứng phong nham nói có lẽ hai loại nguyên nhân đều có nhưng có thể khẳng định là thẩm phán cung đại cung chủ liễm hy đích thật là trong tay chúng ta một tấm hộ thân phủ để thiên đường giới phe phái tu sĩ sợ ném chuột vỡ bình không cách nào không nhìn an nguy của nàng thế nhưng là một khi ân nguyên thần chiến tử thế cục chuyển biến xấu thiên đường giới phe phái chưa hẳn sẽ còn giống bây giờ như thế bó tay bó chân ta hiểu được muốn phá vây rời đi thật đúng là cần hộ thân phù mới được hộ thân phù càng nhiều thiên đường giới phe phái mới có thể càng là kiên kỵ hạng sở nam ánh mắt lộ ra đại hỷ thần sắc bắt đầu tìm kiếm mục tiêu hộ thân phù thân phận nhất định phải phi thường tôn quý mới được nếu không liền sẽ giống nho giới mấy vị kia vô thượng cảnh đại thánh một dạng bị vô tình hy sinh hết nhìn bản hoàng bất tử thần hỏa kiếm pháp trương nhược trần dẫn động tới thiên ngoại thần lực chuyển hóa làm bất tử thần hỏa theo chiến kiếm cùng một chỗ vung chém ra đi kiếm đạo áo nghĩa cùng tam phẩm kiếm đạo thánh ý đều là dung nhập trong đó. Kiếm khí hóa thành một đạo hình cung quang mang, đuổi kịp phía trước Ân Nguyên Thần. Ân Nguyên Thần đến hòn đảo biên giới, tại một đầu sơn lĩnh đỉnh chóp ngừng lại, quay người nhìn lại, ánh mắt lạnh lẽo đến cực hạn, hét lớn một tiếng, thông thiên thần thụ. Lít nha lít nhít thánh đạo quy tắc, từ hắn mi tâm bay ra, ở trong núi ngưng tụ thành một gốc thần thụ. Thần thụ không phải chất gỗ, mà là thanh đồng chất liệu, cấp tốc sinh trưởng, hóa thành cao vạn trượng, cành lá ở giữa có từng sợi màu xanh đen khí vụ đang lưu động. Đây là ân nguyên thần tu luyện thông thiên thánh ý, hiển hiện ra thần thụ. Thông thiên thần thụ cùng Trương Nhược Trần chém tới kiếm quang đụng vào nhau, kiếm quang lập tức tiêu tán mà ra, hóa thành tán loạn kiếm khí. Những kiếm khí này bị thông thiên thần thụ phiến lá hấp thu, sàn sạt. Thông thiên thần thụ cành lá lai động, thân cây lần nữa hướng lên sinh trưởng. Ân nguyên thần nói, nắm giữ tinh hồn thần tọa thì như thế nào, thật coi ta sợ ngươi hay sao? thẩm phán thần sứ loại cấp bậc này ngụy thần còn không làm gì được ta thông thiên thần thụ mãnh liệt lai động lập tức toàn bộ hồng trần quần đảo chỗ hải vực thiên địa thánh khí hóa thành thánh khí dòng suối mạnh vọt qua bị phiến lá liên tục không ngừng hấp thu thần thụ tứ phương thiên địa quy tắc trở nên không gì sánh được hỗn loạn không gian cũng là tùy theo vạn vẹo trương nhược trần bé nhạy phát hiện ân nguyên thần vị trí chỗ ở địa thế lại cùng thông thiên thần thụ kết hợp hoàn mỹ hiển nhiên vừa rồi ân nguyên thần là cố ý đem hắn dẫn tới nơi đây trương nhược trần đứng tại lực lượng cuồng bạo trung tâm vòng xoáy gặp không sợ hãi sờ lên thẩm phán thần sứ thái dương nói ân nguyên thần ngươi sợ là tính sai một sự kiện ngươi bây giờ đối chiến cũng không phải là thẩm phán thần sứ mà là ta đồng dạng thần lực để ta tới thi triển ngươi chưa hẳn ứng phó được liền để cho ta kiến thức một chút ngươi ngược lại là còn có cái gì cao chiêu ân nguyên thần trong miệng phun ra một ngụm tối tăm mờ mịt thánh khí hóa thành một mảnh thánh vân cùng thông thiên thần thụ kết hợp với nhau. Thần thụ bay lên, hướng Trương Nhược Trần quét ngang qua. Trương Nhược Trần mặc dù nói nhẹ nhõm, thế nhưng là nhưng trong lòng thì cẩn thận vạn phần. Ân Nguyên Thần tu luyện ra được thông thiên thánh ý tuyệt không đơn giản, tăng thêm hắn vượt qua 40.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, bạo phát đi ra uy lực, đủ để đối với Ngụy Thần tạo thành nhất định tử vong uy hiếp. Thái Thanh Thôi Vân Thủ, Trương Nhược Trần trong lòng mặc nghiệm một tiếng. Một chiêu này chính là tăng kim bạch hổ truyền cho Trương Nhược Trần, là khởi nguyên bát pháp thức thứ nhất. Khởi nguyên bát pháp, truyền thuyết là tất cả thần thông khởi nguyên, huyền diệu tuyệt luân. Trương Nhược Trần hai tay chậm rãi huy động lên, song trưởng giống như là hai mảnh mây vô biên vô tận, tại thần lực ra chỉ dưới, hình thành lực lượng kinh khí càng cường đại, giống như toàn bộ thiên địa lực lượng đều bị hắn điều động đi qua. Vân thủ đẩy ra, cùng bay tới thông thiên thần thụ, đụng vào nhau. Va Và chạm hình thành lực lượng ba động, hóa thành kinh đào hải lãng phát tiết ra ngoài. Thái Thanh Thôi Vân thủ mặc dù chỉ có một chiêu, nhưng lại thiên biến vạn hóa, liên miên bất tuyệt, Trương Nhược Trần rất nhanh chính là đánh ra trưởng thứ hai, tiếp lấy trưởng thứ ba, trưởng thứ tư. Trương Nhược Trần có nhược điểm, chính là xuất thủ chậm chạp, nhất định phải dẫn tới thần lực mới có thể thi triển chiêu thức, bởi vậy mỗi lần lâm vào bị động. Nhưng, ân nguyên thần cũng có nhược điểm. Hắn mặc dù có thể bộc phát ra thần cấp chiến lực, thế nhưng là cuối cùng không phải thần linh, vô thượng pháp thể chống đỡ không nổi thời gian dài chiến đấu. Đúng là như thế, Trương Nhược Trần mới không có thi triển thủ đoạn cực đoan, mà là làm gì trước đó, cố ý kéo đổ ân nguyên thần. Hai người liên tiếp đụng nhau mấy chục đòn, lần nữa đem phía dưới hòn đảo, đánh cho chia năm xẻ bảy. Cho dù là tam đại thần tướng đồng thời xuất thủ, đều khó mà ổn định chấn động không gian. Thủ đoạn của hắn quả nhiên lợi hại, không chỉ có thể điều động thần lực, còn cùng ta thông thiên thánh ý đồng dạng, đem đại lượng thiên địa chi lực chuyển hóa làm chính mình dùng. Không được, không có khả năng còn như vậy rằng con nữa, nếu không đối với ta sẽ phi thường bất lợi. Ân nguyên thần chuẩn bị mạo hiểm một lần, cận thân đánh với Thư Thiên Si một trận. Hắn hết sức rõ ràng, Thư Thiên Si nhược điểm lớn nhất chính là ứng biến tốc độ, chỉ cần khoảng cách gần chiến đấu, nhược điểm này liền sẽ vô hạn phóng đại. Mà hắn, làm sát thủ, khoảng cách gần chiến đấu lại là ưu thế cực lớn. Ân Nguyên Thần mười phần quả quyết, nhấc lên thần di cổ khí chiến kiếm xuyên qua thông thiên thần thụ, chân đạp hư không, cấp tốc hướng Trương Nhược Trần ép tới gần. Vượt qua Ân Nguyên Thần dự kiến chính là Thư Thiên Si vậy mà cũng không lui lại, ngược lại chủ động hướng hắn vọt tới, cái này khiến hắn sinh ra một cỗ dự cảm không tốt nhưng đã là tên đã trên dây không phát không được nếu là giờ phút này lui lại sẽ chỉ cấp tốc bị thua soạt kim cương nguyệt luân dẫn đầu bay tới tản mát ra kim quang sán lạn trí tôn tri lực thông thiên thần thụ hóa thành một đạo đạo thánh đạo quy tắc xông vào ân nguyên thần sau lưng sau đó lại từ mi tâm bay ra ngoài một lần nữa hóa thành thần thụ hình thái cùng kim cương nguyệt luân đụng vào nhau thông thiên thần thụ bị đánh đến vỡ nát một mảng lớn nhưng cũng đem kim cương nguyệt luân trí tôn chi lực hóa giải ân nguyên thần từ kim cương nguyệt luân bên cạnh bay qua lập tức thi triển ra một loại tử vong kiếm pháp nâng lên kiếm trong nháy mắt một tòa tử vong quốc độ hiển hiện ra vô số vong linh ở bên trong du tẩu huy kiếm chém ra trong nháy mắt trong tử vong quốc độ mỗi một đạo vong linh đều hóa thành một thanh bạch cốt kiếm theo hắn bổ ra kiếm thế cùng một chỗ đánh về phía gần tại trễ thước trương nhược trần phốc phốc Trương Nhược Trần không có tránh tránh những bạch cốt kiếm kia, mặc cho bọn chúng đánh vào trên thân, đánh ra từng cái lỗ máu. Gặp Trương Nhược Trần càng ngày càng gần, Ân Nguyên Thần trong lòng kêu to không tốt, ánh mắt từ Trương Nhược Trần trên khuôn mặt rơi về phía Trương Nhược Trần trong tay. Đưa ngươi một đạo thần hồn. Trương Nhược Trần huy trường ấn ra ngoài, trong tay thẩm phán thần sứ đầu lâu đánh vào ngực Ân Nguyên Thần. Đầu lâu trong khí hải, thẩm phán thần sứ thần hồn sụp đổ mà ra, tản mát ra chói mắt thần mang, vỡ ra huyết nhục cùng xương sọ, hình thành một đạo cường đại sóng lực lượng sóng lực lượng này cùng tự bạo thánh nguyên khác biệt sức tấn công đáng sợ nhất ở chỗ tạo thành một cỗ trùng kích tu sĩ tinh thần lực cùng thánh hồn lực lượng đối với nhục thân tổn thương ngược lại là thứ yếu ân nguyên thần bay rớt ra ngoài đầu đau muốn nứt tinh thần lực cùng thánh hồn gặp trước nay chưa có trọng thương cơ hồ muốn bị xé rách thành mảnh vỡ căn bản là không có cách khống chế lực lượng trong cơ thể trực tiếp rơi vào mặt đất trương nhược trần cũng là bị thương không nhẹ không chỉ có bị từng chuôi cốt kiếm đâm xuyên thân thể tức thì bị ân nguyên thần bổ ra thần di cổ khí chiến kiếm chém ra nhục thân kiếm từ trương nhược trần vai phải một mực chém tới trương nhược trần sườn trái phía dưới thân thể biến thành hai đoạn thẩm phán thần sứ thần hồn sụp đổ hình thành trùng kích đồng dạng cũng có bộ phận tác dụng tại trương nhược trần trên người mình trùng kích thánh hồn cùng tinh thần lực của hắn bất quá trương nhược trần cùng ân nguyên thần khác biệt đã sớm thi triển đề phòng thủ đoạn tăng thêm có chân lý chi tâm cùng kiếm tổ kiếm phách thủ hộ thánh hồn cùng tinh thần lực thương tích cũng không tính quá nghiêm trọng tại tinh thần lực phụ trợ dưới trương nhược trần hai đoạn thân thể một lần nữa ngưng hợp cùng một chỗ xem như ngươi lợi hại vô luận ngươi là thư thiên si hay là đồ thiên sát địa chi hoàng ta đều nhớ kỹ ngươi tên ân nguyên thần từ dưới đất bò dậy không cách nào duy trì bóng đen trạng thái hoàn toàn hiển lộ ra chân dung không chút nghĩ ngợi lập tức điều động lực lượng trong cơ thể hướng ngoài đảo bỏ chạy Chính là lúc này, cùng một chỗ phá vây, Trương Nhược Trần hướng đám người truyền âm về sau, ngăn chặn thương thế, đuổi hướng ân nguyên thần. Vừa rồi đại chiến, khiến cho thiên đường giới phe phái tu sĩ đều đã lùi đến nơi xa, nơi đây biến thành cả hòn đảo nhỏ duy nhất lỗ hổng. Ân nguyên thần cùng Trương Nhược Trần, một chiếc một sau, xông ra hòn đảo, hướng rời xa hồng trần quần đảo hải vực phóng đi. Hạng sở nam, phong nham, đại tư không, nhị tư không, còn có trong thanh lê viên đám người, bởi vì đã sớm thu đến Trương Nhược Trần truyền âm, có chỗ chuẩn bị. Bởi vậy, bọn hắn bắt chuẩn cơ hội, đi theo hai người cùng một chỗ, trốn ra hòn đảo. Màn đêm nồng hậu dày đặc, trên mặt biển, sóng lớn xoay tròn cao mấy trượng. Thiên đường giới phe phái tu sĩ, từ bốn phương tám hướng sông ra, đuổi hướng phi ở trên mặt nước phương thanh lê viên. Lôi giới số lớn tu sĩ, dẫn động thiên địa chi lực, hóa thành lôi điện, muốn công kích thành lê viên. Đừng xuất thủ, không nhìn thấy liễm hy đại cung chủ, ngọc trân thượng sư bọn hắn đều ở trong thanh lê viên thẩm phán cung phù linh giới các loại thế lực lớn tu sĩ nhao nhao ngăn cản khiến cho lôi giới đại thánh không thể không thu hồi thánh thuật trong lòng rất là biệt khuất michael cũng sớm đã hạ lệnh để thiên thượng doanh xuất thủ tuy nhiên lại bị danh chủ cự tuyệt danh chủ cho là bị bắt vào trong thanh lê viên con tin nhiều đến bảy vị từng cái thân phận cao quý một khi thiên thượng doanh xuất thủ cố nhiên có thể trong khoảnh khắc hủy diệt thanh lê viên thế nhưng là bảy vị con tin cũng sẽ vẫn lạc. Cái này không chỉ có sẽ tạo thành thiên đường giới phe phái nội bộ bất hòa cùng dung chuyển, càng sẽ tổn thương thiên thượng doanh cùng thiên đường giới thanh danh. Nói cho cùng, hay là bởi vì thiên thượng doanh căn bản không có đem Michael để vào mắt, đương nhiên sẽ không nghe theo mệnh lệnh của hắn làm việc. Ngao, 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 bỗng dưng, bầu trời vọt tới một mảnh đen nghịt mây, vô số lôi điện ở bên trong xuyên thẳng qua, hạ xuống mưa to. Liên tiếp tiếng long ngâm, từ trong mây truyền ra lập tức lít nha lít nhít rồng bay ra mỗi một cái đều bộc phát ra đại thánh thánh uy có thân thể khổng lồ như dãy núi hoành không có toàn thân phát ra kim quang ngũ chảo dẫm lên kim vân thiên long giới đệ nhất cường giả ngao ất lấy nhân loại hình thái đứng tại một cái ngũ chảo kim long đỉnh đầu cúi nhìn phía dưới thanh âm hùng hậu ai dám lại hướng trước truy kích ta thiên long giới long tộc tất cùng tử chiến đến cùng vô số long tộc bay ở bầu trời hình ảnh như là vạn long xuất trinh khí thế bàng bạc đem không ít thiên đường giới phe phái tu sĩ làm kinh sợ. Không cần sợ hắn, tiếp tục đuổi. Michael cất giọng thét dài. Ngao ớt giận dữ, trong miệng phát ra một đạo long âm, hóa thành một đầu dài tới mấy trăm dặm ngũ trào kim long, từ không trung bay xuống, nhô ra một cái móng vuốt to lớn, chụp về phía Michael đỉnh đầu. Michael ở đâu là ngao ớt đối thủ? Bành! Một kích đụng nhau. Michael phát ra một đạo trầm muộn thanh âm, thân thể rơi vào trong biển, tóe lên mảng lớn bọt nước một phương vị khác một tòa phát ra sáng chói tinh quang thần điện từ trong hư không sông ra thanh ti tuyết đứng tại thần điện đỉnh chóp lưng đeo hai mắt ánh mắt bễ nghễ cất giọng nói ai dám truy sát chân lý thần điện thiếu điện chủ chân lý thần điện tu sĩ nhất định cùng hắn không chết không thôi chân lý thần điện chư vị đại thánh đều là đứng tại bên ngoài thần điện trên bậc thang giống như đầy trời thần thánh chiến ý giạt rào sau đó ngũ hành quan tây thiên phật giới thiên tinh văn minh tu sĩ côn lôn giới lần lượt đã tìm đến nên đón trong thanh lê viên đám người. Trận thế như vậy, rốt cục làm cho thiên đường giới phe phái tu sĩ triệt để ngừng lại. Trấn Nguyên đại biểu ngũ hành quan lên tiếng, nói, thiên đường giới phe phái ai có thể chủ sự? Cổ Na tiên tử, Thiên Thượng doanh doanh chủ, Trật tự cung đại cung chủ, liên tiếp đi tới hơn 10 đạo thân ảnh, từng cái ánh mắt sắc bén, không có muốn ý thỏa hiệp. Tối nay, thiên đường giới phe phái tổn thất nặng nề, vô thượng cảnh đại thánh vẫn lạc đâu chỉ 10 vị. Càng quan trọng hơn là thiên đường giới làm chúa tể thế giới quyền uy, bị khiêu chiến. Nếu là không cách nào chém giết thư thiên si, lưu lại trong thanh lê viên tu sĩ, sau này, ai còn sẽ sợ sợ thiên đường giới. Thiên đường giới minh hữu, sẽ còn giống như kiểu trước đây nghe lời giam giáp. Nhất định phải chiến đến cùng. Trấn Nguyên nói, chuyện tối nay, liền đến đây là kết thúc đi. Nếu không, Hồng Trần Đại hội muốn biến thành thiên đình nội loạn đại hội, chúng ta đều sẽ thành thiên đình tội nhân. Trật tự cung đại cung chủ nói, Thiên đường giới phe phái vẫn lạc bao nhiêu tu sĩ, ngươi để cho chúng ta thu tay lại. Trấn Nguyên, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hết thảy đều là các ngươi gieo gió gặt bão, suy nghĩ một chút tối nay thảm kịch là ai một tay tạo thành. Là Đào Hoa, là Ân Nguyên Thần. Trấn Nguyên hiếm thấy, lộ ra vẻ ác lạnh, ngôn từ sắc bén. Đào Hoa giết chết thư dung, là thiên đường giới tu sĩ không cách nào giảo biện sự tình, là hết thảy tranh chấp đầu nguồn. Ân Nguyên Thần chính là Đào Hoa, kết quả này đem toàn bộ thiên đường giới phai phái đẩy lên hoàn cảnh vạn kiếp bất phục triệt để mất đi đại nghĩa trở nên bị động đây hết thảy đều là bái trương nhược trần ban tặng chính là bởi vì điểm này ngũ hành quan tây thiên phật giới chân lý thần điện mới có thể không chút kiên kỵ đứng ra ủng hộ trong thanh lê viên tu sĩ cổ na tiên tử như muốn mở miệng đều không thể nói ra nói việc này hoàn toàn chính xác không có cách nào giảo biện cũng không thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt nói thiên hạ biết tu sĩ ân nguyên thần hành động đều là cá nhân hắn hành vi thế nhưng là lúc trước ân nguyên thần rõ ràng đại biểu thiên đường giới phe phái xuất thủ đối phó thư thiên si cổ na tiên tử không mở miệng được michael lại đầy ngập lửa giận không muốn như vậy thu tay lại hừ lạnh nói lúc trước xuất thủ đối phó thư thiên si đích thật là ân nguyên thần không sai thế nhưng là hắn căn bản không phải đào hoa các ngươi dựa vào cái gì nói xấu ân nguyên thần chính là đào hoa hắn có thừa nhận qua sao lại có một vị thiên đường giới phe phái vô thượng cảnh đại thánh nói đào hoa là thiên sát tổ chức sát thủ hắn giết chết thư dung đích thật là làm cho người phẫn nộ nhưng sát thủ giết người đều là bởi vì có cố chủ thuê sát thủ đáng hận cố chủ đáng hận hơn ai biết thuê sát thủ giết thư dung không phải thư giới tu sĩ hoặc là các ngươi ngũ hành quan tu sĩ đã các ngươi không muốn giảng đạo lý vậy liền đánh đi tối nay chiến ra một cái con đường tới trấn nguyên nói song phương dương cung bạt kiếm một trận muốn ghi vào thiên đình sử sách nội loạn liền muốn bộc phát dừng tay hồng chân tuyệt thế lâu tại thiên không hiển hiện ra tường đỏ ngói hồng linh sơn thác nước giống như tiên cảnh điện ngọc hồng chân tuyệt thế lâu lâu chủ trang thái a đứng ở trên trời vung bút vạch một cái hai đại trận doanh ở giữa xuất hiện một đạo mực nước dòng sông đem bọn hắn đều tách ra đều thối lui đi chuyện tối nay dừng ở đây trang thái a thanh âm truyền vào mỗi một vị tu sĩ trong tai. Thiên đường giới phe phái tu sĩ trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng là nhìn thấy Mạc Hà nằm ngang ở phía trước kia, nhưng lại biết được bằng tu vi của bọn hắn, căn bản không có khả năng xông qua được đi. Thải Hà biệt viện. Thiên Tinh Văn Minh thần tổ nhìn ra xa treo ở hư không hồng trần tuyệt thế lâu, trên khuôn mặt già nua hiện ra tươi cười đắc ý, thiên cung rốt cục vẫn là xuất thủ ngăn trở đây hết thảy. Làm sao có thể không ngăn cản, tối nay trận chiến này thật muốn đánh đứng lên, Toàn bộ thiên đình đều được loạn. Chân lý thần điện điện chủ nói: "Thiên tinh văn minh thần tổ, rất có vài phần hang hái, nói, chí ít chúng ta đã đem thái độ truyền đạt đi lên, Hạo Thiên hẳn là rõ ràng phía sau này ý vị như thế nào. Cái này, Thư Thiên Si, thật là có mấy phần bản sự. Có thể bị thần tổ cấp bậc nhân vật đánh ra có mấy phần bản sự, tự nhiên là bởi vì hắn nhìn ra một ít gì đó. Trương Nhược Trần thi triển ra các loại bí thuật, có thể lừa gạt thánh cảnh tu sĩ, thế nhưng là làm sao có thể lừa gạt được trong thải hà biệt viện mấy cổ thần này. Chân lý thần điện điện chủ trong lòng đã có chỗ suy đoán, hướng nãy giờ không nói gì, như là lão tăng ngồi thiền vẫn thần đảo chủ trừng mắt liếc, khẽ hử một tiếng. Hồng chân tuyệt thế lâu long chủ, ngăn trở trận này xung đột, để thiên đường giới phe phái tu sĩ phẫn nộ trong lòng không chỗ phát tiết, thế là, nhao nhao tiến đến đao thần giới tu sĩ chỗ biệt viện. Bởi vì bọn hắn nghe nói tin tức, chỉ côn lôn đã chém giết đao thần giới hơn 10 vị đỉnh tiêm đại thánh, trong đó bao quát không thể nhịn được nữa mà lựa chọn xuất thủ ngọc trạch ngọc trạch vừa chết đao thần giới thế tục đỉnh tiêm cao thủ cơ hồ vẫn lạc hầu như không còn chỉ côn lôn dẫm tại từng bộ thi thể trên thân tiếp tục gọi trận đường đường đao thần giới liên chỉ có ngần ấy năng lực ta hôm nay cũng không phải là muốn đại khai sát giới chỉ là muốn cùng các ngươi đấu một trận vì đã từng chết tại trong tay các ngươi tu sĩ côn lôn giới lấy một cái công đạo đao thần giới tu sĩ toàn bộ đều trốn ở trong biệt viện rất nhiều tu sĩ đều thụ thương, đã không người còn dám xuất thủ. Chỉ côn lôn này có chút quỷ dị, chiến lực chợt cao chợt thấp, khi thì giết người, khi thì không giết. Mạnh thời điểm, cho dù là đối mặt hơn 10 vị đại thánh vây công, đều có thể thất bại. Yếu thời điểm, cùng vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh độc chiến, lại không cách nào một quyền đem nó giết chết. Michael, cổ na tiên tử, trật tự cung đại cung chủ bọn người lần lượt đuổi tới, số lớn thiên đường giới phe phái tu sĩ, vây quanh chỉ côn lôn. Michael vừa ở trong tay ngao ất bị thiệt lớn, nhu cầu cấp bách một trận đại chiến, vãn hồi mất đi tôn nghiêm, chủ động nghênh đón tiếp lấy. Cất giọng quát lớn, một cái địa ngục giới tu sĩ, dám tại thiên đình làm càn như vậy, thật sự cho rằng thiên đình không người dọn dẹp ngươi. Chỉ con lôn mỉm cười liếc mắt nhìn hắn, cười nói, chỉ bằng ngươi, thật đúng là không thu thập được ta. Ngươi nói cái gì? Michael 12 cánh cùng nhau triển khai, vô số lôi điện tử trong cánh chim bay ra, trải rộng thiên địa, sắc mặt vô cùng giữ tợn đến cực điểm. Chỉ côn lôn không sợ hãi, đàm tiếu nói, liền ngươi dạng này tâm tính cùng tu vi, ta đánh 10 cái cũng không thành vấn đề, như ngược heo chó. Thân là trên hồng trần tuyệt thế bảng cường giả, thân là tự do cung đại cung chủ, Mai Cơn chưa từng bị người như vậy khinh thị cùng nhục mạ qua. Hắn đùi phải sau đạp, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay hợp lại, đem đầy trời lôi điện ngương ở giữa hai tay, hóa thành một đạo lôi điện trường hà, hướng chỉ côn lôn công kích mà đi. Còn chưa chiến, tâm trước loạn, ngươi dạng này chỉ xứng khi dễ cảnh giới thấp tu sĩ cùng đỉnh tiêm cao thủ quyết đấu chết như thế nào cũng không biết chỉ côn lôn lắc đầu thi triển ra không gian Nazi, biến mất tại nguyên chỗ tiếp theo một cái chớp mắt hắn từ mai cơn sau lưng đi ra hơi hợt một trưởng bài xuất đi thẳng hướng mai cơn đỉnh đầu rơi xuống mai cơn tự nhiên không phải kẻ yếu trong nháy mắt làm ra ứng biến kế sách muốn né tránh nhưng hắn hoảng sợ phát hiện không gian thế mà bị đông cứng toàn thân không cách nào động đậy bị dưới sự bất đắc dĩ, hắn đành phải điều động lực lượng toàn thân, hội tụ ở phần lưng, tránh đi đầu yếu hại, không người đón đỡ. Bành. Chỉ côn lôn một trường này, đánh vào mai trên lưng, đem nó đánh cho tựa như chó giữ trục mùi đồng dạng, trùng điệp té ngã trên đất, ném ra một cái hình người hố to. Không chịu nổi một kích. Dừng tay. Một đạo thần âm, từ đằng xa chuyển đến. Chỉ côn lôn bị thần âm công kích, hai tay chảy ra máu tươi, thân thể tựa như gặp xét đánh, toàn thân mềm nhũn, nửa quy đến trên mặt đất trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ hai tôn thần linh từ trên trời giáng xuống trong đó một tôn là đao thần giới vu mã cửu hành một vị khác chính là thiên cung thần linh khuôn mặt già nua người mặc màu trắng thần bảo vu mã cửu hành nhìn một chút đầy đất tử thi khẽ nhíu mày hướng thiên cung vị kia thần linh nhìn lại nói địa ngục giới tu sĩ đi vào thiên đình đại khai sát giới theo thiên điều nên xử trí như thế nào xứng nhận ngũ lôi oanh đỉnh chi hình để hắn tan thành mây khói Michael từ trong hố lớn hình người chậm rãi đứng lên, đầy bụi đất, cắn một ngụm răng tràn đầy máu tươi, nói như thế. Tu sĩ địa ngục giới giết giới ta 14 vị đại thánh, xin mời thiên cung vì đao thần giới làm chủ. Xin mời thiên cung xử phạt tu sĩ địa ngục giới. Xin mời thiên cung lấy ngũ lôi oanh đỉnh chi hình, chém địa ngục giới kẻ xông vào. Đao thần giới tu sĩ, từ trong biệt viện nối đuôi nhau đi ra, nhau nhau ôm quyền, hướng hai vị thần linh khom mình hành lễ. Diêm vô thần ý thức cùng một hồn, Tại hai tôn thần linh đến đây thời điểm, chính là ẩn tàng đến trì côn lôn thể nội chỗ sâu, do trì côn lôn linh hồn của mình chiếm cứ nhục thân. Tu sĩ côn lôn giới đuổi tới, Cửu Thiên Huyền Nữ ngăn cản hai tôn trên người thần uy, từ trong đám người đi ra, nói: "Trì côn lôn chính là tu sĩ côn lôn giới, không phải địa ngục giới tu sĩ. Hắn cũng không có đại khai sát giới, chỉ là bình thường khiêu chiến, nếu không, đao thần giới làm sao lại mới chết như thế mấy cái đại thánh?" Thần linh ở đây, nơi này có ngươi nói chuyện địa phương sao? Michael trong hai con ngươi tuôn ra hai đạo cột sáng màu trắng hướng cửu thiên huyền nữ công kích đi qua. Cửu thiên huyền nữ trong tay xuất hiện một bản nho tổ thánh thư trên lưng hiện ra một đôi hỏa phượng vũ dực đỉnh đầu xuất hiện một tòa thần điện chín loại khác biệt lực lượng đồng thời bày biện ra đến đem Michael trong mắt tuôn ra hai đạo quang trụ hóa giải cửu thiên huyền nữ bất luận một vị nào đều khó có khả năng là Michael đối thủ thế nhưng là cửu nữ hợp nhất tu vi chiến lực lại có thể kéo lên mấy cái cấp độ Michael lộ ra một đạo dị dạng chi sắc, hiển nhiên là không ngờ rằng côn lôn giới còn có cường giả như vậy. Cho dù là không có đạt tới tuyệt thế quyền cấp độ, chỉ sợ cũng đạt đến leo lên hồng trần quyển trình độ. Một cái tại địa ngục giới chờ đợi ngàn năm tu sĩ, sợ là cũng sớm đã làm phản, đem chính mình coi là địa ngục giới một thành viên. Trật tự cung đại cung chủ, nói như thế. Đao thần giới một vị đại thánh nói, chỉ côn lôn là trương nhược trần chi tử, trong cơ thể của hắn, tất nhiên cũng chảy xuôi bất tử huyết tộc huyết mạch hắn là cự gian nghiệt chủng, tuyệt đối không thể lưu. Michael nói, địa ngục giới cùng thiên đình sắp khai chiến, chỉ côn lôn ở thời điểm này trở về thiên đình, khẳng định có mưu đồ, rất có thể là địa ngục giới nội ứng. Thiên đường giới phe phái tối nay mất hết mặt mũi, muốn đưa chỉ côn lôn vào chỗ chết, từ đó lật về một thành. Thần linh tự nhiên là phải có thần linh dáng vẻ, từ đầu đến cuối vu mã cửu hành đều không có mở miệng, đem quyền quyết định giao cho thiên cung thần linh. Thiên cung thần linh nói, tu sĩ côn lôn giới cũng tốt, Địa ngục giới tu luyện cũng được, đã có tranh luận, liền trước do bán thần tướng Trì Côn Lôn mang về Thiên cung, đợi điều tra rõ ràng đằng sau, lại định xử trí phương thức. Trong Thiên cung bộ thế lực rắc rối phức tạp. Vị này Thiên cung thần linh có thể cùng Vu Mã Cửu Hành cùng một chỗ đến đây, hiển nhiên là cùng Đao thần giới giao hảo. Nếu để cho hắn đem Trì Côn Lôn mang đi, Trì Côn Lôn há có thể sống qua tối nay. Tu sĩ Côn Lôn giới đều lộ ra thần sắc lo lắng, thế nhưng là thần linh làm ra quyết định, ai có thể làm trái? cho dù là cửu thiên huyền nữ đều bị vu mã cửu hành đặc biệt chiếu cố lấy cường đại thần lực đưa nàng ép tới không cách nào mở miệng nếu như ta không đồng ý đâu một đạo êm tai đến cực điểm như lại băng lãnh thấu xương thanh âm từ đằng xa chuyển đến bao quát vu mã cửu hành cùng thiên cung thần linh ánh mắt của mọi người nhao nhao tìm theo tiếng ném trông đi qua trên mặt biển đi tới một đạo uyển chuyển hàm xúc duy mỹ thân ảnh nàng người mặc tố y màu trắng trên thân không có bất kỳ cái gì lộng lẫy trang sức mái tóc đen dài chỉ là do một cây dây thường xanh thắt ở sau lưng không có uy thế cường đại không có lực lượng ba động tuy nhiên lại xinh đẹp lăng ba tiên tử khiến cho người nhìn một chút liền có cảm giác ngạt thở dù cho là cổ na tiên tử mỹ nhân như vậy cũng khó để đại thánh sinh ra tâm tình mãnh liệt như vậy ba động mai cơn hừ lạnh một tiếng ngươi coi chính mình là ai thần linh quyết định há lại ngươi có thể làm trái nàng thanh nhã trong môi đỏ phun ra hai chữ quỳ xuống bành mai cơn trùng điệp quỳ trên mặt đất xương bánh trẻ vỡ nát hắn không cách nào mở miệng chỉ có thể lấy ánh mắt kinh hãi nhìn về phía nữ tử tuyệt mỹ đã leo lên hòn đảo kia biết được chính mình nhìn lầm đối phương chính là thần linh đáng chết nếu là thần linh vì cái gì một chút khí thế đều không có không đúng nàng tựa như là mai cơn trong đầu hiện ra một vị thần linh thân ảnh lập tức trong lòng càng thêm hối hận bái kiến nữ hoàng tu sĩ côn lôn giới từng cái mừng rỡ không thôi hướng đến gần tới trì giao kho mình hành lễ. Trên đảo tu sĩ, không khỏi lộ ra vẻ giật mình, có kính, có sợ, cũng có hâm mộ. Trì giao tại trong thiên đình chư thần, nổi tiếng cực cao, không chỉ có vừa mới thành thần liền có thể sát thần, còn có được cùng nguyệt thần đánh đồng mỹ mạo, ngàn năm trước càng là một thân một mình chống đỡ lấy lung lay sắp đổ côn lôn giới. Không nghĩ tới trì giao nữ hoàng vậy mà thật xinh đẹp như vậy tuyệt luân, liền xem như trên cửu tiên mỹ nhân đồ những tiên tử kia, cùng nàng so ra, cũng đều kém một chút có không ít tu sĩ xa xa nhìn lại, trong lòng sinh ra ý niệm như vậy. Nhưng, lời như vậy, bọn hắn là vô luận như thế nào cũng không dám nói ra. Thần linh, chỉ có thể ngưỡng mộ, không thể xem xét. Quỳ một chân xuống đất, đau khổ trèo trống chỉ côn lôn, cắn chặt hàm răng, nhìn trước mắt nữ tử này, tâm tình vô cùng phức tạp, đáng chát khó hiểu. Chính là nữ tử này, đem hắn cùng muội muội nuôi lớn. Lúc nhỏ, hầu ở bên cạnh bọn họ, cho bọn hắn giảng cổ lão thần thoại, nhìn thiên ngoại ngôi sao, dạy bọn họ tốt nhất công pháp, cho tốt nhất tài nguyên tu luyện, nhưng vì cẩn thận. Lúc kia, Trì Giao là người hắn tôn kính nhất, sùng bái nhất. Nhưng, chính là Trì Giao lại lừa gạt hắn cùng muội muội Nói cho bọn hắn, bọn hắn không có cha mẹ, là Trương Nhược Trần giết chết cha mẹ của bọn hắn. Cố cừu hận này, nương theo bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thật sâu khắc vào trong lòng. Sau khi hắn muốn chính tay đâm Trương Nhược Trần, báo thù cho cha mẹ thời điểm, mới hiểu chân tướng chính mình vẫn muốn giết chết cừu nhân, lại là phụ thân của mình. Mà vị nữ hoàng chính mình tôn kính nhất cùng sùng bái nhất kia, lại là mẹ của bọn hắn. Thế nhưng là vị mẫu thân này, lừa bọn hắn hơn 10 năm. Chỉ côn lôn bị diêm vô thần mang đến địa ngục giới về sau, kỳ thật tương đương tự do, hoàn toàn có thể trở về côn lôn giới. Nhưng là, hắn không biết nên như thế nào đối mặt trì giao, nên lấy một loại gì phương thức đối mặt. Là nên nghĩ thêm đến nàng đã từng tốt, tiếp tục tôn kính nàng hay là nên bởi vì sự lừa gạt của nàng mà hận nàng. Càng nghĩ, chỉ côn lôn càng là bi thương. Dù sao vị này nữ hoàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình có con cái, càng sẽ không thừa nhận con cái của mình, chính là cùng nguyên hội cự gian trương nhược trần cùng một chỗ sinh hạ. Vu mã cửu hành không có chút nào đem vị này côn lôn dưới nữ hoàng để vào mắt, thản nhiên nói, nữ hoàng đây là muốn cùng thiên cung đối nghịch hay là muốn đối kháng thiên điều. Chỉ giao cũng không có đem hắn để vào mắt, đi đến chỉ côn lôn bên cạnh. Lập tức, chỉ côn lôn toàn thân chợt nhẹ đè ở trên người cỗ thần lực cường đại kia biến mất không thấy gì nữa chỉ côn lôn ngẩng đầu nhìn lại trông thấy chỉ dao trong hai con ngươi mang theo một đạo tràn ngập yêu mến nhu sắc nhưng rất nhanh liền lại biến mất hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không bị hoa mắt trở về liền tốt nàng nhô ra một bàn tay muốn kiểm tra mặt chỉ côn lôn thế nhưng là cử đi một nửa nhưng lại thu về nói đi theo ta đi nếu trở về về sau thuận tiện cũng may thiên đình tu luyện không ai có thể đem ngươi thế nào. Nếu hoàng đây là thật muốn cùng thiên điều đối kháng. Vu mã cửu hành gọi được trì giao trước người, hơi hợt vừa đứng, lại như hóa thành một tòa thần sơn đứng ở đó. Trì giao rốt cục nhìn thẳng vào hắn, nói, trì côn lôn là tu sĩ côn lôn giới, danh tự vẫn luôn tại công đức tinh côn lôn giới trên công đức bộ. Không phải là các ngươi một câu, liền có thể định hắn là địa ngục giới tu sĩ. Ai nói tại côn lôn giới trên công đức bộ, liền nhất định là tu sĩ côn lôn giới. Chỉ côn lôn thân phận, vẫn luôn là một điều bí ẩn ai biết thân phận chân thật của hắn đến cùng là cái gì vua mã cửu hành liệu định trì giao không dám công bố chỉ côn lôn thân thế cho nên không có sợ hãi hôm nay là nhất định phải mượn thiên điều vì đao thần giới chết đi đại thánh báo thủ trì giao trên khuôn mặt ngưng bạch như ngọc hiện ra một đạo dáng tươi cười nụ cười kia giống như có thể điên đảo chúng sinh để vô số tu sĩ sau khi xem đều mất hồn mất vía nàng cất giọng nói hôm nay bán thần liền ở chỗ này tuyên cáo chỉ côn lôn chính là ta chỉ giao nhi tử, càng là côn lôn giới tương lai đế hoàng. Ai còn dám chỉ trích hắn một câu, không thể nghi ngờ là nhục nhã bản thân, giống như cùng như hắn. Bành. Chỉ giao phất tay vỗ xuống đi, đem quỳ gối một bên Michael, cơn, đánh cho sụp đổ mà ra, hóa thành một đám huyết vụ. Lúc trước hắn nói con trai ta là nghiệt chủng, đây cũng là hạ tràng. Vứt xuống câu nói này, chỉ giao mang theo chỉ côn lôn, rời đi nơi đây, không người dám ngăn cản. Trên đảo tu sĩ, nhìn một chút đầy đất huyết vụ, lại nhìn một chút rời đi chỉ giao cùng chỉ côn lôn, trong lúc nhất thời, đúng là rung động phải nói không ra nói tới. Ở trước mặt chân thần, Mai Cơn dạng này thân phận cùng tu vi nhân vật, cùng sâu kiến đồng dạng, nói giết liền giết. Quá bá đạo, quá cường thế, chỉ côn lôn lại làm sao không sợ hãi. Làm sao cũng không nghĩ đến, chỉ giao vậy mà ngay trước thiên hạ tu sĩ trước mặt, tuyên cáo thân phận của hắn. Cái này, để tâm tình của hắn, trở nên càng thêm mâu thuẫn cùng phức tạp trở lại tu sĩ côn lôn giới ở lại biệt viện. Chỉ giao đột nhiên dừng bước, nói, chính mình ra đi. Chỉ côn lôn đứng ở sau lưng nàng, không dám mở miệng nói chuyện. Bỗng dưng, chỉ giao như thiểm điện xuất thủ, một chỉ điểm tại chỉ côn lôn mi tâm, đem diêm vô thần một đạo hồn ảnh, cưỡng ép lôi kéo đi ra, nói, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào. Chỉ côn lôn lộ ra một vòng vẻ bối rối, vội vàng nói, nữ hoàng, không nên giết sư tôn. Diêm vô thần hồn ảnh, lại không sợ hãi, cười nói, làm sao còn gọi nữ hoàng nên đổi giọng gọi mẫu thần lập tức diêm vô thần tìm tới một tấm băng ghế đá đi qua ngồi xuống nói chỉ giao ngươi sẽ không giết ta muốn giết tại đao thần giới biệt viện ngươi liền sẽ đem ta hồn rút ra đi ra giao cho thiên cung thần linh xử trí mà không phải chờ tới bây giờ bành diêm vô thần dưới thân băng ghế đá sụp đổ mà ra hóa thành bột đá rơi vào đường cùng diêm vô thần đành phải đứng người lên đón lấy chỉ giao hai ánh mắt lạnh như băng kia nói ngươi có thể vì trương nhược trần sinh hạ con cái đồng thời còn dám thừa nhận chuyện này cái này cần lớn lao dũng khí nói rõ ngươi yêu mình sâu đậm con cái càng yêu tha thiết hơn lấy trương nhược trần thế nhưng là vì cái gì các ngươi lại trở thành bỏ mình cừu địch mỗi người một ngả ngươi có nghĩ tới hay không vấn đề xuất hiện ở trên người của ngươi nam nhân ai ưa thích giống như ngươi nữ nhân lạnh như băng ngươi như còn dám nhiều lời một chữ bán thần nhất định chém ngươi chỉ giao nói. Diêm Vô Thần nói, ngươi sẽ không giết ta, ta đây chỉ là một đạo hồn mà thôi, diệt đạo hồn này, hoàn toàn chính xác sẽ ảnh hưởng ta tu hành, nhưng là giết ta không được chân thân. Nhưng là, ngươi bỏ ra đại biểu, lại là đắc tội toàn bộ Hắc Ám Thâm Uyên Diêm Thị. Hắc Ám Thâm Uyên Diêm Thị vẫn luôn không thèm để ý Thiên Đình cùng Địa Ngục tranh đấu, cùng Côn Lôn giới cũng không phải là địch nhân. Lấy Côn Lôn giới tình thế bây giờ, hẳn là cũng không muốn chống rỗng cho mình cây cường địch a. À. Thứ yếu ngươi hủy đạo của ta hồn này, côn lôn cũng sẽ hận ngươi. Chỉ giao, kỳ thật chúng ta không chỉ có không phải địch nhân, thậm chí có thể làm minh hữu. Ngươi nếu là đối chương nhược trần còn có hứng thú, ta cũng có thể nghĩ biện pháp cho các ngươi sáng tạo điều kiện. Diêm vô thần lập tức ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện đỉnh đầu treo một thanh kiếm, cười nói, nữ hoàng bớt giận, ta lúc này đi, không nói, không nói. Trở về, ai cho phép ngươi đi? Chỉ giao quát tháo một tiếng, thông báo tiếp một chút, ngày mai. Giống như chính là hôm nay, ngày 26 tháng 4, cá con sẽ ở khoái thủ bên trên phát sóng trực tiếp. Quy quy đọc bên kia, hôm nay trả lại cho ta phát một 000 khối tiền, làm phát sóng trực tiếp thời điểm hồng bao, mọi người có thể đến lúc đó đoạt một đoạt. Đúng, còn có khác một chút phần thưởng, cái gì sách điện tử loại hình, đến lúc đó tay người nào nhanh nhanh, ai. 8 giờ tối, khoái thủ tìm kiếm duyệt văn tác gia. Là duyệt văn tác gia, không phải duyệt đọc tác gia. Rời đi thiên hà chính là minh mông vô biên tinh không. Liếc nhìn lại, ức vạn tinh thần như là trên miếng vải đen bảo thạch đồng dạng lấp lóe, nhưng lại vắng vẻ không gì sánh được, hắc ám mà băng lãnh. Trương Nhược Trần trung quy là không thể đuổi kịp ân nguyên thần, bị hắn đào thoát. Không thể không nói, làm dưới thần cảnh đệ nhất sát thủ, ân nguyên thần cho dù thương thế nghiêm trọng, chạy chối chết bản sự vẫn như cũ là đỉnh tiêm trình độ. Coi như Ngụy Thần muốn giết hắn, đoán chừng đều rất khó. Tối nay trận chiến này, Trương Nhược Trần có rất lớn mục đích, cũng là vì giết thương tử cự. Thương tử cự nhưng vẫn không có hiện thân, cái này khiến Trương Nhược Trần sinh ra dự cảm cực kỳ không ổn. Cần biết, Trương Nhược Trần không chỉ có có được chân lý chi tâm, càng tu luyện ra vô cực thánh ý, trong lòng sinh ra dự cảm, cũng không phải vọng tưởng cùng suy đoán, tất nhiên là điểm đại hung. Vì xu lợi tị hung, Trương Nhược Trần quả quyết chọn rời đi thiên đình. Bởi vì cùng Diêm Vô Thần ước định cẩn thận tại vô định thần hải hội hợp, cho nên tiến vào trong tinh không, Trương Nhược Trần chính là bay thật nhanh, hướng thông hướng vô định thần hải trùng động tiến đến. Vũ trụ rộng lớn, vô biên vô hạn, đây là một trận dài rằng giặc mà cô quạnh đường đi. Không biết phi hành bao lâu, cách thiên đình càng ngày càng xa, thế nhưng là, Trương Nhược Trần bất an trong lòng, không chỉ có không có biến mất, ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp, chẳng biết lúc nào hướng trên đỉnh đầu, xuất hiện một viên ngôi sao to lớn. Cho dù còn cách xa nhau mấy ngàn dặm, cũng có thể trông thấy có một đạo thân ảnh nho nhỏ, đứng tại trên tinh thần là một viên đã suy sụp hấp dẫn thần tọa tinh cầu chỉ có phổ thông hành tinh lớn nhỏ trên tinh cầu sông núi dày đặc đỏ cát ngàn dặm ngươi vội vội vàng vàng như thế rời đi thiên đình là muốn đi địa phương nào Thương tử cự đứng tại trên tinh cầu một đầu màu nâu đỏ sơn lĩnh đỉnh chóp phía sau sông ra một đạo vô cùng to lớn hồn ảnh cao tới ngàn dặm giống như tinh không như người khổng lồ cúi nhìn trương nhược trần trương nhược trần biết được thân phận của mình tất nhiên đã bị hắn nhìn thấu nói ngươi là từ thiên đình một đường theo tới hay là đã sớm ở chỗ này chờ cái này còn trọng yếu hơn sao thương tử cự nói trương nhược trần nói đương nhiên trọng yếu thương tử cự đoán được trương nhược trần tâm tư nói ta sẽ không nói cho ngươi đáp án chính ngươi phán đoán đáp án hoàn toàn chính xác trọng yếu nếu như thương tử cự là đã sớm chờ ở chỗ này nói rõ hắn là đã sớm khám phá trương nhược trần thân phận biết được mai cơn cùng ân nguyên thần bọn người lưu không được trương nhược trần càng đoán được trương nhược trần muốn từ vô định thần hải trở về địa ngục giới cho nên mới chờ ở tiến đến vô định thần hải trên con đường phải đi qua nếu như thương tử cự là từ thiên đình một đường đi theo trương nhược trần lại tới đây tình huống sẽ càng thêm hỏng bét bởi vì lấy trương nhược trần giờ này ngày này tu vi đừng nói dưới thần cảnh tu sĩ liền xem như tuyệt đại đa số ngụy thần muốn lặng yên đi theo phía sau hắn đều là việc không thể nào nói rõ cái gì nói rõ tới không vẻn vẹn có thương tử cự còn có thần linh Trương Nhược Trần nói, chỉ bằng ngươi muốn giết ta, chỉ sợ còn làm không được a. À. Chỗ tối tu sĩ còn có tất yếu tiếp tục ẩn tàng sao? Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta không giết được ngươi? Ngươi bị Ân Nguyên Thần Vu Thần kiếm chém chúng, hẳn là bị thương không nhẹ a. À. Thẩm Phán Thần Sứ Thần Hồn sụp đổ, ngươi hẳn là cũng chịu ảnh hưởng. Thương Tử Cự lại nói, bất quá vì thể hiện đối với ngươi coi trọng, ta vẫn là mời mấy vị cường giả đỉnh cao trợ trận. Mặt khác ba cái phương vị riêng phần mình bay ra một ngôi sao trên tinh thần đều có một vị thập nhị dực thiên sứ người mặc trắng, đỏ, đen ba loại màu sắc áo giáp trên thân bạo phát đi ra khí tức đem ba ngôi sao nhóm lửa chính là thiên đường giới ba vị thiên sứ hoàng kế hoạch bán thần mở ra trước đó bọn hắn ba vị chính là thiên đường giới giới thần cảnh mạnh nhất đã trải qua kế hoạch bán thần ba vị thiên sứ hoàng tu vi nâng cao một bước đã là bước vào tiếp cận nguyên hội cấp nhân vật đại biểu cấp độ bốn cái phương vị bốn ngôi sao đều là tuôn ra thần khí, hóa thành tinh cầu tầng khí quyển. Đồng thời, mặt ngoài tinh cầu hiện ra từng đầu thần hà, xen lẫn thành đường vân cổ lão. Trên bốn viên tinh cầu đường vân nối thành một mảnh, hóa thành một tòa trận pháp khổng lồ. Bốn viên tinh cầu đều là thần tọa tinh cầu, mặc dù đã suy sụp hấp dẫn, thế nhưng là nội bộ thần khí còn không có hao hết, làm trận pháp cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Trương Nhược Trần nếm thử điều động lực lượng không gian, lại phát hiện không gian giống như hóa thành một bãi nước đọng đã mất đi hoạt tính hắc thiên sứ hoàng lơ lửng tại một ngôi sao trên không trên thân phát ra hùng hậu thánh khí đem đường kính vạn dặm tinh thần khổng lồ bao phủ hóa thành tinh thể màu đen hắn nói đừng uổng phí sức lực trương nhược trần từ cự sớm đã nhìn thấu thân phận của ngươi cho nên chúng ta đến có chuẩn bị ngươi trốn không thoát không gian đã bị trận pháp giam cầm trương nhược trần các ngươi có phải hay không nhận lầm người trương nhược trần nói tương tử cự nói trước đó ta còn thực sự không dám trăm phần trăm khẳng định là ngươi, nhưng khi ngươi lại tới đây, muốn đi hướng vô định thần hải thời điểm, trong nội tâm của ta lại không lo nghĩ. Trương Nhược Trần tại ngàn năm trước liền đã vẫn lạc, các ngươi thiên đường giới bất quá chỉ là muốn là giết ta, tìm một cái cớ mà thôi. Nơi này là thiên đình chỗ tinh không, Trương Nhược Trần là vô luận như thế nào cũng không thể thừa nhận thân phận của mình, để tránh lưu lại đầu đề câu chuyện. Thương tử cự nở nụ cười, nói, ngươi biết, ta tại sao vậy đến nơi đây mới động thủ. Mà không phải tại thiên đình, Ta còn thực sự có mấy phần hiếu kỳ." Trương Nhược Trần nói. Tương tử cự ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, nói, "Bởi vì ta biết, vô luận thiên đường giới tại thiên đình điều động sức mạnh mạnh cỡ nào, cũng không giết được ngươi. Thời khắc mấu chốt, Thái thượng tất nhiên sẽ hiện thân cứu ngươi. Muốn giết ngươi, nhất định phải chờ đến ngươi rời đi thiên đình mới có thể làm đến." Đúng là như thế, ta mới khiến cho Michael tên ngu ngốc kia chủ trì vây công thanh lê viên kế hoạch, hắn khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, ngươi nhất định có thể thoát thân." ngươi giết ta chi tâm càng như thế mãnh liệt trương nhược trần nói thương tử cự bỗng nhiên có ngửa mặt lên trời cười dài cắn răng nói giết ngươi ta đâu chỉ muốn giết ngươi ta hận không thể đưa ngươi rút gân lột ra hóa cốt luyện hồn lúc đầu ta coi là ngươi đã chết trong lòng một mực tiếc nuối không thôi trời xanh có mắt trời xanh có mắt a rốt cục cho ta tự mình đưa ngươi giết chết cơ hội động thủ tam đại thiên sứ hoàng trong tay đều cầm một thanh cổ kiếm bay về phía trương nhược trần trong cơ thể của bọn hắn tuôn ra đại lượng thánh đạo quy tắc, đều vượt qua 25.000 tỷ đạo, bày biện ra ba loại khác biệt đạo vực. Hắc Thiên Sứ Hoàng trong đạo vực đang đứng một tòa thánh tháp màu đen, chừng 3 vạn 3333 tầng, cao tới 100.000 trượng, có vô số lôi điện màu đen quay chung quanh thánh tháp xuyên thẳng qua. Bạch Thiên Sứ Hoàng đạo vực là một tòa xương trắng mênh mông biển mây, trong nháy mắt bao trùm mấy vạn dặm tinh không, đem trưng Nhược Trần bao khỏa ở bên trong. Trong biển mây, bày biện ra thần nữ ngắm trăng, thất long sang sông thiên hà tinh hải vân vân kỳ dị huyễn tượng xích thiên sứ hoàng đạo vực thì là một viên vi hình hàng tinh phát ra nhiệt độ cao tới 400.000 cấp quang mang bỏng mắt đến cực điểm không người dám nhìn thẳng hắn ba tòa đạo vực đồng thời ép hướng trương nhược trần trong đạo vực quy tắc ngưng tụ làm hàng trăm hàng ngàn loại thánh thuật trương nhược trần cầm trong tay chiến kiếm thân hình không ngừng thiểm di đem bay tới thánh thuật phá giải chợt cao tới ba vạn ba tầng thánh tháp màu đen đè ép xuống trọng lượng không biết đạt tới loại tầng thứ nào dưới đáy tháp vô số thánh đạo quy tắc lưu động hình thành từng đầu dòng sông màu đen trương nhược trần như là đưa thân vào trong vòng xoáy thân bất do kỷ bị thánh tháp màu đen từ đáy tháp thu vào chấn áp lại hắc thiên sứ hoàng lộ ra nét mừng lập tức vận chuyển toàn thân thánh khí hai tay hư ôm đem thánh tháp màu đen hướng về thu lấy cẩn thận xích thiên sứ hoàng kinh hô một tiếng chỉ gặp tòa cự tháp màu đen kia chấn động mãnh liệt tùy theo xuất hiện từng đạo vết rách. Soạt. Một đạo sáng chói đến cực điểm kiếm quang, giống như chùm sáng đồng dạng, phân biệt từ đỉnh tháp cùng đáy tháp sông ra. Đến hàng vạn mà tính kiếm khí, từ trong cột ánh sáng, bắn ra, đem một trăm nghìn trượng tháp cao, xé rách thành mảnh vỡ. Trương Nhược Trần từ hắc tháp trong mảnh vỡ sông ra, huy kiếm hướng hắc thiên sứ hoàng chém xuống, lôi ra một đạo kiếm khí quang hổ. Khoảng cách quá gần, hắc thiên sứ hoàng căn bản không kịp tránh lui. Tăng thêm đạo vực bị phá, hắc thiên sứ hoàng chịu nhất định thương tích ở vòng ngắn ngủi trạng thái hư nhược đành phải đem một tấm hộ thân phù lục đánh ra ngoài trong hộ thân phù lục xông ra đại lượng phù văn cùng thiên địa quy tắc tương liên hóa thành một đạo màn sáng bành trương nhược trần một kiếm này trung điệp bổ vào trên màn sáng đem màn sáng vỡ ra một đạo vết nứt không có khả năng tấm hộ thân phù lục này chính là phù đạo thiên sư luyện chế ra đến bản hoàng thế nhưng là hao tốn giá trên trời mới mua được làm sao có thể dễ dàng như thế liền bị phá vỡ. Hắc Thiên Sứ Hoàng rung động trong lòng, nhưng cũng nhìn ra nguyên nhân. Trương Nhược Trần một kiếm này, ẩn chứa lực lượng không gian, là kiếm đạo cùng không gian chi đạo kết hợp. Phù lục phòng ngự tuy mạnh, thế nhưng là cuối cùng vẫn là ở trong không gian. Không gian một khi bị xé nứt, phù lục hình thành phòng ngự, tự nhiên cũng bị xé mở. Mắt thấy Hắc Thiên Sứ Hoàng liền bị kiếm quang chém trúng, Xích Thiên Sứ Hoàng từ phía sau bay tới, vi hình hàng tinh đập tới, cùng Trương Nhược Trần đụng vào nhau. Trương Nhược Trần bay rớt ra ngoài, lỗi lạc mà đứng, thế nhưng là toàn thân đều đang chảy máu. Cũng không phải là sích thiên sứ hoàng thương tổn tới hắn, mà là vết thương cũ tái phát. Đặc biệt là vai phải đến sườn trái, nơi đó từng bị ân nguyên thần một kiếm chém ra, hiện tại xuất hiện một vòng vết máu, phẳng phất Trương Nhược Trần thân thể lại phải một lần nữa cắt thành hai đoạn. Ân nguyên thần chui kia vu thần kiếm vô cùng quỷ dị, ẩn chứa cổ lão vu thuật lực lượng, đổi lại đại thánh khác, chúng một kiếm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Nhược Trần là bởi vì luyện hóa Bạch Thương huyết thổ, tăng thêm có được hỗn độn âm dương ngũ hành nhục thân mới có thể sống sót. Nhưng là vẫn còn chưa kịp luyện hóa xâm nhập thể nội vô lực. Cùng Tam Đại Thiên Sứ Hoàng dạng này cường giả đỉnh cao giao phong, nhất định phải toàn lực ứng phó, tự nhiên cũng liền dẫn đến nhục thân sụp đổ, thương thế chuyển biến xấu. Hắc Thiên Sứ Hoàng đã là khôi phục lại, đem 3 vạn 3333 tầng tháp cao màu đen, một lần nữa ngưng tụ ra, lòng vẫn còn sợ hãi nói: thật là lợi hại không gian tạo nghệ, đều đã sử dụng trận pháp cầm giữ không gian, hắn thế mà còn có thể bổ ra đáng sợ như vậy một kiếm. Một mực không có xuất thủ thương tử cự, thản nhiên cười nói, ngoại trừ không gian trưởng khống giả, ai có thể làm đến. Hiện tại các ngươi tin tưởng ta suy đoán đi, nếu như hắn không phải Trương Nhược Trần, chẳng lẽ còn là địa ngục giới diêm vô thần. Ta nhìn, hắn không chỉ có là không gian trưởng khống giả, còn trong tay nắm giữ không gian áo nghĩa. Xích thiên sứ hoàng hai mắt tựa như hỏa cầu đồng dạng, nhìn thẳng Trương Nhược Trần. Bạch Thiên Sứ Hoàng nói, thật sự là hắn bị thương cực nặng, hôm nay nhất định phải đưa hắn lên đường, nếu không, tương lai tất thành thiên đường giới họa lớn. Tương lai, hắn hiện tại, đã là thiên đường giới họa lớn. Thương tử cự nói, tam đại thiên sứ hoàng lần nữa công ra. Thương tử cự không có xuất thủ, lưu tại trên tinh cầu, hai tay hơi nâng, toàn thân nở rộ ngũ thải quang hoa, lấy cường đại tinh thần lực điều khiển trận pháp, lấy trận pháp lực lượng áp chế Trương Nhược Trần. Hắn cho là, lấy Trương Nhược Trần trạng thái hiện tại, trong Tam đại thiên sứ hoàng bất kỳ một cái nào đều mạnh hơn hắn. Tam hoàng liên thủ, đủ để đem hắn vây giết. Hẳn là đề phòng chính là, Trương Nhược Trần tại thập tử vô sinh thời điểm, tự bạo thánh nguyên cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Sử dụng trận pháp, mới có thể áp chế Trương Nhược Trần tự bạo thánh nguyên hình thành lực hủy diệt. Trương Nhược Trần không có lựa chọn cùng Tam đại thiên sứ hoàng liều mạng, đem vô cực thánh ý dung nhập thân pháp thánh thuật, cấp tốc lui lại, lấy ra một bộ ẩn chứa thần linh khí tức đồng quan, đem nắp quan tài một trường vỗ mở trong quan tài bay ra đếm mãi không hết phệ thần trùng hóa thành một mảnh trùng vân hướng bạch thiên sứ hoàng bay đi chút tài mọn cũng dám lấy ra đối phó bản hoàng bạch thiên sứ hoàng chống lên đạo vực muốn đem trùng vân ngăn cản ở ngoài đạo vực đừng nói là một mảnh trùng vân chính là một chi thánh thú tạo thành đại quân đều mơ tưởng công phá nàng đạo vực nhưng mà để nàng kinh ngạc là trùng vân có được không có gì sánh kịp thôn phệ lực lượng trực tiếp gặm nuốt đạo vực nuốt mất nàng thánh đạo quy tắc cùng thánh khí căn bản là không có cách ngăn cản. Là phệ thần trùng, Bạch Thiên Sứ Hoàng không hổ là trong thánh cảnh cường giả số một, cấp tốc chấn định lại, chiến kiếm trong tay chém ngang ra ngoài, thi triển ra một loại vô thượng cấp cao giai thánh thuật kiếm pháp. Một kiếm vung ra, ngàn vạn kiếm khí như là mưa sao băng đồng dạng, xông vào trùng vân. Bạch Thiên Sứ Hoàng một kiếm này không thể bảo là không mạnh, thế nhưng là, vẻn vẹn đem trùng vân đánh tan, bị giết chết phệ thần trùng, có thể nói ít càng thêm ít. Trùng vân rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ ra, tiếp tục công kích nàng đạo vực bạch thiên sứ hoàng thần sắc rốt cục trở nên ngương trọng ý thức được trương nhược trần thả ra trùng vân không phải bình thường không dễ dàng như vậy ứng đối ngàn năm qua phệ thần trùng đem trong quan tài đồng nửa cỗ thần thi cơ hồ gặm ăn hầu như không còn cần biết nửa cỗ thần thi kia có mấy ngàn dặm dài như một viên tinh cầu lớn nhỏ ẩn chứa kinh khủng thần độc khiến cho phệ thần trùng tiến hóa mấy cái cấp độ hiện tại bọn chúng từng cái đều là thánh trùng lại số lượng khổng lồ ta đến giúp ngươi một tay. Xích Thiên sứ Hoàng phóng xuất ra nhiệt độ cao tới 400.000 cấp hỏa diễm, hóa thành một mảnh nóng rực hỏa vân, tuôn hướng bầy trùng. Hỏa vân trung tâm, lơ lửng có một viên vi hình hàng tinh, quang mang chói mắt đến cực điểm, giống như có thể phần luyện tinh hải. Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị, ngón tay huy động, đem đã sớm lơ lửng lên đỉnh đầu Tàng Sơn Ma Kính đánh ra ngoài. Ma Kính Chí Tôn Minh Văn đều khôi phục, phóng xuất ra không kém gì Ngụy Thần Thần Uy Uy năng, kính thể trở nên mấy vạn trượng dài, như một tòa sóng gợn lăn tăn hồ nước và chạm hướng hỏa vân soạt tàng sơn ma kính cùng vi hình hằng tinh đụng vào nhau từng cái hỏa cầu hướng bốn phương tám hướng bay ra ngoài hai cỗ cường đại lực lượng cũng không có rằng co bao lâu tàng sơn ma kính mặt kính bộc phát ra một cỗ hút vào lực lượng đem xích thiên sứ hoàng đánh ra hỏa diễm liên tục không ngừng thu nạp vào đi trong kính không gian to lớn như là động không đáy bị thu nạp còn có xích thiên sứ hoàng trong đạo vực thánh đạo quy tắc xích thiên sứ hoàng sắc mặt biến hóa vội vàng thôi động trong tay chiến kiếm kích phát ra trong kiếm minh văn đưa nó đánh ra muốn chém phá tàng sơn ma kính đối với vi hình hàng tinh áp chế nhìn thấy tàng sơn ma kính thương tử cự cùng tam đại thiên sứ hoàng cũng không tiếp tục nghi thư thiên si thân phận chân thật trương nhược trần sở dĩ sử dụng tàng sơn ma kính mà không sử dụng từ thụy á giới tu sĩ nơi đó cướp đoạt mà đến kim cương nguyệt luân chính là bởi vì hắn còn không có khống chế kim cương nguyệt luân khí linh chỉ là đem khí linh áp chế cùng phong ấn đứng lên. Một kiện không cách nào cùng khí linh hợp tác trí tôn thánh khí, bạo phát đi ra uy lực, chỗ nào so ra mà vượt sớm đã có thể tùy tâm sử dụng vận dụng tàng sơn ma kính. Giờ phút này, trí tôn thánh khí uy lực ở trong tay Trương Nhược Trần hoàn toàn bày ra, ép tới xích thiên sứ hoàng khó mà chống đỡ, hỏa diễm, thánh khí, thánh đạo quy tắc bị liên tục không ngừng lấy đi. Xích thiên sứ hoàng đánh ra chiến kiếm, bị trong tàng sơn ma kính bay ra một tòa ma sơn, đụng bay ra ngoài. Thương tử cự nhìn ra Sích Thiên sứ Hoàng quẫn cảnh, tâm niệm vừa động, một thanh kiếm màu đỏ như máu từ trong cơ thể hắn bay ra, mang theo một mảnh huyết vân, bay về phía Sích Thiên sứ Hoàng. Sích tử kiếm mượn ngươi. Sích tử kiếm đã thuế biến đến chí tôn thánh khí cấp bậc, phát ra huyết quang, chiếu rọi tinh không. Huyết khí nồng hậu dày đặc đến ngưng tụ thành thể lỏng, hóa thành hải dương màu đỏ ngòm. Sích Thiên sứ Hoàng đại hỉ, dẫn động trong khí hải thánh khí hóa thành một đầu hỏa diễm thánh khí dòng sông, xông vào Sích tử kiếm lập tức lơ lửng giữa trời sao xích tử kiếm kiếm thể giống như thông thiên thần trụ hóa thành mấy trăm dặm dài trí tôn chi lực hình thành chiều tịch gợn sóng chấn động đến 10 vạn dặm bên ngoài không gian đều đang rung động oanh xích tử kiếm chém xuống cùng tàng sơn ma kính đụng nhau được sự giúp đỡ của trí tôn thánh khí xích thiên sứ hoàng đổi bị động làm chủ động đem trương nhược trần hoàn toàn áp chế xuống bốn viên tinh cầu tạo thành trận pháp cực kỳ cao minh xuất từ trận pháp thiên sư tri thủ tại thương tử cự điều khiển dưới trong trận bay ra lít nha lít nhít vô hình xiềng xích quấn quanh trên người trương nhược trần áp chế hắn lực lượng khiến cho hắn hoàn toàn không cách nào động đậy trương nhược trần thương thế trên người lần nữa chuyển biến xấu máu tươi như suối đồng dạng trào ra ngoài tại dưới tình huống nguy cấp như vậy trương nhược trần đã không cách nào tiếp tục giấu rốt các loại thủ đoạn đều thi triển đi ra liền ngay cả thể nội 10.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc cũng là phóng thích mà ra hắn làm sao mới tu luyện ra 10.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc chẳng phải là nói tu vi của hắn còn không có đạt tới vô thượng cảnh ngay tại điều khiển xích tử kiếm xích thiên sứ hoàng trong lòng chấn động vô cùng dựa theo trương nhược trần bạo phát đi ra chiến lực xích thiên sứ hoàng vẫn cho là hắn tu luyện ra được thánh đạo quy tắc chí ít cũng nên tiếp cận 30.000 tỷ đạo mới đúng cho dù là thương tử cự cũng đều nao nao lập tức thì thầm đây cũng quá bất khả tư nghị lấy chỉ là vạn tử nhất sinh cảnh tu vi lại có thể giết chết thẩm phán thần sứ trọng thương ân nguyên thần tin tức này nếu là truyền đi sợ là thần linh cũng sẽ không tin tưởng mà lại hiển nhiên trương nhược trần tu vi còn không có đạt tới vạn tử nhất sinh cảnh cực hạn một khi đạt tới vạn tử nhất sinh cảnh cực hạn lại được mạnh đến mức nào nếu là đột phá đến vô thượng cảnh ngưng tụ ra vô thượng pháp thể dưới thần cảnh ai còn có thể làm đối thủ của hắn nguyên lai tu vi cảnh giới của hắn yếu như vậy như vậy xem ra đánh giá cao hắn thẩm phán thần sứ cùng ân nguyên thần thật đúng là ngã được oan uổng ta đi chém hắn triệt để diệt trừ tai họa này. Hắc Thiên Sứ Hoàng cười một tiếng dài, vòng qua chính kịch liệt đụng nhau hai kiện trí tôn thánh khí, bay về phía Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu. Nếu như Trương Nhược Trần thật tu luyện ra 30.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, đạt tới nguyên hội cấp đại biểu cấp độ, Hắc Thiên Sứ Hoàng có lẽ thật đúng là sẽ vô cùng kiêng kỵ. Nhưng, Trương Nhược Trần mới tu luyện ra 10.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc mà thôi, hoàn toàn là dựa vào một chút thủ đoạn quỷ dị, mới thắng thẩm phán thần sứ cùng ân nguyên thần. Không có tuyệt đối tu vi cơ sở, chỉ cần cẩn thận đề phòng dù là trương nhược trần có bất kỳ thủ đoạn quỷ dị cũng không đủ gây cho sợ hãi cẩn thận một chút trương nhược trần nhục thân lực lượng cường đại mà lại chân lý tạo nghệ cực cao có thể trong nháy mắt bộc phát ra cực mạnh chiến lực tương tự cự truyền âm đến hắc thiên sứ hoàng trong tai như vậy nhắc nhở một câu yên tâm tu vi đạt tới bản hoàng loại tầng thứ này các phương diện năng lực cơ hồ đều là thánh cảnh đỉnh phong sao lại sợ hắn hắc thiên sứ hoàng không có khinh thị trương nhược trần vừa ra tay liền thi triển ra duy nhất một loại tu luyện tới thần thông cấp độ kiếm pháp thiên số kiếm một kiếm chém ra kiếm như mưa xuống cùng lúc đó tại thương tử cự điều khiển dưới trong bốn ngôi sao thần khí nhanh chóng hội tụ ngưng tụ thành bốn đầu dài ngàn dặm thần long dương nanh múa vuốt hướng trương nhược trần công phạt mà đi trương nhược trần đã muốn sử dụng tinh thần lực điều khiển phệ thần trùng lại phải sử dụng thánh khí điều khiển tàng sơn ma kính càng bị trong trận pháp vô hình xiềng xích quấn quanh căn bản tránh không khỏi hắc thiên sứ hoàng chém ra một kiếm tuyệt thế này. Nhưng, hắn bình tĩnh như trước, ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía trên không. Soạt. Bảy chui phách kiếm một trong nộ kiếm, Trương Nhược Trần mi tâm bay ra, hóa thành một đạo cực hạn kiếm quang, xuyên qua mưa kiếm, kích trên người Hắc Thiên Sứ Hoàng. Hắc Thiên Sứ Hoàng trên người các loại thủ đoạn phòng ngự đều không có cách nào ngăn cản, bị kiếm quang đánh cho ném đi ra ngoài. Trên người sinh mệnh khí tức ba động nhanh chóng tiêu tán, hóa thành một bộ tử thi, bồng bình tại hư không dần dần bay về phía nơi xa xích thiên sứ hoàng cùng bạch thiên sứ hoàng đều là thất thần trong nháy mắt phóng xuất ra tinh thần lực điều tra hắc thiên sứ hoàng sinh mệnh ba động bọn hắn không thể tin được lấy hắc thiên sứ hoàng cường đại tu vi sẽ như thế yếu ớt lại sẽ bị đối phương một kiếm miều sát cần biết đạt tới bọn hắn tu vi như vậy sinh mệnh lực đã là cường hoành tới cực điểm cho dù thân thể bị đánh đến nổ tung đều có thể một lần nữa ngưng tụ thương tử cự cũng là lộ ra mờ mịt không hiểu thần sắc Lúc trước, hắn một mực căn dặn Hắc Thiên Sứ Hoàng, cẩn thận Trương Nhược Trần cường đại nhục thân cùng chân lý chi đạo lực bộc phát. Trên thực tế, hắn căn bản không tin tưởng Trương Nhược Trần có một kích giết chết Hắc Thiên Sứ Hoàng thực lực, chỉ là lo lắng Hắc Thiên Sứ Hoàng bị thương thương mà thôi. Chỗ nào nghĩ đến, Hắc Thiên Sứ Hoàng đã đầy đủ chú ý cẩn thận đề phòng, nhưng như cũ bị Trương Nhược Trần một kiếm giết chết. Kiếm pháp gì, lợi hại như vậy? Thương tử cự chưa từng nghe nói qua, có kiếm đáng sợ như vậy. Hồn phách vỡ vụn, ý thức đã tán tinh thần lực dò xét về sau xích thiên sứ hoàng tâm tình nặng nề nói như thế lần nữa nhìn chăm chú về phía trương nhược trần trên mặt hắn lộ ra thần sắc sợ hãi trương nhược trần tránh đi bốn đầu thần long về sau phần lưng xông ra lít nha lít nhít dây leo trên dây leo lưu động lôi điện màu tím trong nháy mắt hóa thành một gốc tinh không thực vật trải rộng thương tử cự đang chủ trì đại trận dài nhất dây leo chừng hơn vạn dặm dài đem vây quanh ở tứ phương bốn viên tinh cầu đều bao vào gốc này tinh không thực vật quá to lớn, dây leo số lượng vượt qua 100 triệu rễ, cấp tốc phá hư trên bốn viên tinh cầu trận pháp minh văn. Thương tử cự chính mệt mỏi ứng đối thời điểm, bên tai chuyển đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, cứu ta, là xích thiên sứ hoàng thanh âm. Thương tử cự nắm chặt song quyền, mặt mũi tràn đầy âm độc chi sắc, phẫn nộ nhìn chằm chằm đi qua. Chỉ gặp, tại vô số dây leo cùng lôi điện trung tâm, xích thiên sứ hoàng bị một vị khuôn mặt cực đẹp nữ tử yêu mị bắt. Tất cả dây leo, đều là tóc của nàng. Nữ tử yêu mị kia, bàn tay chộp vào xích thiên sứ hoàng đỉnh đầu, năm ngón tay đâm vào xương sọ, hấp thu trong thi thể thánh khí cùng huyết khí. Trong khoảnh khắc, hắc thiên sứ hoàng cùng xích thiên sứ hoàng chết thảm tại chỗ, đối với thương tử cự tâm cảnh tạo thành đà kích lớn. Tam đại thiên sứ hoàng từng cái cũng là phi phàm nhân vật, Hồng Trần Đại hội về sau, chính là muốn đi vào Quang Minh Thần Điện, phá cảnh thành thần. Một khi đạt tới thần cảnh, chính là trong chân thần cường giả nhân vật như bọn họ bất kỳ một cái nào đều so mười vị vô thượng cảnh phân lượng càng nặng có thể nghĩ hai vị thiên sứ hoàng vẫn lạc sẽ tại thiên đường giới thậm chí tại toàn bộ thiên đình tạo thành cỡ nào chấn động to lớn tăng thêm trước đó thẩm phán thần sứ michael claflin chết thảm tối nay đối với thiên đường giới mà nói không thể nghi ngờ là kinh thiên biến cố đừng toàn bộ thôn phệ thi thể của hắn ta còn chỗ hữu dụng đâu trương nhược trần nói với ma âm một tiếng lập tức hướng hư không nhô ra một bàn tay đem trôi hướng xa xa hắc thiên sứ hoàng thi thể thu hồi lại để vào nhẫn không gian muốn về địa ngục giới tự nhiên là muốn chứng minh giá trị của mình có đồ vật gì so thiên đình cường giả dạ đỉnh cao thi thể càng chứng minh năng lực của mình cùng đối với địa ngục giới trung tâm trương nhược trần vết thương trên người cấp tốc khép lại cùng đứng tại trên tinh cầu toàn thân phát ra ngũ thải công đức thần quang thương tử cự đối mặt cất giọng nói tử cự huynh ngươi cảm thấy hôm nay còn có thể giết ta sao xích thiên sứ hoàng đã là hóa thành thây khô bị ma âm ném sang một bên nàng cùng trương nhược trần đứng sóng vai môi đỏ hơi vểnh thanh âm yếu mềm mà nói thương tử cự hiện tại thân thể thế nhưng là ngũ thải công đức thần bia nếu là có thể đem hắn hấp thu ta rất có thể đánh vỡ hung tính thực vật không cách nào vượt qua thần kiếp vận rủi chủ nhân giúp ta thương tử cự ánh mắt âm tình bất định hướng đang bị đàn phệ thần trùng vây công bạch thiên sứ hoàng nhìn thoáng qua trên mặt hốt nhiên lộ ra một đạo ý cười như bây giờ kết quả hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của ta. Nhưng, kế hoạch của ta đã thành công, ngươi cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Chủ nhân, gia hỏa này, chẳng lẽ là chóng váng sao? Ma âm không có kiên nhẫn, đối với ngũ thải công đức thần bia hứng thú cực nồng, cảm thấy là nàng bước vào thần cảnh mấu chốt. Bởi vậy, điều khiển dây leo lôi điện, dẫn đầu hướng thương tử cự công kích đi qua. Thương tử cự hừ nhẹ một tiếng, vẫy tay một chảo. Một đạo chói tai tiếng kiếm gieo vang lên, xích tử kiếm trở lại trong tay hắn. Trong khoảnh khắc, màu đỏ như máu chí tôn chi lực từ trong xích tử kiếm bạo phát đi ra, hóa thành một đạo kiếm khí cầu vồng, đem bay tới dây leo, đều chặt đứt, hóa thành bột mị. Ma âm tu vi, chưa chắc yếu tại thương tử cự, thế nhưng là, am hiểu hơn lấy một đối nhiều quần chiến cùng khốn cấm. Gặp được thương tử cự dạng này cường giả đỉnh cao, ứng đối đứng lên liền không phải dễ dàng như vậy. Chủ nhân, cho ta mượn một kiện trí tôn thánh khí. Ma âm âm thanh lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần giống như là nghe không được ma âm thanh âm, vẫn như cũ cùng thương tử cự đối mặt. Đã minh bạch hắn vừa rồi trong lời nói ý tứ, nói xem ra có thần linh cùng các ngươi cùng một chỗ đến đây, không bằng đem hắn mời ra đây. Thương tử cự cái gọi là kế hoạch đã thành công, hơn phân nửa chỉ là bức Trương Nhược Trần hiện ra nguyên hình. Trương Nhược Trần làm địa ngục giới tu sĩ, xuất hiện tại thiên đình, còn giết chết số lớn thiên đình cường giả, thiên đình bất luận cái gì thần linh cũng có thể ra tay giết hắn. Lúc trước, Bạch Khanh Nhi biến hóa thành kỳ phạm tâm bộ dáng, nếu như là tại địa ngục giới nội địa vận mệnh thần vực đại khai sát giới, đã sớm dẫn xuất vận mệnh thần điện thần linh. Thần linh không có khả năng nhúng tay thế tục, cũng không có nghĩa là thế tục cường giả, có thể đến thế lực đối địch đại bản doanh muốn làm gì thì làm. Tựa như Diêm Vô Thần, không dám trắng trợn tiến vào thiên đình đồng dạng. Tương tử cự gặp Trương Nhược Trần còn có thể bảo trì chấn định, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, nói: "Ngươi sẽ không coi là cô lôn giới vị kia thái thượng có thể cảm ứng được nơi này chuyện phát sinh đến đây cứu ngươi hà nói thật cho ngươi biết giờ phút này thiên đình thần cảnh đại nhân vật đều tại đánh cờ thời khắc mấu chốt vị kia thái thượng sợ là không thể chú ý đến thiên đình bên ngoài địa phương trương nhược trần sinh ra một đạo cảm ứng ngẩng đầu hướng trên không nhìn lại phía trên vốn nên là đen kịt mà băng lãnh vũ trụ hư không giờ phút này bốc cháy lên hừng hực thần diễm xuất hiện một mảnh vô biên vô tận biển lửa tản mát ra nóng rực khí tức một đạo lỗi lạc thần ảnh lơ lửng ở trong biển lửa, bộc phát ra chấn nhiếp linh hồn thần uy. Ma âm thả ra ngoài hơn trăm triệu cây dây leo, đều sụp đổ, khuôn mặt mị tiếu, sát một chút trở nên tái nhợt. Trong miệng thảm ngâm, thân thể cuộn rút đến cùng một chỗ, không cách nào bảo trì hình người, hóa thành thực vật hình thái. Trương Nhược Trần đang muốn mở ra đồng quan, đem phệ thần trùng thu hồi. Nhưng, đồng quan lại biến mất không thấy gì nữa. Trương Nhược Trần hai mắt ngưng tụ, lộ ra vẻ lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đồng quan xuất hiện đến trên không vị thần linh kia trong tay. Bài kiến diễm thần, bạch thiên sứ hoàng hướng trên không trong biển lửa thần linh, khom người cúi đầu. Xuất hiện ở trong biển lửa thần linh, chính là công đức thần điện diễm thần, cũng là thương tử cự sư tôn, là một vị thập phần cường đại chân thần. Diễm thần đem phệ thần trùng đều thu nhập vào đồng quan. Những phệ thần trùng này, cho dù là ở trong mắt diễm thần, cũng có to lớn giá trị, đợi một thời gian, có lẽ có thể bồi dưỡng được một chi trùng quân, có thể thôn phệ thần linh. Tóm lại, giá trị không cách nào đánh giá. Đồng quan trở nên hộp diêm lớn nhỏ, bị diễm thần một tay nắm vuốt, hắn cúi nhìn phía dưới, ánh mắt không gì sánh được lạnh lẽo, nói, Trương Nhược Trần. Ngươi giết hắc thiên sứ hoàng cùng xích thiên sứ hoàng, đã là phạm phải tội lớn ngập trời, hôm nay bán thần đại biểu thiên đình, tự tay chu sát ngươi. Diễm thần giết Trương Nhược Trần chi tâm, so thương tử cự còn mãnh liệt hơn. Lúc trước, người thần sẽ từ trên người hắn chém xuống thần thối, luyện vào Trương Nhược Trần giữa hai chân. Chuyện này, cho dù đã qua ngàn năm, như trước vẫn là trong thần cảnh thế giới trò cười, để diễm thần mất hết mặt mũi. Huống hồ diễm thần biết được, Trương Nhược Trần trên người có không ít bảo vật, thậm chí có hàng cổ chi đạo áo nghĩa, giết hắn, lấy được hồi báo, vượt xa giết chết một tôn địa ngục giới chân thần. Dạng này cơ hội cực tốt, ha có thể buông tha. Trương Nhược Trần nói, ngươi như giết ta, chắc chắn sẽ bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Diễm thần cười một tiếng dài, ngươi chỉ là huyết hậu, hay là huyết tuyệt chiến thần. Đầu tiên, thiên đình cùng địa ngục vốn là quan hệ thù địch bán thần căn bản không sợ bọn hắn Thư yếu hôm nay giết người sự tình không có quá nhiều người biết được bạch thiên sứ hoàng lộ ra nụ cười thản nhiên nếu chân thần xuất thủ đại cục đã định thế là cầm trong tay chiến kiếm thu hồi trong vỏ nhưng chính là lúc này nàng bỗng nhiên cảm giác được thân thể nhẹ bẫng mắt tối sầm lại rơi vào một tòa hắc ám rộng lớn không gian trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn ý thức được có thần linh giấu giếm tại phụ cận mình bị đối phương thu vào thần cảnh thế giới. Bạch Thiên Sứ Hoàng đột nhiên biến mất, để Diễm Thần cảnh giác, chợt quát một tiếng, "Ai?" Bành. Diễm Thần cái mông đau xót, bị người hung hăng đạp một cước, trọng tâm bất ổn, hướng về phía trước nhào ra ngoài. Diễm Thần trong lòng phẫn nộ, nhưng còn không có giữ vững thân thể, đầu lại bị vỗ một cái, phát ra một đạo bành vang, ý thức trở nên có chút hôn mê, trong đầu đau đớn muốn nứt, thất khiếu đang chảy thần huyết. Mà trong tay hắn đồng quan, đã là biến mất không thấy gì nữa. Thương tử cự nhìn trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Đường đường một tôn cường đại chân thần, vì sao bỗng nhiên đánh ra trước, ngay sau đó lại tà phi ra ngoài. Là ai công kích hắn? Chẳng lẽ là côn lôn giới vị kia thái thượng? Thương tử cự nhìn về phía Trương Nhược Trần vị trí mới vừa đứng, phát hiện Trương Nhược Trần đã mất đi bóng dáng. Sư tôn, thương tử cự bay về phía trên không, nâng lên miệng đầy chảy xuôi thần huyết diễm thần. Sau một lúc lâu, diễm thần khôi phục lại hai mắt dần dần có thần thái mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra thương tử cự hỏi diễm thần hai mắt bắn ra hai đạo quang trụ nhìn về phía vũ trụ tứ phương tìm kiếm lấy cái gì nói có trong thần cảnh cường giả vừa rồi tập kích vi sư đối phương là ai là côn lôn giới vị kia thái thượng sao có thể đem một vị chân thần đánh cho không có chút nào hai tay chi lực tất nhiên là trong thần cảnh siêu cấp cường giả diễm thần lắc đầu nói không thể nào là vẫn thần đảo chủ ngươi chẳng lẽ không có phát hiện đối phương không chỉ có mang đi trương nhược trần còn bắt đi bạch thiên sứ hoàng lấy vẫn thần đảo chủ thân phận làm sao có thể làm ra chuyện như vậy thương tử cự trong lòng khổ tư nói luôn không khả năng là địa ngục giới huyết tuyệt chiến thần nếu như là địa ngục giới thần linh vì sao không đem ngươi cùng vi sư cùng một chỗ bắt đi hoặc là giết chết diễm thần nói thương tử cự nhíu mày nói việc này thật đúng là kỳ quặc đối phương nếu là tu vi cường đại thần linh vì sao hết lần này tới lần khác bắt đi bạch thiên sứ hoàng đối phương tu vi sâu không lường được không phải vi sư có thể ứng đối nhưng nơi này cùng thiên hà chỉ có gang tấc chi cách chỉ có mời ra biện trang chiến thần mới có thể thu thập hắn diễm thần mang theo thương tử cự thi triển ra thần linh bộ trong chốc lát đi vào thiên hà bên bờ tại diễm thần kêu gọi tới thiên cung đệ nhất chiến thần biện trang một đạo thần ảnh từ trong thiên hà nổi lên chừng cao như sơn nhạc lớn thanh âm hùng hậu hỏi, Diễm Thần, ngươi gọi bản tọa, là vì chuyện gì? Lập tức, Diễm Thần đem vừa rồi chuyện phát sinh, nói ra. Đương nhiên bị tập kích quá trình, là một lời mang qua, không có kỹ càng miêu tả. Việc này, bản tọa thật đúng là không biết được, đợi ta điều tra một hai. Biện trang thần ảnh, song đồng hiện ra so hàng tinh còn muốn hào quang sáng tỏ, tại trong vũ trụ, nhìn ra xa tìm kiếm. Sau một lúc lâu, ánh mắt của hắn thu liễm, nói, không có phát hiện khả nghi thần linh, cũng không có phát hiện cái gì Trương Nhược Trần. Diễm thần, ngươi xác định không phải đang đùa bỡn bản tọa. Diễm thần cũng không dám đắc tội biện trang, vội vàng nói, bản thân sao dám làm ra chuyện như vậy, Trương Nhược Trần kia là thật không chết, hắn lại xuất hiện. Lúc trước, ngay tại khoảng cách thiên hà, không đến 100 triệu dặm trong tinh không, còn bạo phát chiến đấu, hắn giết chết thiên đường dưới hai tôn đại thánh. Hừ, biện trang bạo hừ một tiếng, phẫn nộ nói, đại thánh ở giữa loại chuyện nhỏ nhặt này, thế mà cũng dám đến đây quấy nhiễu bản tọa. Soạt, thần ảnh tán đi, hóa thành nhược thủy, lui vào trong thiên hà. Chiến thần chậm đã, diễm thần cắn chặt răng răng, gắt gao bóp quyền. Thương tử cự nhìn xem cuồn cuộn chảy xuôi thiên hà, đứng ở một bên, ánh mắt băng lãnh, nói, lấy biện trang thần tướng tu vi, làm sao có thể. Im miệng, diễm thần chừng thương tử cự một chút, ngăn cản hắn nói tiếp, sau đó sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, dặn dò, có lời gì, về công đức thần điện lại nói chỉ trích biện trang chiến thần là diễm thần cũng không dám làm sự tình thiên hà rộng lớn vô biên ầm ầm sóng dậy giờ phút này trên thiên hà tung bay một cái hình nguyệt nha thiên chu đây là biện trang thu thập hơn vạn ngôi sao nội hạch tinh hoa luyện chế mà thành nguyệt thần thiên chu thanh nhã thoát tục nguyệt thần đứng trên thiên chu nhìn ra xa thiên hà hai bên bờ tinh không biện trang từ phía sau đi tới đứng ở bên cạnh nàng thuận ánh mắt của nàng nhìn lại cười nói Ta từng nhiều lần mời ngươi cùng một chỗ đi thuyền chung du lịch thiên hà, thậm chí làm ra hứa hẹn, chỉ cần ngươi đáp ứng chuyện này, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, bao quát gia nhập quảng hàn giới, thậm chí là bỏ qua thiên hà, tuy nhiên lại một mực bị ngươi cự tuyệt. Hôm nay, ngươi có thể đáp ứng, ta là vạn phần cao hứng. Thế nhưng là, ta làm sao cũng không nghĩ tới, ngươi làm như thế nguyên nhân, cũng chỉ là để cho ta thả tiểu quỷ kia. Một cái thánh cảnh tu sĩ, đáng giá ngươi coi trọng như vậy sao? Nguyệt thần khuôn mặt thanh lãnh, khi chất thuần mỹ, thản nhiên nói, hắn là của ta sứ giả, ta tự nhiên là muốn bảo đảm hắn. Nhắc tới cũng là kỳ quái, chính là tên tiểu tử này, thế mà kinh động đến Trang Thái a. Hắn tự mình đưa tin cho ta, để cho ta tại tiểu tử kia rời đi thiên hà đằng sau, cần phải đem nó chặn giết. Biện Trang đương nhiên đã biết Trương Nhược Trần thân phận, chỉ bất quá, hắn thấy, coi như Trương Nhược Trần là địa ngục giới tu sĩ, cũng bất quá mới là đại thánh cảnh giới, quá nhỏ bé nếu nguyệt thần ra mặt cầu tình, tự nhiên là muốn bán một bộ mặt. Rời xa thiên đình, đi vào sâu trong tinh không. Nơi này trống trải yên tĩnh, giống như trên vạn năm không có tu sĩ tới qua. Kiếp tôn giả bay xuống trên một viên nham thạch tinh cầu màu đen, đem trương nhược trần cùng bạch thiên sứ hoàng từ trong thần cảnh thế giới thả ra, ném trên mặt đất. Bạch thiên sứ hoàng lập tức kéo ra cùng bọn hắn khoảng cách, trận địa sẵn sàng đón quân địch đề phòng. Ánh mắt cuối cùng rơi vào kiếp tôn giả trên thân, không hề nghi ngờ đối phương nhất định là thần linh nếu như là ngụy thần hôm nay có lẽ còn có thoát thân cơ hội thế nhưng là lão già nhìn qua cực kỳ lôi thôi này có thể từ diễm thần trong tay đem trương nhược trần cứu đi làm sao có thể là ngụy thần bạch thiên sứ hoàng không có hành động thiếu suy nghĩ muốn từ một vị chân thần trong tay đào tẩu không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng nhưng đối phương nếu không có giết nàng cũng liền nói rõ chính mình tạm thời an toàn trương nhược trần đã sớm biết được lúc trước kiếp tôn giả giấu ở phụ cận cũng không giật mình hỏi giết thương tử cự cùng diễm thần không có lão phu chính là thiên đình thần linh há có thể lạm sát kẻ vô tội kiếp tôn giả dựng râu chừng mắt nói trương nhược trần trong lòng căng thẳng nói ngươi lão gia hỏa này cầm một cái thiên sứ hoàng làm gì làm sao không chút nào minh bạch cái gì nhẹ cái gì nặng thương tử cự phải chết nếu không côn lôn giới thế tục sẽ gặp đả kích nghiêm trọng kiếp tôn giả khinh thường nói dừng a à. tiểu tử ngươi mới không hiểu cái gì nhẹ cái gì nặng côn lôn giới thế tục chỗ nào cần ngươi đến lo lắng. Đây là việc nhỏ. Chân chính đại sự, chính là chúng ta trương gia nhất định phải phát triển lớn mạnh, có người kế tục. Vị nữ thiên sứ này, ngươi nhìn, muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn dáng người có dáng người, hơn nữa còn không có thành thần, chính là tu luyện ra 12 cánh. Hiển nhiên thể chất phi thường cường đại, nếu là có thể cùng huyết mạch của ngươi kết hợp, sinh ra tới dòng dõi, nhất định là nhất đẳng thiên tài. Bạch thiên sứ hoàng đứng ở một bên, trong lòng kinh hãi, chỗ nào nghĩ đến đối phương cầm nàng, Đúng là ôm ý tưởng điên cuồng như thế. Soạt, nàng trên lưng 12 cái cánh chim triển khai, bộc phát ra sáng chói bạch quang, hướng thiên ngoại bay đi, trở về, chớ đi. Kiếp Tôn giả như vậy hô một tiếng, cũng không thấy như thế nào hành động, đã bay đến không trung vạn trượng bạch thiên sứ hoàng, rơi xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, giống như rơi vào vũng bùn bạch thiên nga. Kiếp Tôn giả hướng Trương Nhược Trần sử một ánh mắt, hướng bạch thiên sứ hoàng trầm trầm đi. "Lão đầu, ngươi có ý tứ gì?" Trương Nhược Trần mờ mịt Kiếp tôn giả phẫn nộ nói, nhanh đi đỡ một chút a. À, nàng về sau thế nhưng là chúng ta trương gia thế tử, ngươi được nhiều quan tâm cùng chiếu cố, tình cảm là cần bồi dưỡng. Trương Nhược Trần giật mình một cái chớp mắt, lập tức nghiêm túc nói, đừng có lại nói hưu nói vượn. Cô lôn giới cùng thiên đường giới cừu hận không đội trời chung, ngươi lại để cho ta kết hôn với một thiên sứ làm vợ, là ngươi điên rồi, hay là ta điên rồi? Kiếp tôn giả nói, cô lôn giới cùng thiên đường giới cừu hận cùng ngươi có dám quan hệ? Đó là chúng ta thế hệ này sự tình lại nói lưỡng giới thủ sai tại thiên đường giới thần linh không có quan hệ gì với nàng tiểu tử ta cho ngươi biết thiên sứ tộc huyết mạch cường đại là nối dõi tông đường lựa chọn hàng đầu nha đầu ngươi nói thế nào kiếp tôn giả nhìn chăm chú về phía mới vừa từ trên mặt đất bò dậy bạch thiên sứ hoàng bạch thiên sứ hoàng trong lòng lộn xộn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày gặp được hoang đường như vậy sự tình nhưng đối phương tu vi sâu không lường được muốn thoát thân nhất định phải tinh tế mưu đồ nàng khom người hướng kiếp tôn giả cúi đầu nói bái kiến tôn giả ngươi lại biết lão phu là ai kiếp tôn giả vui vẻ nói bạch thiên sứ hoàng nói côn lôn giới trương ra 10 cái nguyên hội đến nay ngoại trừ minh đế trương lăng chỉ có 10 vạn năm trước quát tháo thiên hạ kiếp tôn giả đạt đến thần cảnh cái này cũng không khó đoán nhìn xem cỡ nào thông minh sinh ra tới tiểu thiên sứ khẳng định cũng rất thông minh kiếp tôn giả nói bạch thiên sứ hoàng trong lòng thế nhưng là cực kỳ chấn động không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy Cô lôn giới ngoại trừ vẫn thần đảo chủ, vậy mà lại toát ra một cái kiếp tôn giả. Tin tức này vô luận như thế nào đều được bẩm báo quang minh thần điện. Cô lôn giới ẩn tàng quá sâu, nếu là quang minh thần điện không có đề phòng, hậu quả khó mà lường được. Trương Nhược Trần tháo xuống nho tổ gương mặt, lộ ra Anh Tuấn thoải mái hình dáng, nói: Nếu như ngươi ưa thích, liền chính mình cùng nàng cùng một chỗ sinh, đừng cho ta tìm phiền toái sự tình. Thư Thiên Si thân phận đã bại lộ, gương mặt này tạm thời không có khả năng lại dùng kiếp tôn giả gấp, nói, nếu là 10 vạn năm trước, lão phu mới sẽ không giống như ngươi nhăn nhăn nhó nhó, khẳng định việc nhân đức không nhường ai. Nhưng, lão phu thể nội tử khí còn không có luyện hóa xong, đây không phải hữu tâm vô lực thôi. Ta phải đi, nàng, chính ngươi xử trí, tốt nhất là giết, diệt khẩu. Trương Nhược Trần nói, nghe nói như thế, Bạch Thiên Sứ Hoàng trong lòng căng thẳng. Kiếp tôn giả ngăn lại Trương Nhược Trần đường đi, trong đôi mắt già nua, hiện ra hai uông nước mắt, đau khổ cầu khẩn nói, như trần ngươi liền thương xót một chút lão già ta đi ta thật thọ nguyên không nhiều lắm ngươi muốn đi địa ngục giới cứu ngươi phụ thân ta không ngăn cản ngươi đây là ngươi hiếu đạo thế nhưng là địa ngục giới quá hung hiểm vạn nhất ngươi có một cái gì tốt xấu chúng ta trương gia chẳng phải là muốn triệt để suy sụp xuống ngươi muốn đi có thể nhưng là ít nhất phải cho lão phu lưu một cái tưởng niệm lưu một hy vọng a à. trương nhược trần thực sự chịu không được hắn bộ dáng tội nghiệp kia nói ngươi muốn cái gì tưởng niệm hy vọng gì kiếp tôn giả trong mắt nước mắt trong nháy mắt biến mất tinh thần đại trấn nói chi ít lưu mấy đứa bé à dạng này lão phu có thể ở sau đó trong thời gian có hạn thật tốt bồi dưỡng hắn coi như ngươi chết tại địa ngục giới chi ít trương gia còn có hắn côn lôn đã trở về côn lôn giới ngươi tốt nhất chiếu cố hắn trương nhược trần nói kiếp tôn giả dùng sức lắc đầu nói trương gia ngày xưa cỡ nào cường thịnh gia tộc tiên tổ chính là thiên tôn há có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào một cây dòng độc đinh trên thân. Giờ phút này Trương Nhược Trần trong lòng suy nghĩ toàn bộ đều là thương tử cự sẽ như thế nào trả thù bên cạnh hắn thân nhân cùng bằng hữu, nghe được kiếp tôn giả lời này, lập tức kế thượng tâm đầu. Hít một tiếng, lão đầu tử, kỳ thật tại tổ địa nghe ngươi một lời nói, ta cảm xúc cực sâu, minh bạch ngươi dụng tâm lương khổ, cũng thật sâu ý thức được trên người mình trách nhiệm. Trương gia, không có khả năng như thế không hạ xuống, nhất định phải khai chi tán diệp, phát triển lớn mạnh. Nghe được Trương Nhược Trần lời nói này, kiếp tôn giả vốn là đã nắm ở trong tay bí dược, thu về, nghiêm mặt nói, ngươi là chăm chú. Trương Nhược Trần thật sâu gật đầu, nói, cho nên, đi vào thiên đình về sau, ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, ta cũng không có nhàn rỗi, đã vì gia tộc, làm ra chắc tuyệt cống hiến. Có mấy vị nữ tử, ngươi nhớ một chút danh tự, các nàng đều là trương gia thê tử, rất có thể đã đang có mang. Kiếp tôn giả lập tức thẳng tắp cái eo, vui vô cùng, cảm thấy Trương Nhược Trần không để cho hắn thất vọng, là trương gia con cháu tốt, nói, ngươi nói, các nàng đều là ai. Trương Nhược Trần nói, bái nguyệt ma giáo giáo chủ, lăng phi vũ, thiên sơ văn minh thiên nữ, lạc cơ. Kiếp tôn giả gặp Trương Nhược Trần không giống như là vô ích dáng vẻ, từ đáy lòng cảm thán một tiếng. Tiểu tử ngươi ngược lại là có mấy phần bản sự, ngay cả một cái cổ văn minh thiên nữ đều nguyện ý cho ngươi sinh con. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, còn có côn lôn giới nho đạo nạp lan đan thanh, quang minh thần điện thẩm phán cung đại cung chủ liễm hy, thiên nhị giới bách hoa tiên tử kỳ phạm tâm kiếp tôn giả đem trương nhược trần nói danh tự từng cái ghi lại lại có 13 vị nhiều trong đó không chỉ có bao quát thương lan võ thánh thậm chí bao gồm cái thiên kiều cứ như vậy nhiều kiếp tôn giả hỏi ừm trương nhược trần nhẹ gật đầu nói thương tử cự cùng ta thù sâu như biển hắn nếu biết được ta còn sống tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù cùng ta có liên quan hệ những tu sĩ kia có lão phu tại an nguy của các nàng ngươi không cần lo lắng kiếp tôn giả nói một vị thần linh cam kết nói trương nhược trần há có thể không yên lòng kiếp tôn giả lại hít một tiếng nói lão phu biết thương tử cự kia là ai tên tiểu bối này không có khả năng tùy tiện động hắn là thương tổ hậu đại mà lại thương tổ lại có thể sẵn sàng trả giá đắt đem hắn phục sinh hiển nhiên là ở trên người hắn có bố trí lớn lão phu cũng không phải là e ngại thương tổ chỉ bất quá một khi giết chết thương tử cự thương tổ tất nhiên sẽ truy tra một khi cha được lão phu không có chết phiền phức liền lớn Trương Nhược Trần ánh mắt thâm trầm, trong lòng đã có kế hoạch, nói, coi như lần này không thể giết chết hắn, còn có cơ hội lần sau. Đến lúc đó, liền xem như thương tổ, cũng đừng hòng bảo vệ tính mệnh của hắn. Kiếp tôn giả nói, lo lắng của ngươi, chính là dư thừa. Tối nay, đã là huyên náo long trời lở đất, thiên đình kém một chút bộc phát nội loạn. Thiên cung sẽ không cho phép, các giới tu sĩ tiếp tục tranh đấu. Bạch thiên sứ hoàng đi tới, cười duyên dáng, hướng kiếp tôn giả lần nữa thi lễ một cái, nói, nếu có thể gả cho Như Trần công tử dạng này cái thế thiên kiêu, bản hoàng là cầu còn không được. Chỉ cần Như Trần công tử chịu tiếp nhận, bản hoàng dù là làm một cái thiếp thất cũng là nguyện ý. Vừa rồi nàng nghe được quá nhiều bí ẩn, biết được duy nhất cơ hội sống sót chính là gả cho Trương Nhược Trần. Nàng nhất định phải sống sót, chỉ có sống sót, tương lai mới có thể đem những bí mật này truyền về Quang Minh thần điện. Trương Nhược Trần làm sao có thể nhìn không thấu tâm tư của nàng. Ma âm thương thế khôi phục hay chưa? Trương Nhược Trần hỏi. Thương thế còn chưa khỏi hẳn, thế nhưng là, hấp phệ nàng, hẳn là có thể khỏi hẳn. Thực thánh hoa từ Trương Nhược Trần phía sau sông ra, hóa thành lít nha lít nhít dây leo, hướng bạch thiên sứ hoàng quấn quanh tới. Huyền nhất chân thần thần điện, xây ở Tây Ngưu Hạ Châu giàu có nhất trong một tòa thiên vực, ở vào ba đầu thần mạch giao hội địa phương. Thần điện bằng bạc mạnh mẽ, cao tới vạn trượng, ở vào một tòa hoang cổ thần Sơn Chi đỉnh. Ân nguyên thần một đường trốn về huyền nhất thần điện, đến thần sơn dưới núi thời điểm, không thể kiên trì được nữa, ngã trên mặt đất, hư nhược nói, chân thần. Cứu, cứu ta, huyền nhất chân thần thanh âm, mờ mịt mà vô tình, từ trong thần điện truyền ra, lấy tu vi của người. Thua ở một cái vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh trong tay, còn có cái gì tư cách sống trên cõi đời này? Tổ phụ, a à, ngươi không có đạt tới thần cảnh trước đó, không có tư cách gọi ta tổ phụ. Ân nguyên thần nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, năm ngón tay run rẩy đã là hấp hối huyền nhất chân thần thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa đừng trách ta vô tình cho ngươi một cơ hội ngươi nếu có thể còn sống leo lên thần sơn bò vào thần điện liền có tư cách tiếp tục sống sót ân nguyên thần gian nan ngẩng đầu nhìn thoáng qua cao không thể chạm to lớn thần sơn trong núi căn bản không có con đường tất cả đều là vách núi treo leo ân nguyên thần trong mắt có sự quyết tâm cắn răng nói ta bỏ a à, hắn kêu thảm bởi vì huyền nhất trong thần điện bay ra một thanh chiến kiếm từ không trung rơi xuống cắm xuyên sau lưng của hắn một kiếm này là cho người phát triển trí nhớ một mực nhớ kỹ chính mình là cái kẻ thất bại chỉ có người thắng có thể hưởng thụ kẻ thất bại nhất định phải tiếp nhận cực hạn nhất thống khổ huyền nhất chân thần nói ân nguyên thần phần bụng không ngừng chảy xuống máu tươi thuận mũi kiếm nhỏ xuống chân thần giao huấn rất đúng về sau về sau ta tuyệt sẽ không thất bại nữa ân nguyên thần chậm rãi Hướng Thần Sơn đỉnh chóp bò đi, bò qua chỗ, lưu lại một con đường màu đỏ như máu. Cùng kiếp tôn giả sau khi tách ra, Trương Nhược Trần trực tiếp đi vô định thần hải. Giấu ở trong tinh không Táng Kim Bạch Hổ, Lặng Yên trở lại Trương Nhược Trần bên người. Thần Linh muốn thông qua thiên hà, chui vào thiên đình, hiển nhiên là việc không thể nào. Đúng là như thế, Táng Kim Bạch Hổ cũng không có theo Trương Nhược Trần cùng một chỗ tiến vào thiên đình. Vô Định Thần Hải, lơ lửng tại trong vũ trụ nằm ngang ở thiên đình vạn giới cùng địa ngục hoàng tuyền hai mảnh tinh không ở giữa nó cũng không phải là không có biên giới biên giới là do từng khỏa tinh cầu đắp lên mà thành trên những tinh cầu này lại có xây thánh thành pháo đài hội tụ đến từ các giới thánh cảnh quân sĩ tùy thời có thể gặp từng chiếc thánh hạm từ trên tinh cầu bay ra căn bản là không có cách tính toán thiên đình vạn giới tại vô định thần hải trên đường ven biển chữ hàng bao nhiêu tu sĩ bố trí bao nhiêu trận pháp lại có bao nhiêu thiên tài cùng cường giả ở chỗ này lịch luyện. Gần nhất 10 vạn năm trước, Vô Định Thần Hải đã là tương đối yên tĩnh. Nhưng cái gọi là bình tĩnh chỉ là cùng 10 vạn năm trước so sánh. Trên thực tế, Thiên Đình cùng Địa Ngục trên Vô Định Thần Hải tranh đấu cho tới bây giờ đều không có đình chỉ qua. Loại tranh đấu này, thậm chí vượt qua công đức chiến trường. Trương Nhược Trần biến hóa dung mạo, tiến vào Vô Định Thần Hải bên bờ trong đó một viên tinh cầu, đi vào trong một tòa thánh thành hùng vĩ. Tòa thánh thành này mặc dù là vì chiến tranh mà thành lập, nhưng cũng có thị trường giao dịch. Chỉ bất quá, trên thị trường, bán đều là trong vô định thần hải một chút đặc sản hoặc là đan dược chữa thương, thành khí. Trương Nhược Trần mua một tấm tinh đồ, chính là lặng yên đi theo một chi thánh cảnh quân sĩ, tiến vào vô định thần hải tuần tra. Xâm nhập hải vực đằng sau, hắn cùng chi thánh quân này tách ra, một mình rời đội mà đi. Phi hành ba ngày, đại khái vượt qua mấy ước dặm, thế nhưng là phía trước vẫn như cũ là vô biên vô tận hải vực. Trương Nhược Trần rơi xuống trên một hải đảo xanh um tươi tốt, mới mở ra tinh đồ, tinh tế xem xét. Tấm tinh đồ này có giá trị không nhỏ, Trương Nhược Trần hao tốn rất cao giá cả mới mua được. Tinh đồ, tự thân chính là một kiện khắc họa có không gian minh văn bảo vật, mở ra hoàn toàn, chiều dài chừng trăm trượng. Nhưng, dù vậy, vẫn như cũ không thể ghi vào Thiên Đình cùng Địa Ngục toàn cảnh, chỉ có trong đó một góc. Tinh đồ trung tâm là một mảnh khu vực màu lam, chính là Vô Định Thần Hải. Trương Nhược Trần đại khái đánh giá một chút, vô định thần hải rộng rãi nhất chỗ, đến có 300 tỷ dặm. Chất hẹp nhất địa phương cũng vượt qua 100 tỷ dặm. Trên đồ hết thảy tiêu chú 321 tòa đại thế giới, mấy chục vạn ngôi sao, có côn lôn giới vị trí, cũng có bộ phận cổ văn minh vị trí, còn có hắc ám đại tam giác khu vực, bách tộc vương thành, cùng một chút vũ trụ bí cảnh. Trừ cái đó ra, lỗ sâu không gian vị trí do chấm tròn màu đen thêm thập tự đánh dấu. Không gian truyền tống trận do vòng tròn màu đen thêm thập tự đánh dấu. Nguy hiểm cấm khu thì là dùng lốn đốm màu đỏ tiêu ký. Đồng thời, đem mức độ nguy hiểm, phân làm chín cấp. Đạt tới cấp 7 cấp độ chính là mang ý nghĩa đối với ngụy thần đều có sinh mệnh uy hiếp. Đạt tới cấp 9 mang ý nghĩa đối với chân thần sinh mệnh đều có uy hiếp. Trong vô định thần hải, nguy hiểm như vậy cấm khu khắp nơi đều là trong đó một chút đạt đến cấp 7 trở lên. Trên tinh đồ còn có một loại tuyến đường đường vân tiêu ký, ghi chép là vũ trụ mạch lạc, cái gọi là vũ trụ mạch lạc, cùng loại trong đại thế giới linh mạch, thánh mạch. Bình thường tôi nói, tông môn đều muốn xây ở trên linh mạch cùng thánh mạch, linh khí mới sung túc, tông môn mới có thể có lấy phát triển. Vũ trụ mạch lạc so linh mạch cùng thánh mạch quan trọng hơn. Đại biểu là thiên địa quy tắc mạch lạc, một tòa đại thế giới hoặc là tinh cầu chỉ có ở vào trên vũ trụ mạch lạc mới có thể đản sinh ra sinh mệnh cùng các loại chân quý tài nguyên tu luyện. Vũ trụ mạch lạc càng nhiều càng tráng kiện, đại thế giới mới có thể càng là cường thịnh. Đây cũng là lúc trước, côn lôn giới đỉnh tiêm đại thần, không có mang theo côn lôn giới đào tẩu nguyên nhân. Côn lôn giới vị trí, vũ trụ mạch lạc không gì sánh được sinh động, có thể tại trong đại thế giới dựng dục ra thần mạch, cùng vô số thánh mạch. Nếu là côn lôn giới đã mất đi những vũ trụ mạch lạc này, coi như có thể kéo dài hơi tàn mấy vạn năm, cuối cùng vẫn muốn xuống dốc. Thiên đình cùng địa ngục là sinh tử tồn vong chi chiến, côn lôn giới lúc ấy cũng không có khả năng lui, nhất định phải thủ vững. Nếu như người người đều lui, đều tham sống sợ chết, gặp chiến thì trốn, thiên đình vạn giới nhất định tan tác, cuối cùng mặc người chém giết. Vô Định Thần Hải quá rộng lớn, cái này cỡ nào lâu mới có thể đến đạt địa ngục dưới chỗ bờ biển, chỉ dựa vào phi hành, hiển nhiên không được. Trương Nhược Trần tại trên tinh đồ tìm được một chút không gian truyền tống trận cùng lỗ sâu không gian, lại đều từng cái bỏ qua. Thân phận của hắn có chút xấu hổ, tại thiên đình địch nhân vô số thế nhưng là tại địa ngục giới vẫn như cũ là địch nhân vô số trọng yếu nhất chính là địa ngục giới chấn thủ vô định thần hải chính là hải khách sư tôn huyền cổ cửu mục long thần chính là tử tộc nhất đảng cự đầu nhân vật hải khách tại bản nguyên thần điện chết tại trương nhược trần trong tay việc này mặc dù bí ẩn nhưng là chưa hẳn không có tiếng gió dò dỉ ra ngoài lấy huyền cổ cửu mục long thần thân phận có lẽ sẽ không đích thân xuất thủ nhưng là hải khách những sư huynh đệ kia tùy tiện tới một cái đối với trương nhược trần mà nói đều là to lớn uy hiếp tính mạng cân nhắc lại trương nhược trần quyết định hay là tạm thời tìm một chỗ chỗ ẩn núp bế quan tu luyện chờ qua một thời gian ngắn thập giới chi chiến đến bất tử huyết tộc tất nhiên sẽ có thần linh đến đây vô định thần hải đến lúc đó hắn lại hiện thân nữa cũng không muộn thế là trương nhược trần đi vào một mảnh tương đối vắng vẻ hải vực tiến vào một tòa đảo không người bố trí ra ẩn nặc đại trận chính là mở ra đồng hồ nhật quỹ lấy ra thần long ngộ đạo thất tu luyện trung cổ ngưng chiến đằng sau địa ngục giới cùng thiên đình vạn giới trên vô định thần hải vẫn tại tranh đấu nhưng không phải chiến tranh chỉ là tranh đoạt trên biển hòn đảo quyền khống chế một tòa vô định thần hải sau mấy trăm tòa đại thế giới cộng lại còn muốn to lớn tài nguyên tu luyện chi phong phú càng hơn một chút đại thế giới nhìn lần trở lên không không năm tranh đấu trên vô định thần hải một nửa hòn đảo đều bị địa ngục giới hoàn toàn khống chế còn có một phần ba hòn đảo thì là ở vào trong tranh đoạt quý văn đảo là trong vô định thần hải đệ thất đại hòn đảo, Nam Bắc chiều dài đạt tới 37.000 dặm. Đông Tây chiều dài một vạn bốn ngàn dặm, đặt ở trên một viên tinh cầu, thỏa thỏa là một tòa khổng lồ đại lục. Quý văn đảo khoảng cách thiên đình vạn giới một phương đường ven biển, có gần 180 tỷ dặm, cùng địa ngục giới một phương đường ven biển, cũng cách mấy chục tỷ dặm, coi là biển sâu nội địa. Bởi vì đảo này, khoảng cách vô định thần hải lớn nhất cấm khu quy khư rất gần, bởi vậy, bị địa ngục giới chiếm cứ về sau, thập tộc đều có đại quân trú đóng ở ở trên đảo. Huyết tuyệt chiến thần lúc còn trẻ, chính là tại quy khư phụ cận hải vực, lập xuống chiến thiên lời thể khiêu chiến thiên đỉnh anh kiệt. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thập giới chi chiến cũng sẽ ở quy khư phụ cận hải vực bộc phát. Theo thập giới chi chiến tới gần, địa ngục giới càng ngày càng nhiều tu sĩ đi vào quý văn đảo, khiến cho đến hòn đảo này đột nhiên trở nên phồn hoa náo nhiệt lên. Soạt. Một con thanh loan thú hoàng, dương nước cờ dài trăm dặm hai cánh, giống như đám mây màu xanh đồng dạng bay qua vô biên hải vực, đi vào quý văn đảo bên ngoài. Thanh loan thú hoàng trên lưng, đứng có một vị tuyệt sắc thân ảnh động người. Nàng người mặc thanh vũ thiên y, eo treo bích huyết ngọc tiêu, tóc xanh như suối, khí chất mờ mịt, giống như cửu thiên thần nữ đồng dạng. Mở ra trận pháp, nàng âm thanh lạnh lùng nói, bái kiến du hoàng đại nhân. Trấn thủ quý văn đảo tu sĩ, nhận ra đến đây nữ tử thân phận, không dám ngăn cản, vội vàng thôi động trận pháp, đem Chu Thiên thủ hộ đại trận mở ra một cái khe. Thanh Loan thú hoàng bay vào hòn đảo về sau, trận tháp phía dưới tu sĩ vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Khí tức thật là đáng sợ, tu vi của nàng sợ là đã đạt tới cảnh giới bán thần. Bán thần? Ừ. Ngươi đánh giá quá thấp Du Hoàng, nàng bây giờ thế nhưng là huyết hoàng thần ma danh phó danh chủ, bất tử huyết tộc dưới thần cảnh có thể đứng vào năm vị trí đầu nhân vật, tiến nhập hồng trần tuyệt thế bảng tuyệt thế quyển, tu vi sâu không lường được. Du Hoàng Đại Nhân cũng không biết vì sao, đột nhiên vội vã chạy đến Quý Văn Đảo. Ngàn năm qua, Hạ Du Tu Vi đột nhiên tăng mạnh, đã là trở thành bất tử huyết tộc trong thế tục tuyệt đỉnh bá chủ một trong. Lại thêm có huyết thiên bộ tộc danh xưng đệ nhất mỹ nhân, có thể nhìn thấy nàng một mặt, tự nhiên là để trên Quý Văn Đảo những tu sĩ này nỗi lòng kích động. Nghị luận ầm ý, tiến vào Quý Văn Đảo, thanh loan thú hoàng thân thể cấp tốc thu nhỏ, hạ xuống mặt đất, trở nên chỉ có dài hơn 2 mét. Hạ Du gặp được đứng tại bờ biển huyết hậu, lập tức đi qua ngươi hẳn là mang theo huyết hoàng thần ma danh đại thánh quân sĩ tại tu la tinh trụ giới mới đúng sao lại tới đây quý văn đảo huyết hậu hỏi hạ du thần sắc hơi có vẻ vội vàng chắp tay hành lễ môi đỏ khẽ mở nói sư tôn ta nhận được tin tức trương nhược trần không chết từ đâu tới tin tức huyết hậu nói hạ du nói thiên đình truyền ra tin tức nghe nói trương nhược trần hóa thân thành một vị tên là thư thiên si nho đạo tu sĩ tại thiên đình đại náo hồng trần đại hội giết chết thiên đường dưới nhiều vị cường giả. Liền ngay cả tam đại thiên sứ hoàng đều vẫn lạc tại trong tay hắn. Lúc đầu ta là không tin, thế nhưng là nhìn thấy sư tôn xuất hiện tại quý văn đảo, ta lại hoài nghi, tin tức này rất có thể là thật. Sư tôn là tới đón ưng hắn à. Huyết hậu trầm mặc một lát, nói Trần Nhi hoàn toàn chính xác còn sống, hắn từng nắm vận mệnh thần điện tư không cung Nam Phong, mang tin về huyết tuyệt gia tộc. Nhưng, vi sư cũng không hiểu biết, hắn lại dám đi thiên đình, còn dám đại náo hồng trần đại hội, thật là khiến người ta lo lắng. Hạ Du trong mắt hạnh sáng tỏ kia, hiện ra một đạo vui mừng, nói, theo đệ tử nhận được tình báo, hắn đã thoát thân. Ta muốn, hắn chắc chắn sẽ từ vô định thần hải, trở về địa ngục giới. Huyết hậu hỏi, tin tức của ngươi là từ chỗ nào được đến? Hạ Du minh bạch huyết hậu vì sao có như thế hỏi một chút, vội vàng nói, việc này đã tại thiên đình truyền ra, tin tưởng thập tộc các đại thế lực đều sẽ lần lượt nhận được tin tức. Chỉ bất quá, việc này quá mức không thể tưởng tượng sẽ tin tưởng đoán chừng ít càng thêm ít đúng rồi đang trên đường tới ta gặp vận mệnh thần nữ nàng là thập giới chi chiến người tham chiến một trong đi vào quý văn đảo rất bình thường huyết hậu nói hạ du ánh mắt trở nên đóng băng mấy phần nói đi cùng với nàng còn có huyết đồ huyết đồ vốn là huyết hậu đệ tử hạ du sư huynh nhưng ngàn năm trước huyết đồ theo trương nhược trần cùng một chỗ tiến nhập bản nguyên thần điện đạt được cơ duyên to lớn bị tử vong thần tôn nhìn chúng thu làm đệ tử lập tức trở thành trong vận mệnh thần điện chạm tay có thể bỏng đại nhân vật ngàn năm tu luyện huyết đầu đã là xưa đâu bằng nay chính là địa ngục giới thập đại nguyên hội cấp nhân vật đại biểu một trong gần nhất những năm này hạ du gặp được huyết đầu mấy lần người này đã là không gì sánh được kiêu ngạo tương đương không coi ai ra gì mà lại bái nhập tử vong thần tôn môn hạ huyết đầu chính là không tiếp tục đi qua huyết tuyệt gia tộc cũng không có lại đi bái kiến qua huyết hậu vị đã từng sư tôn này Lúc này mới hạ Du xem ra, không thể nghi ngờ là vong ân phụ nghĩa, tự nhiên trong lòng không thích. Huyết Hậu thản nhiên nói, hắn có thể bái nhập tử vong thần tôn tọa hạ, là tạo hóa của hắn. Trước mắt, chúng ta phải làm nhất sự tình, hay là mau chóng tìm tới Trần Nhi. Địa ngục giới có một ít thế lực, đối với hắn địch ý quá sâu, tất nhiên sẽ tại vô định thần hải chặn giết hắn. Hết chương 2710 rồi ạ. À. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở tập tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.